Đến giữa trưa, Hạ Tưởng đi tới địa điểm hẹn, nhà nội và Thành Đạt Tài đã gặp nhau nửa buổi, trò chuyện rất vui vẻ. Hạ Tưởng đến lại càng rộn rã hơn. Một cuộc gặp gỡ ba bên, trong tiếng cười sang sảng của Thành Đạt Tài, sự vui vẻ ra mặt của nha nội, sự ôn hòa lắng đọng của Hạ Tưởng, đã long trọng mở màn. Cùng lúc đó, Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải lần đầu tiên so chiêu trực diện, cũng lên tới mức dương cung bạt kiếm. Kỳ thật ngay từ đầu, khi Chu Hồng Cơ rảo bước tiến vào phòng bệnh, không khí coi như hòa hợp, thậm chí Hà Giang Hải còn xuống giường đón, rất nhiệt tình, thái độ thành khẩn. Hà Giang Hải lộ vẻ rất kinh ngạc. Ô, thật sự là khách quý. Tôi đang tự hỏi sao bên ngoài lại có chim khách kêu, hóa ra đúng là chào mừng ngài tới. Chu Hồng Cơ rất khinh miệt sự giả dối của Hà Giang Hải nhưng vẫn ra vẻ rất đau lòng, thân thiết an ủi và chia buồn với sự mất mát người con yêu của Hà Giang Hải. Sau khi chào hỏi xong, Chu Hồng Cơ cũng không khách khí lập tức ngấm ngầm chất vấn Hà Giang Hải vì sao phải lần nữa. Hà Giang Hải vẫn không chịu xuất viện cũng không phải là vì cố tình muốn vậy. Quản thật con trai duy nhất Hà Dương chết đi khiến y cực kỳ sốc, mới trung niên đã mất con, cơn đau này không phải ai cũng thấu hiểu nổi. Hà Giang Hải quả thật là đau đớn không chịu nổi. Đương nhiên, dù đau đớn nhưng y vẫn rất rõ ràng một loạt các sự kiện phát sinh ở tỉnh Tề và tỉnh Yến nhằm vào Chu Hồng Cơ. Y cũng có con đường nắm rõ từng cử động của Chu Hồng Cơ, cũng chú ý tới hướng đi của mọi người trong tỉnh ủy, đương nhiên cũng bao gồm cả Hạ Tưởng. Người đã chết không thể sống lại. Nhưng người sống sót phải tranh thủ ích lợi mình nên có. Hà Giang Hải đệ trình đơn xin từ chức, quả thật cũng là do y muốn lui xuống. Phấn đấu cả đời là vì cái gì? Không phải vì kiếm thêm chút của cải cho con cái, để con cái đỡ khổ sao? Hiện tại không còn con cái, y mất đi ý nghĩa cuộc sống. Chính trị thất thế, hơn nữa nản lòng thoái chí, lại bởi vì phải phối hợp với đại cục, từ chức chính là thủ đoạn lấy lùi làm tiến tốt nhất. Lui chính là địa vị chính trị, không lùi chính là uy vọng nhân vật lĩnh quân tỉnh Tề của y. Hà Giang Hải sao có thể cam tâm để đứa con chết uổng như vậy? Tuy y khiêu khích trước nhưng dù sao con y cũng là chết trong tay thủ hạ của nha nội. Hiện giờ đáng cười, y mất con nhưng ngược lại không ai thông cảm. Nha nội sống tốt lại chơi bài bi thương và khổ nhục kế, mà Chu Hồng Cơ lại từng bước ép sát, cố tình muốn dồn y vào chỗ chết, khiến y rốt cục phẫn nộ. Giỏi. Giỏi thật, thật sự là quá giỏi. Con chết còn không xong, còn muốn hại chết cả bố. Thật sự coi y là quả hồng nhũn, ai muốn dẫm lên đều được sao? Cẩn thận ngã gãy chân đó. Ngược lại chính là biểu hiện của Hạ Tưởng khác hẳn một trời một vực so với trước kia, bảo vệ lợi ích cho y ở khắp nơi. Tuy việc đó có nhân tố chính trị và cũng do Diệp Thiên Nam tích cực thúc đẩy, nhưng bất kể thế nào, trong cảm nhận của Hà Giang Hải, hình tượng của Hạ Tưởng đã cao lớn lên hơn bao giờ hết. Ít nhất theo Hà Giang Hải thấy, Hạ Tưởng là một người đàn ông có máu có thịt, có bao dung, thị phi rõ ràng, đáng để gửi gắm. Nhất là sau khi truyền đến sự kiện tai nạn xe cộ tại tỉnh Yến, Hà Giang Hải biết rằng, Hạ Tưởng đã ra tay. Mặc kệ là Hạ Tưởng muốn giết Cung Tiểu Tinh bịt miệng hay muốn hóa giải sự kiện Cung Tiểu Tinh như vậy, dù sao Hạ Tưởng cũng đã ra tay giúp y một ân tình lớn. Y liền cảm tạ Hạ Tưởng trong đáy lòng. Hạ Tưởng còn chưa tới gặp y để tranh công hoặc ra điều kiện, ngược lại Chu Hồng Cơ lại đến, bề ngoài là thăm bệnh nhưng rõ ràng là khởi binh hỏi tội. Gã dựa vào cái gì? Gã có tư cách gì? Bề ngoài cười nhưng trong lòng Hà Giang Hải lại hận không thể bùng lên, sau đó chân đấm tay đá, cho Chu Hồng Cơ một trận. Chu Hồng Cơ lại không cảm thấy mình sai, ngược lại còn cho rằng Hà Giang Hải khăng khăng một mực muốn giãy giụa, thậm chí còn giết người đoạt mạng chính là vì bản thân y. Thật sự là một kẻ bại hoại. Cho nên ngoài mặt cười nhưng trong lòng Chu Hồng Cơ lại hận không thể bạt tai vào bộ mặt béo của Hà Giang Hải. Giả vờ cái gì chứ? Chẳng có chút bệnh tật gì lại cố tình nằm viện, da mặt dày hơn tường thành. Nói mấy câu, Chu Hồng Cơ liền dần dần lộ ra ý đồ đến đây. Hôm nay đã tới đây, muốn thăm dò điểm mấu chốt của Hà Giang Hải. Bí thư Hà, anh có biết Cung Tiểu Tinh không? Chu Hồng Cơ cũng không chú ý tới nghệ thuật nói chuyện, bởi vì gã đã mất kiên nhẫn. Thấy Hà Giang Hải còn ra vẻ gàn bướng, bất động, gã liền đi thẳng vào vấn đề, nhắc tới điểm mấu chốt hôm nay. Cung Tiểu Tinh. Hà Giang Hải suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Không quen biết, sao vậy, chủ nhiệm Chu có ý với cô ta sao? Có ý cái đầu ông. Chu Hồng Cơ thầm mắng nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Sao tôi nghe nói,
Cung Tiểu Tinh đến nhà khách tỉnh ủy làm nhân viên phục vụ là do Bí thư Hà giới thiệu. Khi Chu Hồng Cơ vừa tới thì Hà Giang Hải xuống giường, giờ y lại lên giường, sau đó lười biếng duỗi lưng nói. Chủ nhiệm Chu có gì xin mời nói thẳng, lục lọi mấy việc vặt vãnh, nếu ông không phiền, tôi còn phải nghe bác sĩ chỉ bảo, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tương đương là hạ lệnh đuổi khách. Khi tới đây, Chu Hồng Cơ đã nghẹn một bụng lửa giận, giờ lập tức nổi giận. Bí thư Hà, tôi vẫn coi ông là một nhân vật nói chuyện giữ lời, không ngờ ông bề ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, vốn đã làm chuyện sai, chẳng những không có tâm sửa chữa còn không ngừng khơi mào gây chuyện. Tôi khuyên ông, ở vấn đề Cung Tiểu Tinh, dừng cương trước vực thẳm đi. Giọng của Chu Hồng Cơ đã gần như cực kỳ nghiêm khắc. Hà Giang Hải không nhường chút nào. Chủ nhiệm Chu, ông đến thăm tôi cảm kích. Hoa quả ông mang đến xin mời mang về đi, đỡ mất công tôi phải đi vứt. Còn lời ông vừa nói, tôi cũng coi như ông chưa nói, ông cũng thu về hết đi. Được rồi, hôm nay đã hết giờ tiếp khách, tôi phải uống thuốc nghỉ ngơi. Hà Giang Hải tỏ thái độ không hợp tác. Nếu để Chu Hồng Cơ hình dung, chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chu Hồng Cơ lạnh lùng nói. Bí thư Hà, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Nếu Cung Tiểu Tinh thật sự chết đuối ở sông Hạ Mã, lại thêm trưởng phòng Ngưu ở đường cao tốc, chính là hai mạng người. Mỗi ngày ông trốn ở bệnh viện giả vờ bị bệnh, không phải là sợ rằng sự việc sẽ càng xấu hơn chứ? Ông thật sự bệnh chứ? Hà Giang Hải đột nhiên nhảy dựng lên, ra sức đẩy Chu Hồng Cơ ra ngoài. Rất xin lỗi, ở đây tôi không chào đón ông, mời ông lập tức đi ra. Tiếp đó y ném toàn bộ những thứ Chu Hồng Cơ mang tới. Chủ nhiệm Chu, tôi cũng khuyên ông một câu, đừng đi tới con đường đen tối kẻo không tìm được đường về Bắc Kinh đâu. Chu Hồng Cơ không ngờ Hà Giang Hải lại táo bạo như vậy, dám đẩy mình ra ngoài cửa, khiến y càng tin tưởng hai sự việc lúc trước chắc chắn đều do Hà Giang Hải gây ra. Không ngờ Hà Giang Hải chết cũng không hối cải, đến giờ còn dám thô bạo như vậy, khiến Chu Hồng Cơ thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên dưới cơn thịnh nộ, gã giận quá hóa cười. Bí thư Hà, ông tự giải quyết tốt hậu quả đi. Chủ nhiệm Chu, cẩn thận bậc thang. Hà Giang Hải còn nói thêm một câu sau đó đóng sầm cửa lại. Loại người gì vậy chứ? Hoàn toàn là một loại thổ phỉ. Chu Hồng Cơ lắc đầu, âm thầm cảm thấy may mắn lúc mới tới tỉnh Tề đã không hợp tác với Hà Giang Hải. Nếu không đó chắc chắn là một nét bút hỏng trong kiếp sống chính trị của gã. Kỳ thật thẳng thắn mà nói, lúc trước Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải hợp tác chưa chắc đã là nét bút hỏng. Nhưng hôm nay gã tìm Hà Giang Hải lý luận và ngả bài, chắc chắn là nét bút hỏng, khiến một đoạn thời gian dài sau này gã phải hối hận không ngừng. Ngồi trên xe trở về tỉnh ủy, Chu Hồng Cơ mới nhớ lại mình chỉ tức giận Hà Giang Hải quên cảnh cáo y một tiếng về tiến triển vụ án Thang Thế Thành. Hôm nay gặp mặt Hà Giang Hải, kỳ thật Chu Hồng Cơ thứ nhất là vì thăm dò Hà Giang Hải, thứ hai là vì muốn trịnh trọng báo cho Hà Giang Hải biết, Thang Thế Thành đã cắn ra y. Trong vụ án lớn của hệ thống cục công nghiệp muối, y đã hai chân nhúng bùn, chạy không thoát. Trải qua mấy lần thẩm vấn Thang Thế Thành, lại cố ý dẫn dắt, sự kiện ở biệt thự và các vấn đề khác, Thang Thế Thành đã kéo Hà Giang Hải cùng xuống nước, khai báo ra Hà Giang Hải có hai tòa biệt thự, hai chiếc ô tô, còn có rất nhiều tiền tài qua lại, số tiền liên quan tới vụ án lên tới hơn 10 triệu tệ. Tuy rằng 10 triệu tệ không nhiều lắm nhưng sau khi báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đủ để trở thành vụ án lớn. Chu Hồng Cơ vốn còn nghĩ tình đồng sự, muốn khoan dung độ lượng, cố ý lấy lời khai của Thang Thế Thành để trao đổi điều kiện với Hà Giang Hải, không ngờ nhất thời tức giận quên mất. Thôi đi, còn gì phải thảo luận nữa. Nếu Hà Giang Hải cố tình đi theo con đường đen tối, vậy tiến y một đoạn. Chu Hồng Cơ còn chưa tới tỉnh ủy, nửa đường liền gọi điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Phó chủ nhiệm thôi, tôi xin báo cáo ngài một chút về tiến triển vụ án tham ô tại Cục Công nghiệp Muối tỉnh Tề. Xin hỏi hiện giờ ngài có rảnh không? Phó chủ nhiệm thôi này không phải là Thôi Hướng. Dĩ nhiên là Thôi Hướng đã qua đời, Chu Hồng Cơ là người kiên định theo thuyết vô thần, không thể nói chuyện với Thôi Hướng được nữa. Chu Hồng Cơ trực tiếp gọi điện thoại tới vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương tên là Thôi Bách Tính, vừa mới được đề bạt làm phó chủ nhiệm không lâu. Được phân công quản lý tỉnh Tề, quan hệ với gã rất khá. Thôi Bách Tính nói giọng rất ôn hòa. Tôi rảnh, vụ án chính là mệnh lệnh, không rảnh cũng phải rảnh. Ha ha, Hồng Cơ, ông nói đi, tôi nghe.
Chu Hồng Cơ liền tóm lược ngắn gọn và trọng điểm lời khai mới của Thang Thế Thành, còn vô cùng khó xử nói. Phó chủ nhiệm thôi, bởi vì lời khai của Thang Thế Thành đã đề cập tới lãnh đạo cao cấp của tỉnh Tề, vượt qua quyền hạn của tôi nên tôi đặc biệt báo cáo tới phó chủ nhiệm thôi để xin chỉ thị. Thôi Bách Tính trầm mặc chốc lát, dường như rất thận trọng nói. Sự việc quan trọng, tôi sẽ gặp trực tiếp chủ nhiệm Long để báo cáo, nghe chủ nhiệm Long chỉ đạo. Chu Hồng Cơ dập điện thoại, khẽ nhếch mép cười. Hà Giang Hải, vấn đề Cung Tiểu Tinh không tóm được nhược điểm của mày nhưng chỉ cần một mình Thang Thế Thành cũng đủ khiến mày toi đời. Giả vờ à, xem mày có thể giả vờ nằm viện đến khi nào. Tốt nhất là không đợi Trung ương công bố tin tức miễn chức. Mày đã bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang đi. Khi đi ra ngoài, Chu Hồng Cơ mang theo thư ký và lái xe nên khi tới tỉnh ủy, gã mới nhận được điện thoại của Hoàng Sang khiến lửa giận của gã vừa bình ổn lại bùng lên thiêu đốt. Chủ nhiệm Chu, tạm thời ngài không cần trở lại tỉnh ủy. Người nhà của người chết đến gây rối, muốn tìm ngài. Chủ tịch tỉnh Tôn đang ra mặt xử lý. Hoàng Sang cũng không phải là do Tôn Tập Dân nhờ và mới gọi điện thoại cho Chu Hồng Cơ mà là nhanh trí. Nhớ tới Chu Hồng Cơ có lẽ sắp trở về liền tự chủ động gọi điện thoại thông báo. Hiện tại tình thế rất phiền toái, người nhà muốn gặp Chu Hồng Cơ và Mục Chính Nhất. Mục Chính Nhất hèn nhát không dám lộ mặt, hơn nữa cho dù y có lộ mặt thì cũng không thể giải thích rõ được, mà có nói cũng không tính, cho nên trốn đi vẫn hơn. Kết quả liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, vốn là sự việc của hệ thống ủy ban kỷ luật lại do chủ tịch tỉnh ra mặt tiếp đón, coi như là việc lạ hiếm có. Vốn sự tình hôm nay cũng có thể do Hạ Tưởng ra mặt, nhưng Hạ Tưởng sẽ không thay Chu Hồng Cơ giải quyết hậu quả mà đã sớm chuồn mất. Hơn nữa hắn cũng biết, trong vấn đề rằng co giữa Chu Hồng Cơ và thế lực địa phương, tốt nhất là hắn nên khoanh tay đứng nhìn. Chu Hồng Cơ buông điện thoại, giận tím mặt, tức giận quá thất thố, ném điện thoại di động đi. Hà Giang Hải, khinh người quá đáng. Vốn tưởng rằng có thể bắt được Hà Giang Hải, khiến gã chịu phục. Không ngờ tới gặp mặt mà Hà Giang Hải không chút lưu tình, thừa dịp y không ở tỉnh ủy, còn chặn đường lui của y, thật sự là cực kỳ đáng giận. Lúc này Chu Hồng Cơ gần như mất đi lý trí, đơn giản không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng. Rõ ràng là Hà Giang Hải tạo ra tai nạn xe cộ, kết quả còn bị gã cắn ngược một phát, khiến y phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trên thế giới này làm gì có đạo lý như vậy chứ? Y nhất định phải đòi lại công đạo. Chu Hồng Cơ trả đòn như thế nào, Hạ Tưởng không biết và cũng không muốn biết, bởi vì sau khi gặp nha nội, hắn bỗng nhiên thay đổi ý tưởng. Trước kia muốn nhắc nhở Chu Hồng Cơ thu tay lại đúng lúc, kịp thời lui về phía sau mới có thể đảm bảo thế cục vững vàng của tỉnh Tề, nhưng sau khi nghe nha nội chậm rãi nói về thế cục kinh tế trong nước, Hạ Tưởng ý thức được rằng, rất nhiều khi, không thể giảng đạo lý với người khác được, bởi vì kẻ đó sẽ cố chấp cho rằng y tuyệt đối chính xác, không thể khuyên nổi. Rất nhiều khi, chỉ có thất bại và vấp phải trắc trở mới khiến một người thực sự tỉnh táo hoặc nhận thua. Nha nội là như vậy, Chu Hồng Cơ cũng như thế. Lòng tham quá lớn của nha nội có chính trị trợ lực. Kẻ này xưa này đã như vậy, cho rằng khi y muốn, người khác sẽ phải tuân theo y. Sau khi nói chuyện, Hạ Tưởng cảm nhận rõ sự tự tin thái quá đó của nha nội. Từ trên người nha nội, Hạ Tưởng cũng hiểu được những gì hiện tại Chu Hồng Cơ đã làm. Cho dù giai đoạn hợp tác lúc trước, Chu Hồng Cơ biểu hiện một mặt chân thành và nhiệt tình nhưng cũng không nói rõ trong sự hợp tác này là do ai cầm đầu mà ngược lại, Chu Hồng Cơ cho rằng hợp tác là bình đẳng, không phân biệt cao thấp. Nếu không phân biệt được cao thấp, hắn có lý do và tư cách gì đi thức tỉnh Chu Hồng Cơ? Có lẽ mặc kệ hắn nói gì, Chu Hồng Cơ cũng sẽ không tin, có khi còn cho rằng hắn cố tình xen vào việc của người khác, cho rằng hắn muốn thao túng y. Thôi đi, cứ không làm người xấu. Không chế tạo hiểu lầm, chỉ cần hắn ở giữa phối hợp tác chiến, âm thầm dẫn hướng để tình thế phát triển là tốt rồi. Dù sao giữa Chu Hồng Cơ và thế lực địa phương sừng sững của tỉnh Tề, hắn cũng không nghiêng về phe nào. Cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn với đất trời, khen chê đều có Xuân Thu biết, ai tin hay không kệ người ta. Hắn sẽ không nhân cơ hội giẫm chết Hà Giang Hải, cũng không thừa dịp loạn để Chu Hồng Cơ chịu tiếng xấu thay người khác, như vậy cũng đã xem như một người cực kỳ tốt rồi. Từ Triều Minh, Nhật Bản đã bắt đầu nghĩ rằng một quốc gia nhỏ bé cũng có thể chiếm lĩnh Trung Quốc, kẻ trước người sau vẫn thèm nhỏ dãi Trung Quốc hơn 200 năm. Nhưng hơn 200 năm này đánh nhau vô số trận, dù thua vô số lần nhưng cho tới hôm nay, Nhật Bản vẫn tà tâm không chết. Giảng đạo lý, nói thông được sao?
Thậm chí năm đó Hitler còn tưởng rằng có thể thống trị thế giới, nếu có người nói cho y, chỉ với khả năng của y, căn bản không có khả năng thắng lợi, y sẽ tin sao? Nhất là khi Hạ Tưởng thu được tin nhắn của Ngô Thiên Tiếu báo cáo rằng kỳ thật Chu Hồng Cơ đã tới bệnh viện gặp Hà Giang Hải. Sau đó Hạ Tưởng lại nhận được một tin nhắn thần bí, nói Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ đàm phán tan vỡ, tan rã trong sự không vui. Lúc này Hạ Tưởng liền hoàn toàn nhận ra hắn có gặp mặt nhắc nhở Chu Hồng Cơ cũng không làm nên chuyện gì. Chu Hồng Cơ đã đi vào ngõ cụt, không đụng vào tường sẽ không quay đầu lại. Nhất là ở tình hình hiện tại, hắn ra mặt nói cái gì, chỉ sợ đều thu được hiệu quả ngược lại. Không bằng trầm mặc thì hơn. Hạ Tưởng suy nghĩ đủ điều nhưng bề ngoài vẫn trấn tĩnh như trước, vẫn nói chuyện rất vui vẻ với Thành Đạt Tài và Nha Nội. Thấy Thành Đạt Tài và Nha Nội thi nhau ra chiêu, Hạ Tưởng ở một bên khi thì nói chen vào, khi thì trầm mặc, đồng thời cũng rất tán thưởng cơ trí và sự hài hước của Thành Đạt Tài, thầm than ông ta đúng là già mà tâm chưa già. Điều này cũng khiến Hạ Tưởng rất an tâm, cho dù Nha Nội có bối cảnh chính trị hùng mạnh nhưng trong đối nhân xử thế vẫn không phải đối thủ cùng cấp bậc với Thành Đạt Tài. Khi ăn cơm, Nha Nội đề nghị tìm vài cô gái cùng uống rượu, Hạ Tưởng còn chưa mở miệng từ chối, Thành Đạt Tài đã xua tay nói. Lần sau thanh niên các cậu tụ tập với nhau thì gọi, có lão già tôi ở đây thì đừng hoa lá cành, định chọc tức tôi hả? Nha Nội liền cười. Chủ tịch Thành, thân thể của ông vẫn còn phong độ lắm, hơn nữa hiện tại các ông đều người già nhưng tâm không già. Thành Đạt Tài cười ha hả. Cái gì mà người già nhưng tâm không già? Đều là quảng cáo lừa người. Người già rồi tâm sao có thể không già chứ? Thân xác này, nóng không chịu được, lạnh không chịu được, đói không chịu được, no quá cũng không được, hơi có gì khác thường đều không ổn, vậy nói lên điều gì? Nói lên rằng cho dù anh có quyền thế cũng không thể trốn khỏi ma lực của thời gian. Người già rồi, thân thể không còn sức sống nữa, tâm tính cũng già theo. Nha Nội chớp mắt nhìn Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, anh nói xem. Chủ tịch Thành cậy già ở trước mặt chúng ta, đây là cố ý nhắc nhở chúng ta phải kính già yêu trẻ. Hạ Tưởng sao có thể không rõ tâm tư của Thành Đạt Tài chứ? Đây là Thành Đạt Tài mượn chuyện để nói, cho thấy tâm tính của ông ta đã không còn tích cực tiến thủ như trước kia nữa. Nha Nội là muốn mượn chuyện để dò đường, muốn tìm hiểu xem Thành Đạt Tài có còn lực để đấu một trận với y hay không. Thành Đạt Tài tỏ vẻ yếu ớt là để mê hoặc Nha Nội. Nha Nội không quá tin tưởng nên thử hỏi lại Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xua tay cười nói. Được rồi Tổng Giám Đốc Cao, chúng ta quả thật phải tin tưởng Chủ tịch Thành. Tôi biết Chủ tịch Thành đã lâu năm, trước kia Chủ tịch Thành thường xuyên chạy khắp nơi, trời Nam biển Bắc bận rộn, nhưng gần 3 năm nay, Chủ tịch Thành rất ít đi ra ngoài. Hôm nay ông ấy đặc biệt tới thành phố Lỗ cũng là do rất nể mặt anh đó. Lời Hạ Tưởng rất sắc bén. Kín đáo lộ rõ sức khỏe Thành Đạt Tài càng ngày càng giảm sút, lại đề cao Nha Nội, cả hai điểm đều không lộ chút dấu vết, khiến Thành Đạt Tài nghe xong âm thầm gật đầu, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng vẫn là người thanh niên thông minh năm xưa, chỉ nghe một đã hiểu mười. Lại âm thầm đánh giá Nha Nội, ông ta không khỏi khẽ cười. Quả thật Nha Nội có chỗ hơn người, mặc dù có sự ngạo mạn và tự cao của đám con ông cháu cha nhưng vẫn che giấu được rất khá. Mặc dù có dã tâm thâu tóm hết thảy nhưng thủ đoạn ra chiêu rất cao minh, xem như một người nổi bật trong đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh. Nha Nội vội thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, nâng chén rượu lên. Được Chủ tịch Thành nâng đỡ, nào, tôi ba ông một, biểu đạt một chút lòng kính trọng trong lòng tôi. Nói thật, mười mấy năm qua, Chủ tịch Thành vẫn là thần tượng của tôi. Thành Đạt Tài dường như rất hưởng thụ, nói. Tổng Giám Đốc Cao khách khí. Thành Đạt Tài tôi chỉ là một người bình thường, chẳng qua là đi trước một bước so với những người khác mới có hôm nay, rất may mắn mà thôi. Tiếp đó, Hạ Tưởng cũng tâng bốc Thành Đạt Tài và Nha Nội vài câu, đạt tới hiệu quả như mong muốn là dừng. Trên cơ bản trong toàn bộ quá trình gặp mặt, chỉ một lần nhắc tới tài chính 3 tỷ, Nha Nội chỉ nói một câu. 3 tỷ đã chuẩn bị xong. Thành Đạt Tài cũng chỉ đáp lại một câu. Được rồi. Lập Xuân bất cứ lúc nào cũng có thể tới Bắc Kinh gặp mặt tập đoàn Thiên Giang. Tương đương là hai vị trưởng môn nhân của tập đoàn Thiên Giang và tập đoàn Đạt Tài một lời quyết định càn khôn, quyết định sự hợp tác trọng đại có ý nghĩa lịch sử giữa tập đoàn Thiên Giang và tập đoàn Đạt Tài. Theo Nha Nội thấy, Thành Đạt Tài đồng ý có nghĩa là bước đầu tiên thâu tóm tập đoàn Đạt Tài của y đã thành công.
Theo Thành Đạt Tài thì nha nội khẩn cấp nhảy vào hố chính là thể hiện lòng tham không đáy muốn rắn nuốt voi của y. Nhưng theo Hạ Tưởng thấy, có lẽ trong lúc vô ý, lịch sử lại mơ hồ phát sinh thay đổi lớn lao. Sau khi chia tay nha nội, Hạ Tưởng đưa Thành Đạt Tài trở về nhà khách. Trên đường, Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài trao đổi về biểu hiện của nha nội, hiểu ý cùng cười sau đó lại nói tới thế cục Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, trận chiến kinh tế nhắm vào nha nội đã giăng lên tấm lưới thứ hai. Kỳ thật nói đến giai đoạn hiện tại hoàn toàn có thể thu lưới được rồi, nhưng vì phối hợp với kế hoạch của tập đoàn Đạt Tài khiến nha nội đầu đuôi cùng bị trói, cho nên tấm lưới ở Bắc Kinh lại giăng lớn thêm một chút nữa. Chờ sau khi nha nội đầu tư càng nhiều nhân lực, vật lực, chờ sau khi 3 tỷ tài chính của nha nội đến tài khoản, tấm lưới ở Bắc Kinh sẽ từ từ thu lại. Nha nội là một nhân vật. Thành Đạt Tài cảm thán nói. Tôi cũng đã tiếp xúc với không ít con ông cháu cha, không ít người đều không so được với y. Không phải là không nhìn xa được như y mà chính là kém y về mặt đối nhân xử thế. Nếu nha nội bớt một chút lòng tham, nhiều một chút kiên nhẫn, ắt sẽ thành đại sự. Hạ Tưởng cười trêu chọc. Sự kiên nhẫn của chính phủ là hữu hạn, bất động sản cũng thế mà ô tô cũng thế, chỉ cần vượt quá phạm vi khống chế, nhất định phải áp dụng biện pháp co rút lại. Theo nghiên cứu, mấy năm gần đây các điều tiết vĩ mô đều khống chế rất tốt, điều tiết cũng rất tốt. Kỳ thật thủ đoạn chỉ là một loại thu phí. Ha ha! Thành Đạt Tài bị Hạ Tưởng đùa liền bật cười. Cậu là cán bộ cao cấp của quốc gia, phải nói chuyện bảo vệ cho quốc gia mới đúng chứ? Cũng đúng, tôi hẳn là lúc nào cũng nên giữ một nguyên tắc là nói chuyện cho đảng hay là nói chuyện cho dân chúng. Hạ Tưởng lại đùa một câu, sau đó mới chào từ biệt Thành Đạt Tài. Trở về nhà đã 10 giờ tối, Tào Thù Lê vẫn còn ở Bắc Kinh chưa trở về, trong nhà khá lạnh lẽo. Hạ Tưởng không buồn ngủ liền bật máy tính chat với Tào Thù Lê một lúc. Tào Thù Lê còn muốn vài ngày nữa mới về, hiện tại Hạ Đông đang quấn lấy cô không đành lòng bỏ nó lại. Hơn nữa chủ yếu cũng là vì vừa mới đem Hạ Đông tới chỗ cô tề, cần phải có một thời gian thích ứng. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng đúng, để Tào Thù Lê và cô tề tăng thêm giao lưu. Hiểu biết nhau cũng là chuyện tốt. Đang định thoát máy tính thì phát hiện Cổ Ngọc đang online. Bình thường Cổ Ngọc rất ít lên mạng, cũng rất ít chat, giờ thấy cô, Hạ Tưởng liền chủ động vào chat. Cổ Ngọc cũng nói chuyện với Hạ Tưởng một lát, lại nhắc tới Thái Sơn, nói sắp tới phải đi tới tỉnh Tề, muốn Hạ Tưởng đưa cô đi Thái Sơn một chuyến. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Công việc chẳng bao giờ làm hết cả, cũng cần phải nghỉ ngơi hợp lý. Hơn nữa đi lên Thái Sơn có lẽ còn khiến tâm tư thoải mái, khiến tầm nhìn của hắn rộng mở hơn. Thời cổ có Khổng Tử trèo lên Thái Sơn mà thấy thiên hạ nhỏ bé, nay có Hạ Tưởng mang người đẹp lên Thái Sơn mà thỏa thích ngắm tỉnh Tề, ngẫm lại cũng khá thú vị. Tâm tư thoải mái tiến vào mộng đẹp, đồng chí Hạ Tưởng yên bình đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ nhưng đồng chí Chu Hồng Cơ lại gần như một đêm không ngủ, bởi vì chủ nhiệm Chu bị chọc cho tức giận. Hà Giang Hải làm y tức giận là một chuyện, sự việc chặn cửa chính tỉnh ủy khiến y mất hết thanh danh càng khiến y tức giận hơn vì chủ nhiệm Chu cực kỳ quan tâm tới thanh danh. Một điểm nữa càng khiến y tức giận là trưởng phòng Ngưu bảo vệ cô Dương, trong chuyện này có vấn đề gì không, hay là giữa hai người có tư tình gì không, y không hề biết. Hơn nữa y cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt đó, nhưng tin đồn nhảm lại trở thành y cố tình bố trí để hai người đi nghỉ phép. Thật sự là nói bậy nói bạ. Đây là chuyện gì chứ? Chu Hồng Cơ rất rõ, có người cố ý đứng đằng sau bày ra chuyện xấu, muốn hủy sự trong sạch của y, muốn làm bại hoại thanh danh của y. Nếu không tại sao sự tình vừa mới phát sinh, người nhà không đi theo con đường đúng đắn mà lại đến tỉnh ủy gây rối, lại còn vạch áo cho người xem lưng. Chu Hồng Cơ tức giận tới mức đau dạ dày, ngay cả cơm tối cũng nuốt không trôi. Chu Hồng Cơ nhận được điện thoại của nha nội. Biết được cuộc gặp mặt với Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài coi như thuận lợi, cuối cùng thở phào một hơi, xem như nghe được tin tức tốt duy nhất. Chu Hồng Cơ lăn lộn mãi cuối cùng cũng ngủ được, nhưng đêm dài sẽ lắm mộng. Một đêm này, Hạ Tưởng cũng mơ không ít. Hắn mơ thấy so chiêu với nha nội ở Bắc Kinh, mơ thấy Chu Hồng Cơ gây lên lửa lớn, lại mơ thấy mình cùng Cổ Ngọc lên núi Thái Sơn, thậm chí còn mơ thấy Cung Tiểu Tinh. Cung Tiểu Tinh thật đúng là một quả bom uy lực rất lớn. Tỉnh Tề có không ít người mong cô chết đi nhưng hiện tại tin tức truyền ra, Cung Tiểu Tinh không chết trong vụ tai nạn xe cộ trên đường cao tốc. Bởi vậy chứng minh rằng,
Trước đó người ra tay ở sau lưng cũng không biết rằng tại thành phố Yến đã phát sinh một vụ tai nạn xe cộ khác, còn tưởng rằng Cung Tiểu Tinh đang trong xe. Như vậy làn sóng tìm kiếm Cung Tiểu Tinh chợt tăng vọt lên. Cũng may, Hạ Tưởng đã cẩn thận khiến tất cả mọi người đều không tìm thấy Cung Tiểu Tinh, cho dù là Chu Hồng Cơ hay ai khác. Chu Hồng Cơ không biết rằng khi y tìm được Cung Tiểu Tinh cũng chính là ngày Cung Tiểu Tinh chết. Y càng không biết rằng tình thế đã đến điểm tới hạn. Hạ Tưởng lại biết. Sở dĩ Hạ Tưởng nhìn xa hơn Chu Hồng Cơ, không phải vì hắn đứng cao hơn Chu Hồng Cơ mà là hắn có thể đứng ở lập trường công chính để nhìn nhận vấn đề, có thể vứt bỏ thành kiến mà xuất phát từ đại cục. Chu Hồng Cơ cũng có cái nhìn đại cục, nhưng cụ thể đến mỗi sự việc, rồi đến mỗi cá nhân thì y lại dần dần bị vùi lấp vào. Ví dụ như Hà Giang Hải, ngay từ đầu y muốn hợp tác với Hà Giang Hải, Hà Giang Hải lại áp dụng thái độ nửa hoan nghênh nửa từ chối, cũng muốn nắm giữ thế chủ động. Sau vài lần tiếp xúc không có kết quả, Chu Hồng Cơ liền có ấn tượng Hạ Tưởng không thể tin tưởng cũng không thể kết giao được. Về sau, y vẫn bị ấn tượng đó về Hà Giang Hải ảnh hưởng, rất khó thay đổi, rất khó đứng trở lại góc độ công chính để phân tích cách đối nhân xử thế và bối cảnh chính trị của Hà Giang Hải. Như vậy khiến cho Chu Hồng Cơ đưa ra phán đoán sai lầm. Còn một điểm, Hạ Tưởng cũng phải thừa nhận, ngoài hạn chế trên thì Chu Hồng Cơ có tính độc lập tự chủ rất mạnh hơn hẳn rất nhiều người khác, cho dù ở trong phạm vi thế lực gia tộc mà vẫn có thể quyết đoán theo ý chí của mình, không theo bố cục do hệ phản đối an bài, cho dù Tôn Tập Dân có tính độc lập cao hơn y, nhưng vẫn bị hệ phản đối làm ảnh hưởng tới sức phán đoán. Hoặc là nói, bị việc nha nội bị thương làm ảnh hưởng tới sức phán đoán. Hạ Tưởng vừa ra khỏi giường đã nghĩ thông suốt sự việc Chu Hồng Cơ, sau khi thu dọn sẵn sàng mới không kìm nổi cười. Mình làm sao vậy, sao lại quan tâm tới sự tình của Chu Hồng Cơ chứ? Nghĩ lại, cho dù không muốn tỉnh tề đại loạn nhưng đứng ở độ cao đại cục, nhìn cuộc đấu tranh chính trị vô vị từ trước tới nay, hắn vẫn đi trước Chu Hồng Cơ. Thôi đi, sự việc của Chu Hồng Cơ thì cứ để Chu Hồng Cơ quan tâm. Chỉ cần không phát triển đến mức không thể thu dọn được là được. Hạ Tưởng xuống lầu, thấy lái xe và Ngô Thiên Tiếu đã chờ sẵn dưới lầu, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cho Ngô Thiên Tiếu về tỉnh ủy trước. Có việc gì cứ để Ngô Thiên Tiếu ứng phó trước. Hạ Tưởng ngồi xe đi tới bệnh viện. Trong phòng bệnh của Hà Giang Hải vẫn rất nhiều hoa tươi, theo số lượng và chủng loại hoa có thể thấy, gần đây số người tới thăm hỏi y tăng lên rất nhiều. Từ góc độ chính trị phân tích, chứng minh sau một thời gian dưỡng bệnh, giá trị của Hà Giang Hải không những không giảm mà còn tăng lên. Do đó cũng thuyết minh càng sâu một chút nội tình, thế lực địa phương trung tầng của tỉnh Tề đang thường xuyên vận động và tăng mạnh liên hệ, mà phòng bệnh của Hà Giang Hải hiển nhiên đã trở thành cứ điểm. Nói cách khác, Hà Giang Hải vẫn là nhân vật trung tâm của thế lực địa phương tỉnh Tề như trước. Nếu hôm qua Chu Hồng Cơ tới phòng bệnh mà ngay cả chi tiết này cũng không nhận thấy thì đúng là quá thất bại. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, quả thật Chu Hồng Cơ không chú ý thấy hiện tượng hoa quả tới thăm tăng lên nhiều. Vẫn một câu cách ngôn cũ, y vẫn chỉ dừng lại ở trình độ cấp một thấy núi chính là núi. Hạ Tưởng lại xuất hiện khiến Hà Giang Hải hơi giật mình, tuy nhiên sau khi giật mình liền nhiệt tình tới đón. Phó Bí Thư Hạ, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, không cần nhiều lời, hết thảy đều đã không cần trong lời nói. Hạ Tưởng không tiếp lời cảm tạ của Hà Giang Hải mà đi thẳng vào vấn đề. Bí Thư Hà, theo ông thấy, vị trí của Phan Bảo Hoa do ai tiếp nhận thì tốt cho việc triển khai công tác. Hà Giang Hải lại nao nao, sau đó hiểu ra cái gì đó. Phó Bí Thư Hạ hỏi việc này hiển nhiên là có bày mưu đặt kế mà đến. Đây không phải chỉ là việc đề cử chọn người mà còn thể hiện hắn toàn lực ủng hộ thế lực địa phương. Nói đúng ra là, mặc kệ đề cử ai, là trong tỉnh hay ở tỉnh ngoài, sau khi Trung ương truyền đạt lệnh bổ nhiệm, thế lực địa phương tỉnh Tề phải phối hợp công tác. Nếu là người khác ra mặt, có lẽ Hà Giang Hải còn có thể kiêu ngạo một chút, nhưng Hạ Tưởng đến, y không hề có lý do gì để đắn đo. Không chỉ vì hiện tại y đang cần nhờ và Hạ Tưởng, còn bởi vì theo cảm nhận của y, Hạ Tưởng là người duy nhất có thể tin tưởng được ngoài thế lực địa phương tỉnh Tề. Đây cũng là một người duy nhất thật lòng muốn giúp y hóa giải nguy cơ. Cho dù biết Hạ Tưởng có tư tâm nhưng từ đáy lòng y vẫn cảm tạ những gì Hạ Tưởng đã cố gắng làm. Ứng cử viên phó chủ tịch tỉnh do y đề danh, Hà Giang Hải liền nhạy bén nhận ra rằng lập trường của Trung ương đối với tỉnh Tề đã có chuyển biến tinh tế, biết rằng cơ hội của y đã tới. Không chỉ là cơ hội mà còn là một kỳ ngộ lớn, thể hiện rằng y có khả năng tránh được một kiếp. Nhưng đồng thời,
việc đề cử người cũng là một lần giao dịch quan trọng giữa y và Hạ Tưởng. Nếu y vận động thích hợp, đề danh ứng cử viên thích hợp, có thể trở thành một lễ vật của y hồi đáp cho Hạ Tưởng. Hơn nữa đây còn là một lễ vật rất nặng. Đầu óc xoay chuyển mấy vòng, Hà Giang Hải liền đề cử một ứng cử viên mà ngay cả Hạ Tưởng cũng thật không ngờ. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Hà Giang Hải, trên đường trở về tỉnh ủy, Hạ Tưởng còn không kìm nổi mỉm cười. Hà Giang Hải thật sự là một người thú vị, lại đề cử một ứng cử viên mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ. Tuy nhiên không thừa nhận cũng không được, quả thật là một món quà lớn. Theo góc độ khác mà nói, Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải là trai cò đánh nhau, Hạ Tưởng chính là ngư ông được lợi. Tuy nhiên Hạ Tưởng tự an ủi mình, hắn thật sự không muốn đứng ở giữa thu được gì đó, hắn chỉ làm vì trái tim công chính, vì suy nghĩ cho đại cục tỉnh tề. Đồng thời cũng càng chứng minh những suy đoán của hắn về Hà Giang Hải từ trước tới nay. Tuy rằng bề ngoài y là một người ngay thẳng dễ nổi giận nhưng trong sách lược và thủ đoạn chính trị, Hà Giang Hải cũng không phải kẻ ngu, mà cũng có ưu điểm và tài năng của mình. Càng nghĩ, Hạ Tưởng càng cho rằng cũng nên cho Hà Giang Hải một viên thuốc an thần, đồng thời cũng kín đáo báo cho Chu Hồng Cơ biết, trong vấn đề liên hợp đối phó với Hà Giang Hải, lập trường của hắn cũng không phải rất kiên định, để tránh cho Chu Hồng Cơ phán đoán sai lầm, sai một ly đi một dặm. Tới tỉnh ủy, Ngô Thiên Thiếu lập tức tới báo cáo công tác. Sự kiện trưởng phòng Ngưu chết và anh hùng cứu mỹ nhân khiến dư luận xôn xao, Chu Hồng Cơ hơi mệt mỏi, ủy thác Mục Chính Nhất ra mặt giải thích và trấn an người nhà. Nghe nói đồng ý trợ cấp một khoản tiền, cũng nghiêm lệnh cấm bất cứ kẻ nào tung tin bịa đặt, mới coi như cưỡng ép xử lý xong. Đối ngoại là miễn cưỡng bình ổn, nhưng trong ủy ban kỷ luật, có rất nhiều người khá bất mãn với việc xử lý sự kiện này, cho rằng trưởng phòng Ngưu chết không rõ ràng. Đồng thời cũng có không ít âm thanh hoài nghi quyết định của Chu Hồng Cơ cho người tới thành phố Yến điều tra vụ án. Mục đích hạ thấp uy danh của Chu Hồng Cơ, làm dao động quyền uy của y trong ủy ban kỷ luật đã đạt được. Phải thừa nhận Hà Giang Hải cũng rất có thủ đoạn. Mấu chốt là, ở thành phố Lỗ và tỉnh Tề, đâu đâu cũng có người của Hà Giang Hải, Chu Hồng Cơ rất khó lòng phòng ngừa. Nên thu tay lại thì phải thu tay, đây là đạo lý cực kỳ dễ hiểu, mỗi người đều hiểu. Nhưng khi gặp chuyện thì ai cũng bị mê muội, dẫn tới khó có thể làm được. Hy vọng thông qua chuyện này, Chu Hồng Cơ có thể khôn ra, chỉ mong Chu Hồng Cơ có thể tỉnh táo thêm vài phần. Thiên Tiếu, cậu và Tử Tuyền nói chuyện một chút, có thể thu lưới thì mau chóng thu lại. Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh. Ngô Thiên Tiếu sửng sốt, giật mình hỏi một câu không nên hỏi. Lãnh đạo, hiện tại còn chưa tới thời cơ tốt nhất cơ mà. Hạ Tưởng không phê bình câu hỏi vừa rồi của Ngô Thiên Thiếu mà nói. Nên thu tay lại thì hãy thu tay, không nhất định phải chờ tới khi đạt được lợi ích lớn nhất. Lợi ích lớn nhất trước mắt không nhất định có lợi cho sau này. Đã hiểu. Ngô Thiên Thiếu quay người đi ra, lập tức tới văn phòng của Ôn Tử Tuyền. Hạ Tưởng ngồi im một lát rồi gọi một cuộc điện thoại. Chủ tịch Trần, sự tình ở Bắc Kinh có thể tạm hoãn lại 2 ngày không? Không thành vấn đề. Hiện tại đang ở giai đoạn giằng co, áp lực chính trị của đối phương đã bị tướng quân Hứa dọa lui. Kế hoạch lên sàn cũng đã báo cáo lên, đang trong phê duyệt. Nga Ni Trần Đại Khái cũng đoán được Hạ Tưởng tìm mình có chuyện gì, trong lòng hơi hưng phấn. Bởi vì nếu kế hoạch thuận lợi, y lại có thể quật khởi. Đối phương lại tăng mạnh đầu tư tài chính, bề ngoài tài chính cực kỳ dọa người. Kỳ thật đây là phô trương thanh thế, muốn chúng ta thỏa hiệp. Hạ Tưởng yên tâm. Để Thiếu Giai và Tùng Phong Nhi tiếp tục thả mồi răng lưới, ông và Dương Uy lập tức tới thành phố Lỗ một chuyến. Vừa mới buông điện thoại của Nga Ni Trần, không ngờ Chu Hồng Cơ lại tới văn phòng của hắn. Hạ Tưởng đứng dậy đón chào. Chào chủ nhiệm Chu. Bởi vì sự kiện tai nạn xe cộ khiến y sám mặt, lại thêm uy tín suy giảm trong ủy ban kỷ luật khiến sắc mặt Chu Hồng Cơ không hề tốt chút nào. Y vừa vào liền nói thẳng. Phó Bí Thư Hạ. Vụ án Triệu Mẫu Đơn và Chu Trấn Ba có thể tiếp tục thúc đẩy hay không? Hóa ra y vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn tiếp tục chơi Hà Giang Hải. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, hiện tại Chu Hồng Cơ tự nhận là đang đứng ở đạo nghĩa tối cao, sao có thể nhận thua chứ? Hơn nữa hiện tại có lẽ y đang lửa giận thiêu đốt trong lòng, chỉ thầm mong sao sớm bố trí Hà Giang Hải vào chỗ chết, còn nghĩ gì tới hậu quả chứ? Điều khiến Hạ Tưởng càng giật mình chính là Chu Hồng Cơ còn nói một việc mà hắn không biết. Đúng rồi, cần phải báo cho Phó Bí Thư Hạ một tiếng,
Thang Thế Thành vừa mới khai ra y và Hà Giang Hải có lui tới về kinh tế, khai ra Hà Giang Hải liên quan tới vụ án tham ô hơn 10 triệu ở Cục Công nghiệp Muối. Tôi đã báo cáo lên phó chủ nhiệm Thôi ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hạ Tưởng vốn đang muốn uyển chuyển khuyên Chu Hồng Cơ nhưng vừa nghe Chu Hồng Cơ nói vậy, hắn liền biết có nói gì nữa cũng vô dụng. Chu Hồng Cơ đã quyết tâm liều mạng đâm một đòn, căn bản là không nghĩ tới đường lui. Nếu nhiều lời vô ích thì chỉ có thể nói sự thật. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Vụ án Triệu Mẫu Đơn và Chu Trấn Ba quả thật đình trệ quá lâu rồi. Nghĩ tới phó chủ nhiệm Thôi mới nhậm chức ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không hiểu sao lại nghĩ tới cơn mưa lớn ở Tần Đường, Hạ Tưởng liền nói thêm. Về vấn đề của Ủy ban Kỷ luật, tôi không tiện nhiều lời. Nếu chủ nhiệm Chu đã quyết định như vậy thì cứ như vậy đi. Đúng là vì lửa giận làm mất đi sức phán đoán nên Chu Hồng Cơ cũng không nghe được trong lời nói của Hạ Tưởng mơ hồ có ý xa cách. Tình thế càng lúc càng trở nên gay gắt. Dùng tranh thủ lúc rảnh rỗi để hình dung Hạ Tưởng quả thật vô cùng chuẩn xác, bởi vì ngay trước hôm bom nổ không ngờ hắn còn nhàn nhã leo núi. Nếu chỉ mình hắn leo núi thì thôi, còn có cả mỹ nữ đi cùng, giống như phong thái của văn nhân học giả năm nào. Thái Sơn ở thành phố Ngũ Nhạc nhưng cách nội thành một khoảng. Với tính cách Hạ Tưởng, việc cá nhân chắc chắn sẽ không kinh động tới thành ủy Ngũ Nhạc, hơn nữa hắn còn có Cổ Ngọc đi cùng. Nhưng lần này thái độ của Hạ Tưởng dường như hơi khác thường, hắn thông qua thư ký Ngô Thiên Tiếu thông báo trước cho Chu Vũ Huyên. Chu Vũ Huyên biết phó bí thư Hạ muốn tới Ngũ Nhạc để leo núi Thái Sơn, liền vô cùng khẩn trương, muốn gióng trống khua chiêng chào đón Hạ Tưởng. Nhưng nghe ý của Ngô Thiên Thiếu là ám chỉ phó bí thư Hạ sẽ leo núi một chút, sau đó đi ngang qua nội thành Ngũ Nhạc rồi ăn chút cơm với y. Chu Vũ Huyên biết rõ tính Hạ Tưởng, không thích làm rầm rộ, phô trương. Hơn nữa khi nghe phó bí thư Hạ leo núi với một người đẹp, y lập tức gạt ngay ý định quấy rầy phó bí thư Hạ ra khỏi đầu, chỉ cần chuẩn bị tốt để sẵn sàng chờ sau khi phó bí thư Hạ leo núi xong, đi ngang qua Ngũ Nhạc thì y đến tiếp đón. Chỉ có điều Chu Vũ Huyên hơi bất an. Nếu phó bí thư Hạ thông qua thư ký để ám chỉ, hay là có vấn đề gì phát sinh? Hạ Tưởng lại không nghĩ rằng một hành động không có chủ định của mình lại khiến Chu Vũ Huyên lo lắng không yên. Đây chỉ là một lần thư giãn hiếm hoi của hắn, chủ yếu vẫn là vì đi cùng Cổ Ngọc. Không biết là vì tâm tư đơn giản hay là cố tình mà Cổ Ngọc mặc một bộ váy ngắn để leo núi, bị Hạ Tưởng khuyên can. Mặc quần đùi leo núi thì tiện hơn. Vì sao? Cổ Ngọc trừng mắt ngây thơ. Vẻ mặt nghi hoặc, anh không mặc váy, sao biết được mặc váy thoải mái thế nào? Em không mặc quần đùi đâu. Nhưng khi lên núi, em sẽ đi đằng trước anh. Thì sao, chẳng lẽ không cho phép em khỏe mạnh hơn anh à? Cổ Ngọc vẫn vẻ mặt không hiểu gì hết. Có đôi khi, quả thật Cổ Ngọc rất mơ hồ. Hạ Tưởng chỉ nói vài hôm nữa leo núi, cũng không nói rõ thời gian, không ngờ Cổ Ngọc nói tới là tới, tối hôm qua liền đáp xuống sân bay thành phố Lỗ. Khi Hạ Tưởng nhìn thấy cô đã mượn được một chiếc xe Việt dã không biết từ chỗ nào, không thèm để ý đưa ra một yêu cầu với Hạ Tưởng. Nửa đêm lái xe xuất phát, hiện tại anh còn 3 giờ để ngủ. Trước mặt Cổ Ngọc, trên cơ bản Hạ Tưởng không có quyền phát ngôn gì, đành phải khẩn trương trở về, vùi đầu ngủ, bởi vì chẳng những Cổ Ngọc muốn lên núi Thái Sơn mà còn muốn lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Cũng may hiện tại Hạ Tưởng đang tuổi khỏe mạnh. Nếu không chắc chắn hắn sẽ bị Cổ Ngọc tra tấn chết luôn. Vừa lái xe vừa leo núi, người bình thường đúng là không thể chịu nổi. Cũng may thể lực của Hạ Tưởng cũng rất cường tráng, chinh chiến vài hiệp vẫn được. Tuy nhiên sau khi bị Cổ Ngọc gây sức ép, Hạ Tưởng càng khâm phục mấy quan tham đã năm 60 tuổi vẫn còn bao tình nhân được, quả thật là tinh lực tràn đầy hơn người. Tuy rằng Cổ Ngọc rất đơn thuần nhưng cũng rất biết điều, trực tiếp đẩy Hạ Tưởng đi ngay, không muốn Hạ Tưởng ở lại qua đêm. Mà là muốn Hạ Tưởng giữ gìn sức khỏe. Đây là điểm khác nhau giữa Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì. Nếu là Nghiêm Tiểu Thì, thà rằng không leo núi chứ nhất định Hạ Tưởng phải ở lại ngủ với cô. Cổ Ngọc nói chơi là chơi, hơn nữa còn chơi rất thuần khiết. Nhưng sau khi tới núi Thái Sơn, trong vấn đề mặc váy, Hạ Tưởng không thể thỏa hiệp được. Thấy Cổ Ngọc dường như không hiểu ra, không thấy sự nguy hại rất lớn khi mặc váy liền tiếp tục giảng giải. Không phải khỏe hay yếu mà chủ yếu là vấn đề phong cảnh khác nhau. Phong cảnh, sao lại phong cảnh khác nhau? Cổ Ngọc vẫn không rõ, nghênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi trông đầy vẻ ngây thơ. Nói thật, trong nháy mắt đó, Hạ Tưởng cảm giác cô còn nhỏ tuổi hơn cả Tống Nhất Phàm.
phong cảnh dưới váy. Hạ Tường không còn biện pháp nào đành phải cắn răng nói ra. À, anh thật là xấu xa, sao lúc nào cũng nghĩ những chuyện như vậy nhỉ? Cổ Ngọc đỏ mặt, oán giận Hạ Tường, nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười. Sợ cái gì chứ, dù sao anh cũng đã nhìn rồi, giờ nhìn lén ở phía sau thêm vài lần cũng không sao. Hạ Tường suýt nữa té xỉu. Anh sợ người khác nhìn thấy. Lúc này Cổ Ngọc mới bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt hạnh phúc. Ồ, là tâm lý anh ích kỷ, sợ người yêu mình bị người khác nhìn thấy. Thật sự là quỷ hẹp hòi. Rồi cô lại hưng phấn gật đầu. Nghe lời anh, đổi sang mặc quần. Tuy nhiên một chút việc nhỏ như vậy, anh lại phải lòng vòng mãi mới nói được, sao không nói thẳng cho em. Hạ Tường không còn biết nói gì nữa. Không ngờ Cổ Ngọc còn trách hắn như vậy, đúng là không thể nói đạo lý được. Nhưng nếu nói tới vấn đề nhỏ nhen thì đó là vấn đề chung của tất cả đàn ông, đều chỉ muốn độc chiếm mà không thể chia sẻ. Lằng nhằng một hồi, cuối cùng Cổ Ngọc cũng đổi sang mặc quần rồi cùng leo núi với Hạ Tường. Núi Thái Sơn không phải là cao nhất trong Ngũ Nhạc, nhưng bởi vì người xưa hướng tới phương Đông, nơi mặt trời mọc, nên Thái Sơn được tôn là đứng đầu của Ngũ Nhạc. Thái Sơn cảnh quan hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất sơn. Ngũ Nhạc Quy Lai Bất Khán Sơn, Thái Sơn Quy Lai Bất Khán Nhạc một tuy nói có chút khoa trương nhưng từ xưa tới nay, núi Thái Sơn qua nhiều thế hệ đế vương vẫn luôn được coi là nơi thần thánh nhất. Một, nếu mà đã đi tham quan Ngũ Nhạc, tức năm ngọn núi là Thái Sơn Đông Nhạc, Hoa Sơn Tây Nhạc, Côn Sơn Trung Nhạc, Hằng Sơn Nam Nhạc và Hành Sơn Bắc Nhạc, thì chẳng cần phải đặt chân đến tất cả các núi khác của thiên hạ nữa, thế nhưng nếu đi du lịch Thái Sơn rồi, thì chẳng cần phải đi thăm năm ngọn núi nói trên nữa. Qua đó có thể thấy, cảnh đẹp hoành tráng của Thái Sơn có sức hấp dẫn đến thế nào rồi. Nguyên bản là Ngũ Nhạc Quy Lai Bất Khán Sơn, Hoàng Sơn Quy Lai Bất Khán Nhạc, chỉ vẻ đẹp của Hoàng Sơn. Ở đây tác giả Hà Thường tại sửa Hoàng Sơn thành Thái Sơn. Chai nở áp cho Hoàng Sơn. Không bao lâu, Hạ Tường và Cổ Ngọc đi tới dưới thập bát bàn, hai chuẩn bị trèo lên thập bát bàn với hơn 1.800 bậc đường núi hiểm trở. Hai, thập bát bàn là hiểm đạo có tiếng. Dựng thẳng hơn 400 mét, có 1.800 bậc thang thông thẳng lên Nam Thiên Môn, đây là nơi khảo sát thể lực và ý chí của người leo núi. Vượt lên Nam Thiên Môn như đứng trước cổng trời, phóng mắt trông ra xa, gió mây lồng lộng, vạn vật rối rít, cõi trần nhỏ nhoi, đúng như Khổng Tử nói, lên Thái Sơn thấy thiên hạ nhỏ. Thái Sơn Wikipedia tiếng Việt. Từng có người nói, đi hết thập bát bàn hay không chính là dấu hiệu còn phong độ của người đàn ông hay không? Tuy Hạ Tường đã người đầy mồ hôi nhưng thấy Cổ Ngọc vẫn rất vui vẻ, hăng hái, nhìn ngó khắp nơi như một cô bé đầy tò mò, hắn liền cố gắng hứng chí tiếp tục chiến đấu. Ở cùng một chỗ với Cổ Ngọc, khiến Hạ Tường hoàn toàn quên đi những lo lắng và ưu tư chính trị, quên mất sự đối đầu giữa Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ, chỉ là một du khách đơn giản. Lại có thân hình hoạt bát thanh xuân của Cổ Ngọc lay động trước mặt, tuy rằng không mặc váy, không nhìn được phong cảnh dưới váy nhưng Cổ Ngọc eo nhỏ mông nở. Lúc trèo bậc thang vặn vẹo hai bên trong tuyệt đẹp, cứ đong đưa trước mặt Hạ Tường thành một cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Bởi vì cấu tạo sinh lý nên khi leo bậc thang, biên độ vặn eo của phụ nữ lớn hơn nhiều so với đàn ông, giống như người xưa hình dung dương liễu lay trong gió. Hạ Tường vừa đi vừa ngắm Cổ Ngọc phía trước, người đẹp như ngọc, eo nhỏ như liễu, cũng là cảnh đẹp ý vui hiếm có. Nếu để Hạ Tường đánh giá, nếu so sánh Cổ Ngọc với mấy người phụ nữ của hắn, xét về vẻ đẹp khuôn mặt thì đứng sau Nghiêm Tiểu Thì, tuy nhiên Nghiêm Tiểu Thì lại quá đẹp, quá mức tinh xảo, chỉ sợ sẽ có nhiều người không quá thích. Nếu so dáng người thì cũng kém Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạ một chút. Nhưng nếu xét về eo nhỏ thì cô đứng thứ nhất. Có một điểm nữa mà những người phụ nữ khác không thể sánh được với Cổ Ngọc là làn da. Da của Cổ Ngọc vừa không trắng nõn như băng ngọc, vừa không như màu của lúa mì mà trắng như xương như nước, còn có độ sáng bóng khiến người ta hoa mắt mê man. Từng tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, ánh vàng chiếu lên mặt Cổ Ngọc, khiến cô tăng thêm một quầng sáng. Nếu không phải lúc này đã có thêm nhiều du khách xung quanh, Cổ Ngọc sẽ trở thành một tiên nữ dáng trần trong mắt Hạ Tường. Trải qua trăm cay nghìn đắng, như thể đã trải qua một cuộc trường chinh, Hạ Tường mệt thở hồng hộc rốt cục cũng đi hết thập bát bàn Thái Sơn nổi danh thiên hạ. Cổ Ngọc cũng mệt mỏi đỏ hết mặt, toát mồ hôi, thở hổn hển. Cô nắm chặt tay Hạ Tường. Dựa hẳn nửa người lên người hắn, đầu tiên là thẻ lưỡi, nhăn mặt trêu hắn, sau lại cố ý tùy tiện vỗ vai Hạ Tường.
thanh niên có khác, thân thể coi như đủ tư cách. Về sau bất kể làm vận động gì đều có thể theo kịp tiết tấu của em. Kỳ thật, với tính tình của Cổ Ngọc, khẳng định không phải ám chỉ vận động trên giường gì đó, nhưng đúng lúc đó lại có một đôi nam nữ đi qua nghe thấy, liền bị hiểu lầm. Cô gái nói với chàng trai. Nghe thấy không, anh mà không đi hết thập bát bàn thì em và anh chia tay. Em đi tìm một người cường tráng hơn. Chàng trai kinh hãi. Em yêu anh là yêu tính cách của anh, nếu như vậy thì em quá nông cạn. Cô gái cười nhạt. Hứ, nếu ngay cả năng lực ở phương diện đó mà anh cũng không được thì ai cần anh? Muốn nhà không có nhà, muốn xe không có xe, anh còn có cái gì? Em có một người chị em, quyết tâm chỉ lấy chồng ngoại quốc, biết vì sao không? Cổ Ngọc chán ghét bịt tai lại, Hạ Tưởng ngượng ngùng cũng bịt tai. May là hai người kia đã đi xa nên những lời ô uế đó không lọt vào tai. Khi xuống núi được nửa chừng, Cổ Ngọc chơi xỏ, muốn Hạ Tưởng cõng cô. Tuy thân thể Hạ Tưởng cường tráng, Cổ Ngọc cũng nhẹ nhưng dù sao lên núi dễ, xuống núi khó, hơn nữa hiện tại Hạ Tưởng gần như mệt mỏi hết sức lực. Muốn cõng Cổ Ngọc giống như Chư Bát Giới cõng vợ xuống núi, thật đúng là vấn đề nan giải bằng trời. Nhưng Cổ Ngọc không đồng ý, đứng lại không chịu đi. Hạ Tưởng không thể nhẫn tâm để Cổ Ngọc một mình xuống núi, đành phải cố nghiến răng nghiến lợi cõng cô xuống núi. Chẳng qua mới đi được vài trăm mét liền không chịu nổi, trệch chân, suýt nữa ngã sấp xuống, còn may là vừa lúc đỡ được vào một gốc cây lớn. Cổ Ngọc tuột xuống khỏi lưng Hạ Tưởng, vỗ tay nói đầy vẻ mỹ mãn. Được rồi, cuối cùng cũng đè ép anh một lần, coi như trả thù anh vẫn luôn đè ép em. Bên cạnh thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Hạ Tưởng đúng là không biết nói gì nữa. Cổ Ngọc đúng là cái gì cũng dám nói. Cô chỉ nghĩ tới việc của mình, không nghĩ rằng người ngoài nghe thấy sẽ rất dễ liên tưởng. Cuối cùng cũng xuống tới dưới núi, Hạ Tưởng nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó nhận được điện thoại của Chu Vũ Huyên. Tuy nhiên hiện tại đi gặp Chu Vũ Huyên thì hơi bất nhã, cả người đầy mồ hôi. Hắn liền hẹn lùi lại mấy giờ sau. Tiếp đó Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tìm một hội sở khá xa hoa, tắm táp sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy toàn thân khoan khoái nhẹ nhàng hơn. Người ta vẫn nói một lần lên núi, toát một thân mồ hôi. Hạ Tưởng bỗng nhiên cảm giác cơ thể cực kỳ thoải mái. Nghĩ lại cũng đúng, công việc lúc nào cũng căng thẳng, cần phải có thư giãn. Hắn không đi những nơi trăng gió, cũng không ăn nhậu, vậy leo núi có thể xem như biện pháp thư giãn tốt nhất. Nói vậy phải cảm tạ Cổ Ngọc mới đúng. Tuy nhiên khi tắm, Cổ Ngọc hiển nhiên hơi động tâm, muốn cùng tắm với Hạ Tưởng. Cùng tắm thì cùng tắm, ai sợ ai chứ? Cũng may Hạ Tưởng ý chí kiên định, kiên quyết chống lại sự dụ dỗ của Cổ Ngọc, cuối cùng không bị thất thân. Nói đùa, sắp phải nói chuyện chính sự, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi dâm đãng với Cổ Ngọc ngay giữa ban ngày ban mặt, Hạ Tưởng thật sự không thể làm nổi. Gặp Chu Vũ Huyên chỉ có một mình Hạ Tưởng, Cổ Ngọc thì một mình tới thị sát dự án của tập đoàn Đạt Tài. Cô có đầu tư trong đó, xem như một trong những nhà đầu tư. Mà ẩn sau việc leo núi Thái Sơn, mục đích chính trị Hạ Tưởng gặp Chu Vũ Huyên lại liên quan tới kế hoạch lớn vô cùng bí mật của tỉnh Tề. Ngay khi Hạ Tưởng và Chu Vũ Huyên âm thầm gặp mặt, thế lực khắp nơi cũng đang chiêng trống dùng beng trước giờ chưa từng có, đẩy mạnh tiến trình theo từng con đường của mình. Đầu tiên là trong vòng một ngày hôm nay, số lượng xe của tỉnh Tề đi tới thành phố Yến tăng lên không ít. Đương nhiên, nếu chỉ theo dõi trên đường cao tốc sẽ không thể nhìn ra hàm nghĩa ẩn sâu trong đó. Nói là tăng lên không ít nhưng kỳ thật chỉ vài chiếc, có điều những người tinh ý lại phát hiện một điều kỳ quái, xe của tỉnh Tề đi tới thành phố Yến, mặc kệ là xuất phát từ thành phố Lỗ hay từ Phẩm Đô hay từ địa phương nào khác, địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau. Đều là xe mới xuất ra khỏi nhà máy không lâu, đều là xe mới chưa có biển số. Còn có người báo cáo tình huống khác thường này cho Mã Kiệt. Mã Kiệt là kiêm nhiệm giám đốc sở công an, không phải giám đốc sở an ninh quốc gia, nhưng trước đó y đã được nghe Hạ Tưởng nhắc khả năng sẽ xuất hiện tình hình khác thường, sau khi nhận được báo cáo, y lập tức truyền đạt vài mệnh lệnh. Vì thế, ở phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Yến, ở bên bờ sông Hạ Mã, ở xung quanh tòa nhà Tề Thị, xuất hiện những người xa lạ nói giọng tỉnh Tề. Âm thầm thăm hỏi kết quả cuối cùng sự kiện tai nạn xe cộ phát sinh mấy ngày trước ở sông Hạ Mã. Thậm chí còn có người chuyên môn vào ở trong tòa nhà Tề Thị, mượn cơ hội nói chuyện với nhân viên phục vụ, nói bóng gió hỏi chuyện cung tiểu tinh. Trải qua một ngày dò hỏi mọi nơi và điều tra cẩn thận,
cùng với thông qua các con đường bí mật, tụ tập tin tức lại một chỗ, cuối cùng đưa ra kết luận chính là, lúc đó Cung Tiểu Tinh ở trên xe, nhưng hiện tại vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Tuy nhiên cũng không phải là không có một chút thu hoạch, ít nhất đã tìm được lái xe. Lái xe không chết, được người vớt lên ở một điểm du lịch dưới hạ du. Khoảng cách điểm vớt lên cách điểm gặp chuyện không may khoảng hơn 1 km. Lái xe là đến ngày hôm sau mới được người cứu. Về phần làm sao mà lái xe ở trong sông nước một ngày một đêm nhưng vẫn không chết, thì là một điều bí ẩn. Quan trọng không phải là việc lái xe được cứu vớt một cách thần kỳ, mà là chính mồm lái xe thừa nhận, Cung Tiểu Tinh đúng là ở trên xe, chẳng qua sau khi rơi xuống nước liền mất đi bóng dáng của Cung Tiểu Tinh. Những nhân vật thần bí của tỉnh Tề dừng lại tại thành phố Yến một ngày, cuối cùng mặc kệ tin tưởng hay không, dù sao cũng đều cơ bản nhận định rằng có lẽ Cung Tiểu Tinh đã chết. Hơn nữa cho dù không chết thì cũng không tìm được người ở đâu cả. Sự kiện xảy ra ở thành phố Yến là tìm kiếm Cung Tiểu Tinh, là liên quan đến sự sống chết của một nữ nhân viên phục vụ. Còn chuyện xảy ra ở thành phố Lỗ cũng liên quan tới sống chết của một người, cũng là một phụ nữ, chẳng qua cô ta không phải là nữ nhân viên phục vụ mà là một người đẹp của tỉnh Tề. Thông qua Cục Công an thành phố Lỗ kín đáo, cẩn thận điều tra, trải qua mấy tháng điều tra lấy chứng cứ, vụ án Triệu Mẫu Đơn hiện tại đã có chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rất rõ ràng, quyết định chính thức chuyển giao đến Viện Kiểm sát. Căn cứ các chứng cứ do Cục Công an thành phố cung cấp, Viện Kiểm sát thành phố tiếp nhận xong liền nghiên cứu, quyết định chuẩn bị đưa ra công tố tại tòa án thành phố với tội danh lừa đảo kinh tế. Nếu chỉ Triệu Mẫu Đơn bị đưa ra công tố với tội danh lừa đảo kinh tế còn không thể khiến người ta khiếp sợ, nhưng chỉ riêng số tiền liên quan trong vụ án cũng khiến người ta thấy rõ một sự thật, Triệu Mẫu Đơn không chết được. Chẳng những không chết, hơn nữa còn có khả năng phán án nhẹ, bởi vì số tiền lừa đảo chênh lệch quá nhiều so với số tiền 30 triệu của tin đồn ban đầu. Trong đơn khởi tố, số tiền liên quan tới vụ án chỉ 3 triệu. Kém tới hàng chục lần. Hơn nữa còn chỉ là lấy tội danh lừa đảo kinh tế để khởi tố. Nói cách khác, các sự việc khác trên người Triệu Mẫu Đơn đều bị che lấp trôi qua. Nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất phán tù 35 năm là xong. Nhưng sau khi nghe nội dung bổ sung trong đơn khởi tố của cơ quan kiểm sát thì người ta càng hiểu rõ một điều, có người đang cố sức bảo vệ Triệu Mẫu Đơn. Đừng nói phán tù 35 năm, có lẽ nhiều nhất chỉ là một án treo. Xét thấy trong quá trình thẩm vấn, Triệu Mẫu Đơn đã tích cực chủ động phối hợp và nộp lên 10 triệu tiền tham ô, hơn nữa trước kia cô ta đã trợ giúp trường tiểu học Hy Vọng và quỹ từ thiện, lại có thái độ hối lỗi nhận tội, phù hợp điều kiện phán án nhẹ, xin tòa án cân nhắc mức hình phạt thích đáng. Vụ án Triệu Mẫu Đơn gây huyên náo lớn và kéo dài một thời gian, rốt cục chính thức được xác định, lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra sau mưa gió đúng là có cầu vồng. Rốt cục là ai đứng đằng sau ra sức bảo vệ Triệu Mẫu Đơn? Là Hạ Tưởng, cũng không phải Hạ Tưởng. Nói là Hạ Tưởng, bởi vì quả thật là Hạ Tưởng một tay thúc đẩy phán án nhẹ cho Triệu Mẫu Đơn. Nói không phải hắn, bởi vì điểm xuất phát của hắn đều không phải là vì bảo vệ bình an cho Triệu Mẫu Đơn mà là căn cứ vào suy xét cho đại cục, hoàn toàn xuất phát từ góc độ chính trị. Lúc trước, sau khi nhận được điện thoại của hắn, Nga Ni Trần liền đi tới thành phố Lỗ còn sớm hơn mười mấy giờ so với hắn mong muốn. Người đồng hành là Dương Uy. Mục đích mà Nga Ni Trần và Dương Uy tới cũng không kinh động Hạ Tưởng, mà là để trực tiếp gặp mặt Vương Sắc Phi. Coi như là bạn cũ gặp lại, trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi qua màn dạo đầu chào hỏi đơn giản, rất nhanh đã đạt tới nhất trí việc phân chia sản nghiệp của Triệu Mẫu Đơn. Tiếp đó, Ôn Tử Tuyền cũng tham gia hội đàm, lại trao đổi thêm nửa giờ nữa, tất cả các bên đều rất vui vẻ. Vương Sắc Phi sẽ lại ra mặt để gặp Triệu Mẫu Đơn. Triệu Mẫu Đơn đồng ý với điều kiện do Vương Sắc Phi đề xuất, thông qua luật sư xử lý thủ tục, việc chuyển rời sản nghiệp tuyên cáo hoàn thành. Triệu Mẫu Đơn chỉ nói một câu với Vương Sắc Phi. Sau khi tôi đi ra chỉ cầu có một miếng cơm, hy vọng chị Vương đáp ứng có thể đúng hạn cấp hoa hồng cho tôi. Nếu tôi chết đói thì không chơi được đâu. Vương Sắc Phi cười tươi như hoa. Mẫu Đơn, cô và tôi đều là số mệnh khổ. Phụ nữ sẽ không làm khó xử lẫn nhau, người số mệnh hoa khổ sẽ không làm khó xử người số mệnh khổ. Cô yên tâm, Vương Sắc Phi tôi nói chuyện còn không đến mức không giữ lời. Chu Hồng Cơ hoàn toàn không biết gì những chuyện đằng sau bức màn. Nhưng tin tức về tiến triển của vụ án Triệu Mẫu Đơn truyền ra lại như một lời cảnh tỉnh đối với y.
mà lúc này Hạ Tưởng lại cố tình không ở thành phố Lỗ, rõ ràng là cố ý né tránh. Điều này khiến y hiểu rằng trong vấn đề Hà Giang Hải, từ trước tới giờ Hạ Tưởng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với y. Vốn y trông cậy vào vụ Triệu Mẫu đơn để cắn Hà Giang Hải một cái, dù không khiến Hà Giang Hải chết ít nhất khiến Hà Giang Hải mình đầy thương tích, nhằm gia tăng một phần lợi thế khiến Hà Giang Hải rơi đài, hơn nữa y còn trông chờ Hạ Tưởng cũng sẽ ra tay. Không ngờ, Hạ Tưởng thật sự không ra tay. Đây cũng chính là kết quả mà y không ngờ nhất. Chu Hồng Cơ rất thất vọng. Thất vọng chủ yếu vì bị lừa gạt, phẫn nộ và không cam lòng. Nếu Hạ Tưởng đang ở tỉnh ủy, có lẽ y sẽ tới gặp Hạ Tưởng để hỏi trực tiếp cho rõ ràng. Nhưng cho dù Hạ Tưởng đang ở bên ngoài, Chu Hồng Cơ trong cơn tức giận vẫn gọi di động cho Hạ Tưởng, kết quả là không thể liên lạc được. Chu Hồng Cơ biết, Hạ Tưởng lên Thái Sơn đúng là leo núi, mượn việc leo núi để biểu lộ thái độ không đếm xỉa đến. Đợi từ tỉnh táo lại, Chu Hồng Cơ tỉnh ra rất nhiều, biết mình vẫn còn quá kích động. May mắn rằng Hạ Tưởng không ở tỉnh ủy, cũng may Hạ Tưởng không tiếp điện thoại, nếu không rất có thể y và Hạ Tưởng sẽ cãi nhau, kết quả cuối cùng là mất nhiều hơn được. Bởi vì Hạ Tưởng hoàn toàn có thể nói không biết để trả lời y. Cũng đúng, vốn đây chính là việc của thành phố Lỗ, Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy, không phải là bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Việc trong hệ thống công an, kiểm sát, tòa án của thành phố Lỗ có liên quan gì tới hắn chứ? Hạ Tưởng muốn trả lời qua loa y, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một đống lý do. Chu Hồng Cơ thu hồi tâm tư, biết nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề, thừa dịp Hạ Tưởng không ở thành phố Lỗ, xem có thể nhúng tay vào hệ thống công an, kiểm sát, tòa án của thành phố Lỗ, ảnh hưởng một chút quá trình thẩm án hay không. Suy nghĩ một chút, y liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Kết quả toàn bộ vấp phải trắc trở. Nếu không phải uyển chuyển từ chối thì chính là vừa hỏi đến đã trả lời không biết, hoặc là đang giai đoạn phá án nghiêm khắc bí mật, không thể trả lời. Chu Hồng Cơ vốn đã áp chế lửa giận giờ lại suýt nữa bộc phát ra. Không thể trả lời là đối với người ngoài chứ không phải với y. Y đường đường là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, không phải người ngoài. Nhưng không có cách nào khác, vụ án Triệu Mẫu đơn là do Cục Công an thành phố nắm chứ không phải ủy ban kỷ luật thành phố. Nếu là ủy ban kỷ luật thành phố, cùng một hệ thống thì y còn có thể trực tiếp nhúng tay vào. Nhưng hệ thống công an, kiểm sát, tòa án thành phố Lỗ đều giống nhau, hoặc từ chối hoặc trả lời cho có lệ. Điều này càng khiến Chu Hồng Cơ thấy rõ một sự thật, sức ảnh hưởng của y ở thành phố Lỗ rất hữu hạn. Chẳng lẽ chỉ có cách mượn dùng sức mạnh của Hạ Tưởng mới có thể đi sao? Tâm tư của Chu Hồng Cơ biến đổi không chừng, càng nghĩ càng cảm thấy rõ lập trường trung lập của Hạ Tưởng trong sự kiện Hà Giang Hải. Như vậy có phải lúc trước sự hợp tác giữa nhà nội và tập đoàn Đạt Tài chỉ là vì Hạ Tưởng muốn giảm bớt sự khuyết thiếu tài chính của tập đoàn Đạt Tài hay không? Hạ Tưởng đừng quá tinh danh. Chu Hồng Cơ cười lạnh, bởi vì y biết rõ dụng ý đầu tư vào tập đoàn Đạt Tài của nhà nội đương nhiên không phải là vì giải vây cho tập đoàn Đạt Tài. Nhà nội cũng không phải là nhà từ thiện, lại càng không phải là thân thích của thành Đạt Tài. Cái nhà nội muốn thu được chính là toàn bộ tập đoàn Đạt Tài. Nếu Hạ Tưởng tự cho là đắc kế, có thể vừa được món hời lại vừa không cần ra sức, vậy hắn sai mười mươi rồi. Thậm chí Chu Hồng Cơ còn hơi nhạo báng Hạ Tưởng bị vỏ bề ngoài che mắt không nhìn thấy rừng rậm, càng cảm thấy Hạ Tưởng ánh mắt thiển cận. Nổi tiếng thế nhưng cũng thường thôi, kỳ thật chẳng có gì. Kỳ thật điểm xuất phát của mỗi người đều căn cứ vào nhận thức của chính mình. Nếu Chu Hồng Cơ nghĩ ngược lại, hành vi nhà nội lừa gạt Hạ Tưởng và tập đoàn Đạt Tài sao không có chút xấu hổ nào? Sao không cảm thấy từ đầu tới cuối y cũng chỉ là lợi dụng Hạ Tưởng để đạt được mục đích của mình chứ? Chẳng những lợi dụng, hơn nữa còn muốn sau khi lợi dụng liền một phát đá văng Hạ Tưởng ra, sau đó thâu tóm tập đoàn Đạt Tài. Nói cho cùng, y không tự trách mình chính là vì ở sâu trong nội tâm, y càng thâm hiểm hơn Hạ Tưởng nhiều. Đương nhiên, theo góc độ chính trị mà nói, đã lợi dụng nhau thì chẳng ai cao thượng hơn ai cả. Nhưng theo góc độ cao thượng mà nói, Chu Hồng Cơ chỉ trích Hạ Tưởng như vậy vốn chẳng có chút đạo lý nào. Tuy nhiên lại nói, chính trị chưa bao giờ là nơi giảng đạo lý. Hết thảy nói chuyện nhờ vào thực lực, đương nhiên là còn có cả trí tuệ. Nếu không nhúng tay được vào sự việc Triệu Mẫu đơn, Chu Hồng Cơ cũng không cần nổi giận. Chẳng phải vẫn còn Chu Trấn Ba sao? Y liền muốn cưỡng ép lợi dụng quyền ủy ban kỷ luật tỉnh, nắm lấy Chu Trấn Ba từ ủy ban kỷ luật thành phố. Không tin rằng không vạch được miệng Chu Trấn Ba ra.
Một thang thế thành, một chu trấn ba, hai bút cùng vẽ, không cần có Hạ Tưởng, y vẫn có thể hô mưa gọi gió ở tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ làm ra một quyết định trọng đại, phải lách qua Hạ Tưởng, tiếp tục ra tay lần nữa. Lúc này Hạ Tưởng vẫn còn đang ở Mũ Nhạc, nâng cốc vui vẻ với Chu Vũ Uyên, như thể không biết hành động của Chu Hồng Cơ. Cổ Ngọc vui vẻ đi thị sát tiến triển của dự án tập đoàn Đạt Tài. Lúc này dự án công viên địa chất của tập đoàn Đạt Tài đã chính thức được lập, đang ở giai đoạn san nền. Vô số thiết bị máy móc lớn đang lục tục tiến vào công trường, bắt đầu tiến hành các công tác chuẩn bị ban đầu. Máy móc nổ vang, bụi đất bay lên, Cổ Ngọc đứng ở trên đài cao của ban quản lý dự án nhìn xuống phía dưới, thu hết toàn bộ dự án vào tầm mắt. Chỉ thấy cống rãnh khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, như những nhát dao cắt vào lòng đất, khắp nơi đều là những dấu vết thăng trầm của lịch sử và chấn động tang thương. Cổ Ngọc chưa từng gặp qua cảnh sắc như vậy bao giờ. Cô rất giật mình, cảm nhận được sự chấn động và cảm thán chưa bao giờ có từ trước tới giờ, cũng khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được một tia nặng nề trong bản tính vui vẻ thường ngày của mình. Có lẽ bởi vì dự án tập đoàn Đạt Tài mới khiến trái tim luôn nhảy nhót không chừng của Cổ Ngọc rốt cục yên ổn xuống. Hạ Tưởng ngồi ở chủ tọa, ngoại trừ Chu Vũ Uyên còn có Lâu Hân Đông và Ôn Tử Kỳ. Vốn Chu Vũ Uyên muốn một mình ra mặt tiếp đón, sau nghĩ lại tuy Lâu Hân Đông không phải do Phó Bí Thư Hạ một tay để bạt lên nhưng cũng là thuộc hạ thân tín, mà Ôn Tử Kỳ thì gần như có thể coi như dòng chính trong hệ thống của Phó Bí Thư Hạ. Phó Bí Thư Hạ tới Ngũ Nhạc. Nếu y không nói cho thị trưởng và cục trưởng công an biết, nếu sau này truyền ra ngoài thì có vẻ y quá mức nhỏ mọn. Vì thế Chu Vũ Uyên cũng thông báo cho Lâu Hân Đông và Ôn Tử Kỳ. Lâu Hân Đông và Ôn Tử Kỳ lúc đầu còn giật mình, bởi vì trước đó họ đều không hề nghe được nửa điểm phong thanh, cho nên cũng không biết Phó Bí Thư Hạ lặng lẽ đến Ngũ Nhạc là vì việc gì. Về phần Bí Thư Chu nói Phó Bí Thư Hạ đến để leo núi, bọn họ chỉ nghe vậy chứ không coi là thật. Không ngờ vừa gặp. Thấy Phó Bí Thư Hạ ăn mặc đơn giản, tinh thần thoải mái, đúng là đến leo núi sao? Việc lạ, đường đường Phó Bí Thư Hạ lại bỏ hẳn một ngày đi leo núi, quả thật là tao nhã nhàn tình. Lâu Hân Đông không đoán lung tung, Ôn Tử Kỳ lại như đoán được điều gì đó. Có lẽ Phó Bí Thư Hạ bề ngoài là leo núi nhưng thực chất là muốn tránh né một sự tình gì đó ở thành phố Lỗ. Đương nhiên Hạ Tưởng sẽ không giải thích hắn có thực sự đến leo núi hay không. Hắn ngồi với mấy người. Cảm nhận được trong sự nhiệt tình của mấy người Chu Vũ Uyên quả thật có sự chân thành liền cảm thấy thỏa mãn. Tuy không coi Chu Vũ Uyên và Ôn Tử Kỳ là thân tín để bồi dưỡng nhưng về sau có mấy người cấp dưới tin cậy ở tỉnh Tề cũng là chuyện tốt. Tiệc chiêu đãi mở tại nhà hàng Thái Sơn xa hoa nhất Ngũ Nhạc. Vốn Hạ Tưởng đã nói rõ không cần bày vẽ nhưng Chu Vũ Uyên e sợ Hạ Tưởng không hài lòng nên vẫn chuẩn bị tỉ mỉ một phen. Hạ Tưởng cũng không tiện phê bình gì. Cũng may hôm nay còn có chuyện quan trọng cần nói nên không nhắc tới những đề tài vô bổ. Công tác của Vũ Uyên cũng không tệ lắm, toàn bộ tỉnh ủy đều có thái độ khẳng định với ông. Đồng thời tỉnh ủy cũng rất hài lòng với những thành tích gần đây của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Ngũ Nhạc. Nhất, sau khi điều chỉnh bộ máy Ngũ Nhạc xong, công tác của ủy ban nhân dân thành phố và hoàn cảnh trị an đều cải thiện trên diện rộng. Trên hội nghị tổng kết công tác tỉnh ủy, Bí Thư Khâu còn đặc biệt nhắc tới sự tiến bộ của Ngũ Nhạc. Lúc nào cũng phải nêu bật quyền uy của nhân vật số một tỉnh ủy chính là một trong những tố chất cơ bản cần có của mỗi cán bộ cấp phó. Hạ Tưởng cũng không thể ngoại lệ, là người trong quan trường, phải có ý thức tỉnh táo. Đối với sự khẳng định của tỉnh ủy và Phó Bí Thư Hạ, cả ba người Chu Vũ Uyên đều rất vui mừng. Tỉnh ủy khẳng định nghĩa là bộ máy lãnh đạo Ngũ Nhạc đã không phụ lòng tỉnh ủy. Nhất là đối với Lâu Hân Đông và Ôn Tử Kỳ mà nói, cũng tương đương với tán thành công tác cá nhân của họ. Ai cũng nghĩ Phó Bí Thư Hạ nói những lời này là khách sáo, giao lưu cảm tình một chút rồi quay người đi mất. Lãnh đạo xuống dưới, là thị sát công tác hay thật sự là du sơn ngoạn thủy cũng vậy, bản thân là cấp dưới thì không thể tùy tiện hỏi, càng không thể hỏi nhiều, chỉ cần để ý làm tốt phận sự là được. Không ngoài dự đoán của mấy người, tiếp đó Phó Bí Thư Hạ liền nói tới cảnh sát Ngũ Nhạc. Lịch sử và huy hoàng của Thái Sơn, v.v. Bỏ qua việc công mà chỉ nói chuyện tào lao nửa ngày, khiến mấy người Chu Vũ Uyên càng thêm nhận định, Phó Bí Thư Hạ lần này đến Ngũ Nhạc thật sự không có đại sự gì. Mấy người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật ai cũng tự nhủ, lãnh đạo xuống du sơn ngoạn thủy còn tốt hơn là xuống làm đại sự. Chẳng ai hy vọng lãnh đạo thực sự có chuyện mà xuống, bởi vì bình thường có lẽ không có chuyện gì tốt cả.
Có chuyện tốt, chỉ cần một cú điện thoại gọi mời đến tỉnh ủy rồi, lãnh đạo cần gì phải tự thân xuống dưới chứ? Rượu qua ba lượt, đồ ăn đã qua vài lượt, một hồi tụ hội cũng đã qua hơn 2 giờ đồng hồ, cũng nên đến lúc chấm dứt. Lãnh đạo cũng mệt mỏi, nên sớm nghỉ ngơi chút thì hơn. Nhưng Phó Bí Thư Hạ không hề có ý chấm dứt mà vẫn đầy hưng phấn nói chuyện về lịch sử và tương lai của Ngũ Nhạc. Hơn nữa còn có vẻ như gạt Chu Vũ Huyên sang một bên, mấy lần trực tiếp hỏi Lâu Hân Đông ý tưởng phát triển Ngũ Nhạc sau này. Lâu Hân Đông cũng không dám vượt quyền, mỗi lần nói đều nhắc tới Chu Vũ Huyên trước. Sau ba lượt, Hạ Tưởng rốt cục ngắt lời y, xua tay nói. Chỉ cần nói cái nhìn của anh về ý tưởng phát triển Ngũ Nhạc sau này, không cần lúc nào cũng nói tới Vũ Huyên. Công tác của Vũ Huyên có khả năng sẽ có điều chỉnh thích hợp. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Chu Vũ Huyên kinh hãi nhất, bởi vì điều chỉnh công tác của y nghĩa là y phải rời khỏi Ngũ Nhạc. Hiện tại y là bí thư thành ủy, chỉ có hai con đường có thể đi, một là thăng lên một cấp, hai là để đó không dùng. Lâu Hân Đông đầu tiên là kinh hãi, sau đó là vui mừng, bởi vì lời của Phó Bí Thư Hạ tiết lộ Chu Vũ Huyên sẽ rời khỏi Ngũ Nhạc. Như vậy gã liền có thể toàn diện chủ trì công tác của Ngũ Nhạc. Đối với một người vừa mới từ phó thị trưởng thường trực tiếp nhận chức phụ thị trưởng như gã, nếu tiếp tục thuận lợi nhậm chức bí thư thành ủy, sẽ là một bước lên mây khiến vô số người hâm mộ. Ôn Tử Kỳ cũng híp mắt lại, một chiếc đũa trên tay rơi xuống, lộ ra sự kinh ngạc mãnh liệt trong lòng y. Bí thư Chu phải điều đi, thị trưởng Lâu sẽ kế nhiệm, Ngũ Nhạc lại tiếp tục điều chỉnh sao? Hạ Tưởng thấy mấy người đều giật mình liền cười. Trước mắt mới chỉ có một đề nghị như vậy, kết quả như thế nào cũng khó mà nói, cho nên trong bộ máy Ngũ Nhạc, chỉ có ba người các cậu biết. Tôi hy vọng tin tức này không cần để lộ ra. Nếu không thể lộ ra tin tức nhưng lại cố ý thả ra phong thanh, chính là đạo lý thông thường trong quan trường, đó là mấy người ngồi đây đã được lãnh đạo cực kỳ tín nhiệm, đồng thời trước đó biết được nội tình cũng có thể đủ thời gian giảm sóc để trước đó hoàn thành công tác giao tiếp. Cực kỳ có lợi cho bố cục lâu dài. Hành động này của Hạ Tưởng khiến Ôn Tử Kỳ càng kiên định quyết tâm đi vào trung tâm hệ thống của Hạ Tưởng, khiến Lâu Hân Đông ghi nặng ân tình của Phó Bí Thư Hạ, biết Phó Bí Thư Hạ cố tình bồi dưỡng mình, càng làm cho Chu Vũ Huyên sau khi bừng tỉnh liền cực kỳ vui mừng. Bởi vì rất rõ ràng Phó Bí Thư Hạ đặc biệt tới Ngũ Nhạc lại nhắc tới việc y sẽ được điều chỉnh ngay trước mặt Lâu Hân Đông và Ôn Tử Kỳ, hiển nhiên nói lên rằng y sẽ được thăng lên một bước. Không. Là một bước gần như không tưởng. Chẳng lẽ là... Chu Vũ Huyên ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí không dám tiếp tục nghĩ nữa, e sợ mình thất thố. Bởi vì y vẫn luôn cho rằng kiếp sống chính trị của y cuối cùng chỉ dừng lại ở cấp giám đốc sở, không ngờ hôm nay lại có vàng ngọc rơi xuống đầu. Ngoại trừ cảm tạ Phó Bí Thư Hạ, y còn có thể nói gì nữa? Trên cơ bản, Hạ Tưởng ở Ngũ Nhạc nửa ngày, nói chuyện với mấy người một hồi, hơn nữa nói cũng không tỉ mỉ. Dường như chẳng nói chuyện gì to tát, nhưng trên thực tế đã đạt được mục đích thu nạp lòng người, nuôi trồng thế lực. Không chỉ Chu Vũ Huyên cảm kích hắn, Ôn Tử Kỳ sẽ kiên định đi theo hắn, ngay cả Lâu Hân Đông cũng sẽ trung thành với hắn hơn. Dù sao nếu thật sự muốn thuận lợi tiến thêm một bước đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy, sự đề cử của hắn là rất quan trọng. Một bữa tiệc, mấy tâm tư, Hạ Tưởng đã thu được hiệu quả mong muốn. Nếu tính thêm Lý Đồng được Ngô Tài Dương ám chỉ lúc trước, hiện tại Hạ Tưởng đã có thực lực chính trị nhất định ở tỉnh Tề. Nếu nói hiện tại Chu Hồng Cơ đã lâm vào cuộc đối đầu không thể tự kiềm chế với Hà Giang Hải, Hạ Tưởng cũng đang nhân cơ hội tổ chức công thành chiếm đất, chiếm lĩnh các cao điểm, mượn dùng sự kiện Hà Giang Hải để tiếp cận thế lực địa phương tỉnh Tề, rất có xu thế liên kết, chỉ sợ ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không thể đoán trước được cục diện này. Cũng không phải trí tuệ của Chu Hồng Cơ không cao bằng Hạ Tưởng mà là y thiếu mất lý trí xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Buổi tối, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc lặng lẽ quay trở về thành phố Lỗ. Vừa về tới thành phố Lỗ, hắn liền nhận được vài tin tức. Thứ nhất, Chu Hồng Cơ rất tức giận vì Triệu Mẫu Đơn có lẽ sẽ bị xử án nhẹ nhưng vẫn chưa áp dụng hành động tiếp theo, dường như bỏ qua Triệu Mẫu Đơn. Thứ hai, Chu Hồng Cơ ra lệnh cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, lấy lý do Chu Trấn Ba có liên quan tới vụ án tham nhũng của Cục Công nghiệp Muối, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thành phố chuyển Chu Trấn Ba tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Thứ ba, Tần Khản lén gặp mặt Hà Giang Hải. Nếu hai việc trước không ngoài dự đoán thì việc thứ ba đúng là khiến Hạ Tưởng giật mình. Bởi vì đã một thời gian không thấy Tần Khản có hành động gì, hiện tại Tần Khản lại không bỏ lỡ cơ hội nhảy ra, có ý định gì vậy?
Tần Khản vẫn luôn là một nhân tố không ổn định tại tỉnh Tề, bởi vì lập trường của y không rõ ràng, hơn nữa phương hướng cũng không rõ ràng, là một đối tượng vẫn khiến Hạ Tưởng vừa đề phòng vừa có thể hợp tác. Trước hết cứ mặc kệ Tần Khản, ít nhất hiện tại y vẫn chưa lộ chân tay. Chỉ cần y có ý tưởng và muốn thực hiện, nhất định phải có hành động, lúc đó sẽ bị người nhìn rõ. Tuy nhiên theo động tác của Chu Hồng Cơ, hiển nhiên sự tình Triệu Mẫu Đơn vẫn không thức tỉnh được y, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của y, cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Rốt cục là đồng chí Chu Hồng Cơ lòng đầy nhiệt huyết, muốn biểu hiện sự tận tâm tận lực của mình hay là thế lực đứng phía sau tạo áp lực với y. Mặc kệ là tình hình như thế nào, Hạ Tưởng đều vô cùng thất vọng với Chu Hồng Cơ. Từ việc thế lực địa phương tỉnh Tề ra độc thủ, không tiếc hết thảy giá phải trả để bố trí cung tiểu tinh vào chỗ chết, liền có thể đưa ra kết luận, hiện tại Chu Hồng Cơ đã chạm tới điểm mấu chốt của đối phương, có khả năng sẽ gặp phải sự trả thù càng mãnh liệt hơn. Nếu y vẫn muốn lấy Chu Trấn Ba để đối phó với Hà Giang Hải, quả thật là lửa giận làm mất đi sức phán đoán. Chu Hồng Cơ là người tỉnh Tề, vợ con đều ở tỉnh Tề, y dám cắn Hà Giang Hải mới là lạ. Y vốn xuất thân là cảnh sát hình sự cơ mà. Chu Hồng Cơ đang bước vào một trận địa lôi mà vạn kiếp không thể quay trở lại được. Vấn đề của Chu Trấn Ba kỳ thật cũng giống vấn đề của cung tiểu tinh, tuy rằng có giá trị lợi dụng rất lớn nhưng cũng là vũ khí hạt nhân, có thể có nhưng không thể dùng. Chỉ cần dùng sẽ đưa tới một kết quả hai bên cùng chết. Hạ Tưởng thoải mái ngồi trên ghế, vừa nhìn Cổ Ngọc bận rộn làm việc vừa suy nghĩ công việc. Từ Ngũ Nhạc trở về thành phố Lỗ đã là buổi chiều tối, hắn không trở lại tỉnh ủy, cũng không có chuyện gì lớn liền lần lượt gọi điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền rồi đi cùng Cổ Ngọc tới một nơi yên tĩnh. Là một biệt thự độc lập rất tĩnh lặng. Trong biệt thự có đủ mọi thứ cần thiết, từ đồ gia dụng và trang trí, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn và quản lý. Hạ Tưởng hỏi Cổ Ngọc là nhà ai ở, Cổ Ngọc cười không đáp. Hạ Tưởng cũng không cưỡng ép cô phải trả lời. Cổ Ngọc có một thói quen, là đến mỗi nơi đều ở biệt thự mà không quen ở khách sạn. Không hẳn chỗ nào cũng là bất động sản của cô mà có lẽ do bạn bè cho mượn. Dù sao mặc kệ ở đâu, cô cũng có thể kiếm được một biệt thự để ở. Ở Tương Giang, biệt thự của cô từng có rất nhiều người đẹp tới. Mà ở thành phố Lỗ, biệt thự của cô chỉ dành riêng cho cô và Hạ Tưởng, hơn nữa Cổ Ngọc còn tự mình xuống bếp nấu cơm để khao Hạ Tưởng. Nói là nấu cơm. Kỳ thật chỉ là làm sủi cảo, bởi vì Cổ Ngọc tự nhận sở trường nhất là làm sủi cảo, mà Hạ Tưởng lại thích nhất là ăn sủi cảo. Hạ Tưởng thật không ngờ cũng có một ngày hắn ở một bên thoải mái mà thưởng thức bóng dáng bận rộn của Cổ Ngọc. Hắn lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, sự mệt mỏi của cả ngày đều tan theo mây khói. Mặc dù lúc ngồi với mấy người Chu Vũ Uyên, sự mệt mỏi khi leo núi đã tan. Hạ Tưởng thích sự đơn thuần của Cổ Ngọc, vừa bao dung vừa thưởng thức tính cách khi thì vui vẻ, khi thì đau buồn của cô. Dù sao ngoài tình cảm với Cổ Ngọc, hắn còn cảm thương gia cảnh bất hạnh của cô, cũng sẵn lòng che chở cho cô. Không ngờ rằng trong lúc vô tình, Cổ Ngọc lại thay đổi rất nhiều, cũng có lúc trầm tĩnh. Nhìn bóng dáng Cổ Ngọc lúc ẩn lúc hiện trước mặt, trong lòng Hạ Tưởng dạt dào hạnh phúc. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng vẫn thích người phụ nữ vì gia đình. Cho nên trong cảm nhận của hắn người có phong cách thương nhân như Nghiêm Tiểu thì phong cách biến đổi liên tục như Phó Tiên Tiên đều xếp hạng sau Cổ Ngọc. Chỉ có người phụ nữ vì gia đình mới là người phụ nữ đáng tin cậy, quan niệm của Hạ Tưởng vẫn rất truyền thống. Cổ Ngọc bưng sủi cảo lên, Hạ Tưởng mới thu hồi ý nghĩ, cùng ăn với Cổ Ngọc. Đây quả thật là ngắm trăng trong nước, ngắm hoa trong sương, dưới đèn ngắm người đẹp, là cực hạn của chuyện tốt trong đời. Dưới ánh đèn ấm áp, Cổ Ngọc càng lộ vẻ đẹp phong tình. Mái tóc buộc đơn giản. Chỉ mặc một chiếc áo phông, không hề để ý tới hình tượng, thậm chí còn lệch một bên vai để lộ bờ vai trắng nõn không hề có dây áo ngực. Từ đó có thể kết luận, bên trong khẳng định là càng mát mẻ hơn. Bên dưới mặc một chiếc quần đùi, càng tôn lên dáng người, khiến cặp đùi đẹp thon dài của cô hiện ra không sót chút gì trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thích nhất cặp đùi đẹp của Cổ Ngọc. Cũng lạ, dường như Cổ Ngọc hơi béo hơn Nghiêm Tiểu thì một chút nhưng cặp đùi của cô lại đẹp hơn, đẹp không sao tả xiết. Cân xứng, mượt mà, trơn bóng không chút tì vết. Có thể nói là hoàn mỹ. Như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cho dù Hạ Tưởng không hề có lòng yêu thích riêng một bộ phận nào nhưng vẫn rất đam mê cặp đùi đẹp của Cổ Ngọc. Đàn ông thưởng thức phụ nữ bắt đầu từ khuôn mặt, tiếp đó là ngực, eo, mông, cuối cùng là chân. Trên thực tế,
Phân tích từ góc độ cấu tạo sinh lý, đàn ông nhìn phụ nữ đầu tiên là chú ý tới hai nơi, khuôn mặt và cặp chân. Đương nhiên, những kẻ háo sắc thì khác người bình thường. Ánh mắt của họ sẽ không thể xét theo lẽ thường được. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ở cùng một phòng với Cổ Ngọc và nhấm nháp bữa tối được Cổ Ngọc dày công làm cho. Lúc trước Hạ Tưởng còn cảm thấy cõng Cổ Ngọc xuống núi là bị thiệt, hiện tại lại thấy mình hời, được ngắm vẻ đẹp khác với ngày thường của Cổ Ngọc, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Mà hành động của Chu Hồng Cơ cũng không khiến tâm tình hắn xấu đi. Nói cho cùng, tuy Hạ Tưởng là người tốt, cũng từng hợp tác với Chu Hồng Cơ, nhưng chung quy Chu Hồng Cơ vẫn thuộc phe phản đối. Hắn và Chu Hồng Cơ lại không có quan hệ cá nhân, Chu Hồng Cơ gặp phải đại loạn là chuyện của Chu Hồng Cơ, liên quan gì tới hắn chứ? Chỉ cần hắn không ném đá xuống giếng khi người gặp họa, thì đã là người cực tốt rồi. Lần trước mâu thuẫn với Hà Giang Hải là đứng trên lập trường đạo nghĩa, vì dân chúng, vì kế hoạch lâu dài thực phẩm lành mạnh, lúc đó Hạ Tưởng không hề có tư lợi gì. Mà hiện nay càng lúc càng xa với Chu Hồng Cơ, khả năng còn đứng ở mặt đối lập. Điểm xuất phát của hắn vẫn là vì đại cục, vì kế hoạch lâu dài của tỉnh Tề. Mặc kệ người khác có hiểu hắn hay không, cũng không quản Chu Hồng Cơ nghĩ gì về hắn, hắn sẽ không nhân nhượng Chu Hồng Cơ đảo loạn tỉnh Tề. Đương nhiên, nếu chỉ ra tay vì thể diện thì quá đề cao đối phương. Bất luận cuộc đọ sức nào, nếu không có lợi ích chính trị thì thể diện chẳng đáng giá một xu. Chỉ hy vọng Chu Hồng Cơ không nên kéo đến Bắc Kinh, thu tay lại trong sự việc Hà Giang Hải. Hiện tại cấp bậc của Chu Hồng Cơ không thấp, cấp bậc càng cao, càng không thể bị đánh đập. Hạ Tưởng lắc đầu, không suy nghĩ bước tiếp theo của tỉnh Tề nữa. Giang Sơn Mỹ Nhân, Giang Sơn còn xa nhưng Mỹ Nhân thì ở ngay trước mặt, sao có thể khinh Mỹ Nhân mà trọng Giang Sơn chứ? Hạ Tưởng liền an tâm cùng với Cổ Ngọc ăn một bữa tối thoải mái. Cũng phải thừa nhận Cổ Ngọc rất cẩn thận, cô đã mua tới đầy đủ các nguyên liệu, từ vỏ tới nhân sủi cảo. Nói là cô làm. Kỳ thật chỉ là dùng vỏ bao nhân lại, hơn nữa còn cho chút muối vào khiến vị khá lạ, tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn cố gắng ăn vài cái và khen ngợi tay nghề của Cổ Ngọc. Vì để dụ dỗ cho phụ nữ vui vẻ, đàn ông thường phải làm một số việc trái với lương tâm. Cổ Ngọc đúng là tâm tư đơn giản, tuy rằng được Hạ Tưởng khen khiến vui vẻ ra mặt nhưng vẫn uyển chuyển thừa nhận rằng tay nghề của mình không quá khả quan. Em nhớ anh không thích ăn mặn mà, sao hôm nay em lại cảm thấy mặn nhỉ? Hạ Tưởng đáp, đồ ăn tỉnh Tề khá mặn, anh ăn nhiều thành quen. Có lẽ do tỉnh Tề là nơi sản xuất muối nên khi làm món gì cũng cho nhiều muối. Không đúng, Hạ Lưu Trường Giang cũng là vùng duyên hải, cũng sản xuất muối, vì sao đồ ăn ở Hạ Lưu Trường Giang lại ngọt tới mức rất khó nuốt? Có lẽ là nguyên nhân lịch sử nhất định, cũng có thể là do vật cực tất phản, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Dù sao đất thế nào sinh ra người thế đó. Thích mặn, thích nhạt, thích ngọt, thích chua, chỉ cần thoải mái là được. Ai chà, không phát hiện ra anh còn là triết học gia cơ đấy. Cổ Ngọc nhấp nháy mắt, lại bĩu môi nói. Lần sau em phải cải tiến tay nghề một chút, nhất định phải làm anh thỏa mãn. Tục ngữ nói, muốn giữ trái tim đàn ông, trước hết phải giữ dạ dày của họ. Một phụ nữ không biết nấu cơm, nhất định là một người phụ nữ thất bại. Được, có kiến thức. Hạ Tưởng thích phụ nữ có quan niệm truyền thống, liền khen Cổ Ngọc vài câu. Cô bé Ngọc gần đây tiến bộ không ít nhỉ, cứ tiếp tục duy trì, nhất định sẽ trở thành một hiền thê lương mẫu đỉnh cao. Cổ Ngọc cắn đũa, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười nói. Hiền thê lương mẫu, hiền thê trước, lương mẫu sau, vậy có phải là chỉ có thể trở thành hiền thê mới có thể trở thành lương mẫu hay không? Liệu có thể nhảy qua giai đoạn hiền thê mà trực tiếp trở thành lương mẫu được không? Suy nghĩ của Cổ Ngọc biến hóa quá nhanh, Hạ Tưởng có chút khó xử nói. Ý của em là em muốn làm mẹ sao? Không biết là vì ánh đèn hay vì xấu hổ mà mặt Cổ Ngọc đỏ lên, cô hơi cúi đầu. Là ý của ông nội. Sau khi nghe nói ông cụ nhà họ Phó bị bệnh, ông luôn nói cái gì mà con cái cháu chắt, còn nói nếu được ôm một đôi long phượng sinh đôi cả trai cả gái thì tốt. Lão Cổ già rồi, Hạ Tưởng mỉm cười nhưng trong lòng cảm thán. Lão Cổ muốn trong lúc còn sống được nhìn thấy Cổ Ngọc sinh con, đây chẳng phải là muốn suy tính lâu dài, muốn hắn chăm lo cho Cổ Ngọc cả đời sao? Từ đầu phản đối hắn và Cổ Ngọc ở bên cạnh nhau, đến chấp nhận sự thật, rồi đến ám chỉ muốn Cổ Ngọc có con, Lão Cổ cũng thật vất vả. Hạ Tưởng có thể thông cảm nỗi khổ tâm của ông.
Kỳ thật cho dù Cổ Ngọc không sinh con thì hắn cũng phải chăm lo cho cô cả đời. Nhưng nếu lão Cổ muốn được thấy Cổ Ngọc có nơi nương tựa, hắn sao có thể từ chối chứ? Tuy nhiên nghĩ lại, cho dù Cổ Ngọc phối hợp nhưng có thể có con hay không thì không ai có thể nói chắc được. Chỉ có thể nói là làm hết sức. Hạ Tưởng đúng là làm hết sức, cũng là một đêm vui sướng nhất của hắn và Cổ Ngọc từ trước tới nay. Cuối cùng Cổ Ngọc mới quen với hạnh phúc của người phụ nữ, cắn vai Hạ Tưởng chủ động yêu cầu Mai Nở hai lần. Nghiêm Tiểu thì một lòng muốn Hạ Tưởng ở với cô suốt một ngày một đêm, vì đủ loại nguyên nhân mà tới nay vẫn chưa được toại nguyện. Mà Cổ Ngọc không hề có ý này nhưng lại khiến Hạ Tưởng ở với cô suốt một ngày một đêm, tính từ sáng hôm trước. Điều này đúng là khiến người ta phải cảm thán, cùng là người sao số mệnh lại khác nhau thế. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng thức dậy sớm. Tuy rằng hôm trước leo núi, buổi tối lại leo giường nhưng hắn vẫn tinh thần sảng khoái, quả nhiên là người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái. Cổ Ngọc nằm trên giường không dậy nổi, hoàn toàn không hề có ý tứ dậy khỏi giường làm điểm tâm cho Hạ Tưởng. Cô như một con mèo lười nằm cuộn tròn ngủ say sưa, khiến Hạ Tưởng cười cô người cần thì xếp trước còn người không cần thì xếp sau. So sánh ra thì Nghiêm Tiểu thì vẫn cẩn thận hơn. Không để ý tới sự thất lễ của Cổ Ngọc, Hạ Tưởng dậy trước để về tỉnh ủy. Ít nhất cũng phải làm ra vẻ là xuất phát từ nhà đi làm. Khi tới tỉnh ủy, vào văn phòng, hắn phát hiện chẳng những Ngô Thiên Tiếu đã tới từ sớm mà còn có thêm một vị khách không mời mà tới đang đợi hắn. Không phải Chu Hồng Cơ, cũng không phải Tôn Tập Dân mà là người vẫn khiến Hạ Tưởng nhìn không thấu Tần Khản. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, Tần Khản liền cười ha hả. Phó Bí Thư Hạ, cuối cùng cũng gặp được anh. Tôi đang có một chuyện lớn muốn thương lượng với anh. Hạ Tưởng vừa dẫn Tần Khản vào phòng trong vừa cười nói. Phó Chủ tịch Tần có chỉ thị tinh thần gì? Tần Khản thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi có tình hình cực kỳ nghiêm trọng cần báo cáo. Suốt cục, Tần Khản cũng lộ ra bộ mặt thật trước mặt Hạ Tưởng. Cho tới nay, Hạ Tưởng vẫn luôn đoán xem Tần Khản rốt cuộc theo lập trường nào trong thế cục của tỉnh Tề, hay ở giữa không theo phe nào. Trong vấn đề tập đoàn Đạt Tài, Tần Khản rõ ràng biểu hiện lập trường ủng hộ Lý Đinh Sơn, nhưng lúc này cũng không thể khẳng định lập trường của y không giống Tôn Tập Dân, bởi vì có lẽ do dự án tập đoàn Đạt Tài khiến y có lợi nên y mới phản đối sự cản trở ngang ngược của Tôn Tập Dân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau đó không lâu, Tần Khản lại trốn ra phía sau màn, giữ lập trường phụ họa và gặp sao hay vậy trước kia của y. Thậm chí sau khi sự kiện tai nạn xe của nha nội phát sinh, khi Hà Giang Hải nằm viện và rõ ràng thất thế, y vẫn bất động. Hạ Tưởng cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ Tần Khản vẫn khoanh tay đứng nhìn cho tới cuối cùng sao? Việc này cũng rất không phù hợp với phương pháp ra tay liên tiếp trong thời gian trước của Tần Khản. Lúc này thế cục tỉnh Tề đang nghênh đón một sự chuyển biến hết sức trọng đại. Nếu Tần Khản vẫn tiếp tục thể hiện thái độ không đếm xỉa đến, Hạ Tưởng có lẽ sẽ thật sự nghĩ rằng Tần Khản muốn về hưu tại tỉnh Tề. Không ngờ đúng lúc hắn đang chuẩn bị cho bố cục tiếp theo thì Tần Khản lại xuất hiện. Sốt cục ngồi không yên, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng của Tần Khản, thoải mái nói. Phó Chủ tịch Tần, có vấn đề gì quan trọng thì cứ báo cáo với Bí Thư Khâu, báo cáo với tôi là không hợp quy củ lắm đâu. Tần Khản vẫn không thay đổi sắc mặt, trầm trọng nói. Đúng, báo cáo Bí Thư Khâu mới phù hợp quy củ, tuy nhiên vì lý do cá nhân, tôi cảm thấy nói chuyện với Phó Bí Thư Hạ hợp hơn, cũng càng tin tưởng rằng cần phải báo cáo trước với Phó Bí Thư Hạ. Nói đến vậy thì Hạ Tưởng cũng không cần phải dè dặt nữa, liền mời Tần Khản ngồi xuống, chủ động rót một chén trà đưa tới. Phó Chủ tịch Tần, anh và Phó Chủ tịch tỉnh Lý quan hệ rất khá, giữa chúng ta cũng coi như có chút quan hệ cá nhân, tuy rằng bình thường không qua lại nhiều lắm nhưng cũng không tính là bất hòa. Lời Hạ Tưởng tưởng như là giao hảo nhưng kỳ thật vẫn ám chỉ Tần Khản, nếu muốn nói gì thì đi thẳng vào vấn đề, đừng có lòng vòng nữa. Đây cũng là thể hiện sự không kiên nhẫn của Hạ Tưởng đối với lập trường không rõ ràng của Tần Khản từ trước tới giờ. Bởi vì nói thật, nếu chia tỉnh Tề làm ba phe, hắn và Khâu Nhân Lễ là một phe, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ là một phe, Hà Giang Hải là một phe, không hề có việc gì dính tới Tần Khản. Nếu sau khi Hà Giang Hải thất thế, tỉnh Tề tiến tới thành hai phe đối lập, vẫn không liên quan gì tới Tần Khản. Ngoại trừ dựa vào một trong hai phe thì Tần Khản không còn cách nào khác, trừ phi y thật sự không muốn thu được bất cứ ích lợi chính trị nào tại tỉnh Tề. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không có khả năng,
nhân vật chính trị không muốn thu lấy lợi ích chính trị thì muốn lấy cái gì? Nếu y chủ động tiến tới liền cho thấy muốn dựa vào phe Hạ Tường. Hạ Tường mà không nắm lấy quyền chủ động, còn có thể bị vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Khản dắt mũi sao? Nghĩ rằng y thật sự nắm giữ tình huống quan trọng gì sao? Hạ Tường sẽ không bị Tần Khản lừa dối. Tần Khản nhận lấy chén trà từ tay Hạ Tường, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, liền bị Hạ Tường kéo cảm xúc, nắm giữ lấy thế chủ động. Dù sao trước mặt Hạ Tường, y cũng không có nhiều điểm ưu thế. Mượn việc uống vài hớp trà để đè ép sự kích động trong lòng, Tần Khản nói ra một sự kiện khiến Hạ Tường rất chấn động. Sau nửa giờ, Hạ Tường vẫn không tỉnh táo lại nổi khỏi sự chấn động này, trong lòng vẫn kinh ngạc hồi lâu không thể hết. Vốn tưởng rằng Tần Khản không thể nắm giữ tình hình gì trọng đại nhưng không ngờ đúng là hắn vẫn xem nhẹ Tần Khản. Y vẫn luôn trốn ở một nơi bí mật, dương mắt soi từng tật xấu của mỗi người. Cho dù kỳ thật lúc Tần Khản vừa mở miệng nói, Hạ Tường nên ngăn cản Tần Khản nói tiếp, bởi vì tin tức mà Tần Khản lộ ra với hắn cũng không phù hợp với lập trường nhất quán của hắn, không phù hợp với thân phận của hắn, nếu truyền ra ngoài có thể tổn hại hình tượng phó bí thư tỉnh ủy của hắn. Nhưng vì tin tức Tần Khản để lộ ra quá mức trọng đại, quá mức kinh người, liên quan tới lãnh đạo quan trọng của tỉnh Tề nên Hạ Tường quá kinh ngạc, nhất thời quên mất ngăn Tần Khản lại. Mà Tần Khản cũng đã sớm dự mưu, nói một hơi xong liền uống cạn chén trà, quay người bước đi, không nói thêm một câu. Hạ Tường mất nửa giờ, rốt cục cân nhắc rõ ràng hết sự tình và hậu quả, lúc này mới phát hiện không ngờ đã tới giờ nghỉ trưa. Hạ Tường đứng dậy, day day chán định đi ra ngoài ăn cơm thì Chu Hồng Cơ lại xuất hiện. Phó Bí Thư Hạ, trưa nay cùng tới căn tin ăn cơm nhé. Chu Hồng Cơ mời. Kỳ thật cũng không xem như mời, chẳng qua là làm bạn cùng đi mà thôi. Đối với cán bộ cấp bậc như Hạ Tường mà nói thì rất ít khi đồng hành cùng các cán bộ tỉnh ủy khác. Chu Hồng Cơ đề xuất cùng đi ăn, chỉ sợ là muốn ôn lại không khí hài hòa cùng tiến thoái, từ đó dẫn tới mấy lần hợp tác ăn ý lúc trước. Chỉ tiếc hợp tác ăn ý không phải là vì cùng ăn trưa mà là do hoàn cảnh xô đẩy. Chẳng lẽ Chu Hồng Cơ nghĩ một lần ăn trưa có thể bù lại sao? Nhưng mặc kệ thế nào, nếu đối phương đã đề xuất, Hạ Tường lại không có bố trí gì khác vậy đồng ý luôn. Được, cứ vậy đi. Sóng vai đi tới căn tin với Chu Hồng Cơ, Hạ Tường không ngừng chủ động mỉm cười chào hỏi các đồng sự còn Chu Hồng Cơ thì tâm sự nặng nề cúi đầu, không hề để ý tới người khác đang chào hỏi mình. Lúc trước, Hạ Tường đã biết do không chịu được áp lực của Chu Hồng Cơ, Ủy ban Kỷ luật thành phố đã đồng ý chuyển Chu Trấn Ba tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Điều này đã nằm trong dự kiến của Hạ Tường, cũng không khiến hắn chú ý nhiều, nhưng không biết tại sao, hắn luôn mơ hồ cảm giác Chu Hồng Cơ lại đi nhầm một bước. Xét theo cảm tình cá nhân, Hạ Tường cũng không muốn Chu Hồng Cơ càng chạy càng xa, nhưng theo góc độ chính trị thì hắn không có lý do gì để can thiệp những gì Chu Hồng Cơ đã làm. Nhà nội vẫn còn ở thành phố Lỗ, hơn nữa còn ở bệnh viện, rõ ràng chính là muốn thực hiện áp lực, muốn nói cho Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân rằng, một ngày Hà Giang Hải còn chưa rơi đài thì y còn chưa ra viện. Đứng ở lập trường phe phái, những gì Chu Hồng Cơ đã làm không hề đáng trách, chỉ là khuyết thiếu một ít ánh mắt sâu sắc và lâu dài mà thôi, hơn nữa làm việc nóng vội, liên tục ra chiêu nhầm, kết quả không đánh được Hà Giang Hải lại còn chọc giận thế lực địa phương khổng lồ của tỉnh Tề. Nếu hiện tại Hạ Tường còn trong giai đoạn rằng co với Hà Giang Hải, cho dù rằng có bất phân thắng bại, hắn cũng sẽ không dùng sự kiện Cung Tiểu Tinh tới uy hiếp Hà Giang Hải, bởi vì Cung Tiểu Tinh là bom mìn, thậm chí còn là một bãi bom mìn dày đặc. Có một số việc không thể làm, nếu làm mặc dù có thể gây nguy hiểm tới địa vị của đối phương nhưng cũng có khả năng tự mình bùng nổ tan xương nát thịt. Nếu Cung Tiểu Tinh là trận địa bom mìn thì Chu Trấn Ba chính là vực sâu vạn dặm. Sở dĩ Hạ Tường vẫn chậm chạp không quyết định xử trí Chu Trấn Ba chính là vì muốn nghĩ một kế sách vẹn toàn mới có thể giải quyết thích đáng vấn đề Chu Trấn Ba. Cho dù sát chiêu của Chu Trấn Ba đã bị hắn hóa giải nhưng hắn vẫn không đem y ra để sử dụng, lại không thể hoàn toàn tiêu hủy, kỳ thật tương đương với một củ khoai lang nóng bỏng tay. Khi Hạ Tường đã gần như nghĩ được đối sách, quyết định trước hết là Triệu Mẫu Đơn sau là Chu Trấn Ba. Lần lượt giải quyết hai tai họa ngầm lớn nhất trước mắt của tỉnh Tề thì Chu Hồng Cơ lại tóm được Chu Trấn Ba, xem như một sự cố ngoài dự tính. Mặc dù ngoài dự tính nhưng cũng là trong tình lý. Hơn nữa cho dù Hạ Tưởng muốn ra tay ngăn cản nhưng cũng không có lý do gì ngăn cản Ủy ban Kỷ luật tỉnh phá án. Chu Hồng Cơ nghĩ rằng nắm lợi thế trong tay nhưng nào đâu biết rằng y đang cầm trong tay một quả lựu đạn có uy lực rất lớn.
Tới căn tin, Hạ Tưởng lại kiên định ý tưởng, tiếp tục giãn khoảng cách với Chu Hồng Cơ, không chỉ vì giữa hắn và Chu Hồng Cơ đã không còn nhiều tiếng nói chung, mà còn do hôm nay Tần Khản đã để lộ tình huống khiến hắn rất xúc động. Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ mỗi người một suất ăn, đi vào phòng lặng lẽ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống mới phát hiện, Vô Tình hắn và Chu Hồng Cơ đều gọi đồ ăn giống nhau, không khỏi lắc đầu cười. Kỳ thật Hạ Tưởng vẫn khá thưởng thức Chu Hồng Cơ, bởi vì theo hắn thấy, Chu Hồng Cơ và hắn có một điểm tương tự, ví dụ như rất cố chấp, rất có ánh mắt xem thời thế, cũng có một mặt tình cảm rất mãnh liệt. Nhưng tính cực hạn của Chu Hồng Cơ quá lớn, chỗ bị phe phái quản chế quá nhiều, khiến Chu Hồng Cơ không thể được mọi việc thuận lợi như hắn. Đồ ăn giống nhau nhưng trong miệng mỗi người lại có vị khác nhau. Hạ Tưởng ăn ngon lành, nhưng Chu Hồng Cơ lại ăn không cảm thấy vị gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Hồng Cơ chỉ ăn một nửa liền để sang một bên, trầm mặc hồi lâu mới rốt cục mở miệng. Phó Bí Thư Hạ, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, ví dụ như hôm nay chọn đồ ăn giống nhau, chứng minh chúng ta có khẩu vị giống nhau. Khẩu vị giống nhau chỉ là một phương diện. Hạ Tưởng cũng đẩy đồ ăn. Tôi chỉ gọi nửa suất nên ăn hết, anh gọi cả suất nên còn lại hơn một nửa. Chúng ta ăn uống cũng không quá giống nhau. Lúc này Chu Hồng Cơ vẫn chưa ý thức được nếu vấn đề Cung Tiểu Tinh phát nổ thì sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như thế nào, nhưng cũng mơ hồ đoán được Cung Tiểu Tinh bị rời khỏi thành phố Yến hẳn là sản phẩm của Hạ Tưởng, liền nói. Gần đây Phó Bí Thư Hạ ăn uống ít đi nhiều, làm sao vậy? Là không thoải mái hay là lo lắng cái gì? Cung Tiểu Tinh hẳn là một nước cờ hay nhỉ? Ăn uống ít một chút cũng tốt, đỡ phải ăn nhiều bội thực. Hạ Tưởng cầm cốc nước lên uống một ngụm. Hồng Cơ, có một số việc có lẽ tôi không nên nói mà Chủ tịch Tôn nói thì hơn. Nhưng nếu giữa chúng ta đã hơi có giao tình thì tôi cũng nói nhiều một câu, anh nghe thử nhé. Chu Hồng Cơ gật đầu. Tôi chăm chú lắng nghe. Sự tình Hà Giang Hải, đến đây là thôi. Hạ Tưởng uống hết nước chanh trong cốc, vững vàng để cái cốc xuống. Dung lượng cốc của mỗi người là hữu hạn, nếu vượt quá dung lượng đó sẽ tràn ra ngoài. Tôi mượn cơ hội này cũng nói rõ với anh. Tôi ủng hộ ý kiến xử lý của Trung ương đối với vấn đề đồng chí Hà Giang Hải. Trung ương cũng chưa có ý kiến xử lý chính thức nhưng ý kiến xử lý như Hạ Tưởng nói ở đây hiển nhiên là chỉ Hà Giang Hải từ chức là thôi, an toàn thoái lui. Chu Hồng Cơ nheo mắt lại. Trước kia tôi nhìn nhầm người à? Không phải, là hiện tại tình thế bất đồng. Nếu tôi kiên trì đòi lại lẽ công bằng thì sao? Phó Bí Thư Hạ có thể không giúp cả hai bên không? Tôi phục tùng đại cục. Tốt. Chu Hồng Cơ lớn tiếng nói, đập bàn đứng dậy. Tôi đúng là đang muốn nói cho Phó Bí Thư Hạ rằng, đại cục chính là, căn cứ lời khai của Thang Thế Thành, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã quyết định chính thức lập vụ án Hà Giang Hải. Phó Bí Thư Hạ, anh nhìn nhầm hướng gió rồi. Hạ Tưởng vẫn ngồi bất động, cười nhạt nhìn Chu Hồng Cơ. Tôi cũng muốn nói cho chủ nhiệm Chu rằng, hướng gió có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chu Hồng Cơ không tin Phó Bí Thư Hạ làm sao lại tin tưởng. Cho rằng Hà Giang Hải nhất định sẽ không suy sụp. Cho rằng Hạ Tưởng sẽ nói những lời hùng hồn hoặc là khoa trương một phen, không ngờ đều ngoài sự dự liệu của Chu Hồng Cơ là, Hạ Tưởng chỉ lắc đầu thở dài một tiếng. Luật pháp cũng nể tình người, còn Hà Giang Hải đã chết, anh ta lại chủ động cáo lui, Hà tất phải theo đuổi không bỏ. Chỉ bởi vì anh ta thiếu chút nữa đã hại chết nha nội sao? Nhưng vấn đề là hiện tại nha nội tốt rồi, anh ta lại mất đi đứa con. Phó Bí Thư Hạ cũng có khi lại nương tay sao? Chu Hồng Cơ nói gần như châm chọc. Tôi cho rằng, Phó Bí Thư Hạ một mạch khắc phục khó khăn hạ đối phương, dường như từ trước không có lúc mềm lòng, làm sao cũng sẽ mở lòng với Hà Giang Hải. Có phải có cách gì không? Nếu lúc này Chu Hồng Cơ lại không nghi ngờ Hạ Tưởng muốn mượn cơ hội làm người tốt, sau đó thu nạp thế lực bản địa tỉnh tề, thì anh ta quá là không có đầu óc chính trị. Anh ta nghe lời nói của Hạ Tưởng, tuy nhiên chỉ là mượn cớ thôi. Hoặc hình dùng một cách châm chọc hơn chính là cố làm ra vẻ. Lúc này trong mắt của Chu Hồng Cơ, hình tượng của Hạ Tưởng dần bị phá vỡ, đã trở thành quan liêu không có nguyên tắc không có chính kiến. Bởi vì Hà Giang Hải mặc dù không hại chết nha nội, nhưng nhân vật thủ lĩnh của thế lực bản địa tỉnh Tề, chính là nguyên nhân lớn nhất không trị được tỉnh Tề, chỉ đánh chết Hà Giang Hải, tỉnh Tề mới có thể thực hiện ổn định chính trị và hòa bình lâu dài một cách chân chính. Anh ta kiên định cho rằng, anh ta không phải việc công báo thù riêng, anh ta cũng là vì kế hoạch lớn của tỉnh Tề.
Kế hoạch lớn của tỉnh Tề trong cảm nhận của Hạ Tưởng là hóa thù thành bạn, phân hóa, lôi kéo, làm tan rã thế lực bản địa tỉnh Tề, phải phân ra ba bước. Còn kế hoạch lớn của tỉnh Tề của Chu Hồng Cơ là giơ tay chém xuống, mượn việc của Hà Giang Hải để đánh cả hội thế lực bản địa tỉnh Tề xuống ngựa. Kỳ thật mục đích lớn của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ giống nhau, nhưng Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng của ngày xưa giống nhau, thích dùng thủ pháp cấp tiến mà không giữ đường rút lui, còn Hạ Tưởng thì muốn lấy nước ấm luộc ếch từ từ. Còn nữa, người Tề cai trị tỉnh Tề cũng không phải không được, chỉ cần nắm chắc điểm mấu chốt, chỉ cần không hiện ra là nhân vật thủ lĩnh giống Hà Giang Hải, và có gan dám thách thức quyền uy của nhân vật số 1, số 2, cũng sẽ không thể hiện ra phải cố ý phá vỡ tình huống người Tề cai trị tỉnh Tề. Rốt cuộc vẫn là bởi vì phân bè phái quyền lực không công bằng, hay là ý chí của bí thư tỉnh ủy không được quán triệt, chứng minh Trung ương không tín nhiệm thế lực bản địa tỉnh Tề, bởi vì bí thư tỉnh ủy là sự thể hiện ý chí của Trung ương ở tỉnh Tề. Hình dung một cách ngắn gọn chính là, Hạ Tưởng là vừa lôi kéo vừa đánh, người nghe lời thì lôi kéo, thì trọng dụng, người chống phá, thì đánh rơi, cho ngồi trên ghế dự bị. Chu Hồng Cơ thì lại muốn khiến Hà Giang Hải phải trả giá thảm, và thế lực bản địa trung tầng có quan hệ với Hà Giang Hải, nên bãi miễn chức thì bãi miễn chức, nên xử lý thì xử lý, tốt nhất hùng hùng hổ hổ như con báo chống tham nhũng của Hạ Tưởng khi ở tỉnh Tương. Hạ Tưởng thấy Chu Hồng Cơ cuối cùng đã lộ ra bộ mặt bạc tình bạc nghĩa, biết cho tới hôm nay, giữa hắn và Chu Hồng Cơ, xem như chính thức tách biệt, liền nói. Chủ nhiệm Chu cũng có thể phản ánh vấn đề của tôi với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Chu Hồng Cơ không ngờ Hạ Tưởng nói trực tiếp như thế. Biết Hạ Tưởng sợ rằng vẫn không có thiện cảm với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không giấu nổi lúng túng cười. Chuyện hiểu lầm của Phó Bí Thư Hạ ngày xưa với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tôi cũng đã nghe một chút, tôi rất kính phục cách ứng nhân xử thế và phẩm hạnh của Phó Bí Thư Hạ. Nhưng, về việc của Hà Giang Hải, tôi sẽ không thỏa hiệp, phải kiên trì đến cùng. Vẫn là câu nói cũ đó, sự việc của Ủy ban Kỷ luật, tôi không tiện nói nhiều. Hạ Tưởng đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Chỉ là muốn cuối cùng nói cho chủ nhiệm Chu nghe một câu chuyện. Có một người mù khi đi đường tối, trong tay xách một cái đèn, có người hỏi anh ta là người mù đốt đèn không phải là uổng công sao? Người mù trả lời, tôi không cần đèn sáng, nhưng người khác cần, người khác nhìn thấy đèn sáng, thì sẽ không đụng vào tôi. Chu Hồng Cơ nhanh chóng hiểu rõ, Hạ Tưởng nhắc nhở anh ta phải hoán đổi vị trí mà suy nghĩ, phải thay người khác suy nghĩ vì người khác, là chỉ Hà Giang Hải, lại là chỉ thế lực bản địa tỉnh Tề có lợi cho người mới có lợi với mình. Chỉ đáng tiếc Chu Hồng Cơ không phải không hiểu được lý luận của Hạ Tưởng, chỉ là anh ta không làm được tự nhiên như Hạ Tưởng, có thể trong nháy mắt trò chuyện vui vẻ với người đã từng là địch thủ, bởi vì mỗi người đều có một cửa ải khó vượt qua. Chu Hồng Cơ liền chủ động vươn tay ra thể hiện việc kết thúc hợp tác, nói. Rất vui khi vừa tới tỉnh Tề, có một thời gian hợp tác không tồi với Phó Bí Thư Hạ. Tôi cũng vậy. Hạ Tưởng đáp lại lịch sự, sau khi bắt tay, thì phất tay đi khỏi. Không có chút do dự. Nhìn bóng Hạ Tưởng rời đi, trong lòng Chu Hồng Cơ tĩnh lặng một cách kỳ lạ, tốt, cuối cùng đã giải thoát khỏi bóng ma của Hạ Tưởng. Từ giờ trở đi, anh ta phải chiến đấu một mình, không dựa vào sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, không tin dựa vào sức lực của một người, vẫn không đạt được mục đích vụ án Hà Giang Hải kết cục là phải chết. Không biết sao, khi Chu Hồng Cơ nhằm vào một loạt kết cấu của Hà Giang Hải, vẫn muốn mượn sự giúp đỡ của Hạ Tưởng. Lại từ đầu đến cuối xem nhẹ sự tồn tại của Tôn Tập Dân. Có lẽ trong tiềm thức của anh ta, tính cách của Tôn Tập Dân quá mức bảo thủ không thích hợp với việc ném đá xuống giếng. Nghĩ tới việc Tôn Tập Dân đã trải nghiệm ở tỉnh Yến, ông ta bị người khác ném xuống giếng là sai, bởi vậy ông ta hoàn toàn không thể trông cây được. Điều Chu Hồng Cơ kỳ thật không biết là, may mà anh ta không ra mặt yêu cầu Tôn Tập Dân trợ giúp, trên thực tế, Tôn Tập Dân cho dù muốn trợ giúp cũng không có dư sức. Bởi vì ông ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Khi Chu Hồng Cơ từng bước tiến vào bãi mìn, Tôn Tập Dân đã vô tình ngã vào bên trong cái hố lớn. 3 ngày sau, Viện Kiểm sát chính thức đề xuất tố cáo vụ án của Triệu Mẫu Đan lên Tòa án thành phố. Sau khi Tòa án nhận được tố cáo, thường thì kỳ hạn tố tụng ngắn cũng phải tốn thời gian 1 tháng, lâu là nửa năm, không ngờ chính là, không đến 1 tuần, Tòa án thành phố liền ra phán quyết sơ thẩm. Tội lừa đảo kinh tế của Triệu Mẫu Đan bị phán đi tù thời hạn 5 năm, hoãn thi hành hình phạt 2 năm. Triệu Mẫu Đan không chống án, chỉ phục tùng phán quyết. Phán quyết có hiệu lực, Triệu Mẫu Đan liền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Mà cùng lúc đó, trải qua một loạt thủ tục giao tiếp, sau khi Chu Trấn Ba bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh thẩm vấn vài lần, chính thức bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiếp quản hoàn toàn, và Ủy ban Kỷ luật thành phố chuyển giao Chu Trấn Ba tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Thực ra vấn đề của Chu Trấn Ba, Chu Hồng Cơ đã sớm bắt tay vào chuẩn bị tốt, thẳng đến khi vụ án Triệu Mẫu Đan hoàn toàn kết án sau đó mới chính thức tuyên bố với bên ngoài do Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiếp quản. Dụng ý không hỏi cũng biết, rõ ràng là một lần đánh trả nhằm vào phán quyết nhẹ nhàng đối với Triệu Mẫu Đan. Cũng là báo cho Hạ Tưởng, một Triệu Mẫu Đan không thể ảnh hưởng đến bố cục lớn, chỉ cần anh ta có Chu Trấn Ba trong tay, vẫn như cũ là có cả thiên hạ. Hạ Tưởng cũng không chú ý việc Chu Hồng Cơ cố ý hành động, một lòng lao vào làm việc, vì làm ra mở màn cho lần điều chỉnh nhân sự quy mô lớn của tỉnh Tề. Dường như là trước sau kéo dài thời gian đủ lâu, kỳ thật cũng không dài, đến tột cùng kết quả của lần điều chỉnh nhân sự là bố cục lớn, có khi phương án cuối cùng theo đề xuất ra sân khấu, cũng mất nửa năm đến hơn một năm, tin tức điều chỉnh ở tỉnh Tề sẽ được tung ra. Đến lúc này chính thức đưa ra thảo luận tại hội nghị thường vụ, tuy nhiên mới có 3 tháng, mà hôm nay phương án, đã là dự thảo lần thứ 3. Phương án dự thảo lần thứ 3, trên cơ bản là thể hiện ý chí của Khâu Nhân Lễ, rồi kéo đi kéo lại, cuối cùng ra tới kết quả là Khâu Nhân Lễ nắm giữ toàn bộ quyền chủ động điều chỉnh nhân sự, nắm chặt quyền nhân sự lớn trong tay, vẫn là do công lao của Hạ Tưởng. Bởi vì đến bây giờ Lưu Đắc Ích đã dựa vào toàn diện, và Hà Giang Hải lại bị bệnh, lại mượn chuyện Tôn Tập Dân trong vấn đề dự án của tập đoàn Đạt Tài, ốc còn không mang nổi mình ốc, Khâu Nhân Lễ liền tiến thêm một bước lớn ở quyền lên tiếng. Hiện tại lại bởi vì trong cuộc chiến với Hà Giang Hải, phải hoàn toàn lật đổ Hà Giang Hải, nên Chu Hồng Cơ bị mất một phần sức lực lớn, cũng bỏ qua các tiến triển quan trọng to lớn trong lần điều chỉnh nhân sự. Kết quả chính là, Khâu Nhân Lễ được lợi, đóng vững đánh chắc, dưới sự thảo luận của ông ta và Hạ Tưởng, dưới sự phối hợp của Lưu Đắc Ích và Hạ Lực, phương án dự thảo điều chỉnh nhân sự lần thứ 3, không chút nào khoa trương mà nói, chính là sự thống nhất ý kiến một cách hoàn mỹ giữa Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng. Đúng vậy, Hà Giang Hải thất thế, Chu Hồng Cơ muốn truy kích, Khâu Nhân Lễ bày mưu nghĩ kế, ổn tọa trung quân chướng, cười đáp cuối cùng, ngồi vững trong chướng, cười đến cuối cùng trở thành người được lợi lớn nhất. Nếu bề ngoài ông ta là người được lợi lớn nhất, vậy thì Hạ Tưởng chính là người được lợi ngầm lớn nhất. Tóm lại một câu, dưới sự tiếp ứng của Hạ Tưởng, dưới sự thúc đẩy từ phía sau của Khâu Nhân Lễ, toàn bộ bố cục lớn của tỉnh Tề, bị hai người Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng khống chế một cách chặt chẽ trong tay. Đáng thương Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ vội vàng hấp tấp lại may áo cho người khác mặc, còn có khả năng tiếp tục bước chậm trên con đường xấu, không biết chắc khi nào sẽ trẹo chân. Hội nghị công việc của Bí Thư vừa tổ chức thông qua phương án sửa đổi lần thứ 3, Tôn Tập Dân đề xuất ý kiến khác, nhưng một bàn tay không vỗ nên tiếng, mặc dù ông ta vô cùng tức giận, bởi vì trong 5-6 người ông ta có ý chiếu cố, chỉ có đề xuất cho một người được thực hiện. Trong phương án đề xuất không có được một phần lớn, quyền uy của chủ tịch tỉnh bị thờ ơ đến cảnh giới nào. Nhưng lần này ông ta cũng ý thức được, trong hội nghị công việc của Bí Thư cũng thế, trong hội nghị thường vụ cũng vậy, trọng lượng lời nói của ông ta đã giảm lớn rồi. Lần đầu tiên, Tôn Tập Dân bỗng nhiên có cảm giác tổ vỡ trứng nát bởi vì sự thất thế của Hà Giang Hải. Kỳ thật với quyền lực và uy danh của chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, không đến nỗi bị Khâu Nhân Lễ ép đến không ngẩng đầu nổi, còn nữa ông ta rốt cuộc là nhân vật đứng thứ hai trong tỉnh ủy. Người đến cúi đầu cũng không ít, làm sao rơi vào hoàn cảnh như vậy được. Trong lòng Tôn Tập Dân cũng biết, Hạ Tưởng cũng hiểu rất rõ, mọi căn nguyên vẫn nằm ở một người vẫn ở phía sau màn, chờ đợi cơ hội tấn công, đó là Tần Khản. Cũng là lần trước Tần Khản đến gặp mặt, khiến Hạ Tưởng làm một sự việc chấn động lớn. Nếu Hà Giang Hải là chướng ngại vật lớn nhất của Chu Hồng Cơ, vậy thì Tần Khản chính là chướng ngại vật lớn nhất ở tỉnh Tề của Tôn Tập Dân. Mà có điều không phù hợp là, trong trận chiến của Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải trốn ở nơi bí mật gần đó thủ thế, Chu Hồng Cơ đứng ở chỗ sáng, là thế công và thủ. Còn mâu thuẫn giữa Tôn Tập Dân và Tần Khản chính là Tần Khản hạ thủ ở cả chỗ sáng và tối, mà Tôn Tập Dân mặc dù không phải là hoàn toàn không hề hay biết, là chỉ biết một, không biết hai, kỳ thực không rõ Tần Khản đối với ông ta có dụng tâm như hổ rình mồi. Phương án điều chỉnh nhân sự đệ trình đêm trước hội nghị thường vụ. Ý kiến của Trung ương nhằm vào vấn đề sắp xếp Viên Húc Cường cũng chính thức được đưa ra. Trung ương quyết định, đồng chí Viên Húc Cường không tiếp tục đảm nhận ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề, bí thư thành ủy thành phố Lỗ nữa, bổ nhiệm Lý Đồng làm bí thư thành ủy thành phố Lỗ,
ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Việc bổ nhiệm của Lý Đồng mặc dù gây ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng việc bổ nhiệm thị trưởng thành phố Lỗ sau khi Lý Đồng tiếp nhận chức bí thư, thì khiến cho Hạ Tưởng chấn động, là một người quen hắn như thế nào cũng không ngờ đến, vẫn là nữ giới. Trong quá trình con đường chính trị của Hạ Tưởng, gặp nữ cán bộ cấp cao mặc dù không nhiều, tuy nhiên để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, cũng không có mấy người. Ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu, chỉ cần có thể khiến Hạ Tưởng nhớ sâu, thì xem như đã thành công rất lắm rồi. Mai Hiểu Lâm không tính, bởi vì giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm có quá nhiều nhân tố tình cảm không thể nói rõ ràng bên trong. Trần Khiết Tẩu cũng không tính, là một phụ nữ lớn tuổi trong thời kỳ tiền mãn kinh và dễ dàng bị cảm xúc tác động đến sức phán đoán. Thực tế trong mắt Hạ Tưởng, mặc dù bà khiến hắn nhớ một cách sâu sắc, chẳng qua bởi vì nguyên nhân bà là lãnh đạo cấp trên, ngoài điều đó ra, thì không có nguyên nhân khác. Đồ Quân nếu xem như một nữ quan chức cấp cao khiến Hạ Tưởng ngẫu nhiên nhớ tới, vậy thì Biện Tú Linh của sông Hạ Mã, hoặc là trước đó một chút Khúc Nhã Hân quả thực vẫn lóe sáng trong trí nhớ của Hạ Tưởng, ngẫu nhiên mà vẫn có liên lạc. Tuy nhiên Biện Tú Linh cũng vậy, Khúc Nhã Hân cũng thế, mặc dù là nữ, nhưng không xem là quan chức cấp cao. Biện Tú Linh thật may, cuối cùng bước vào hàng ngũ phó giám đốc sở, còn Khúc Nhã Hân sợ là phải dừng lại ở cấp cục trưởng. Nếu tính cả Mai Hiểu Lâm vào, trong những nữ quan chức cấp cao mà Hạ Tưởng quen, trước mắt cấp cao nhất chính là Mai Hiểu Lâm, cô thân là thị trưởng thành phố Tương Giang, đã là nữ quan chức cấp giám đốc sở. Nhưng, Lưu Nhất Lâm từ thành phố Yến điều nhiệm đến thành phố Lỗ, từ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến là cấp giám đốc sở, thăng tiến lên làm thị trưởng thành phố Lỗ, do đó nhảy lên phía trên Mai Hiểu Lâm, trở thành nữ quan chức cấp cao nhất khác mà Hạ Tưởng quen. Hạ Tưởng quen Lưu Nhất Lâm khi là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy ở thành phố Lang, sau đó, từ cấp phó giám đốc sở trực tiếp thăng lên cấp giám đốc sở, đến thành phố Yến đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Lúc này lại từ giám đốc sở một bước vọt qua cánh cửa phó tỉnh, từ thành phố Yến bay thẳng nhập vào tỉnh Tề, thuận lợi và bất ngờ đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Lỗ, con đường làm quan của Lưu Nhất Lâm đúng là bằng phẳng và thuận buồm xuôi gió. Cũng khiến Hạ Tưởng kinh ngạc về Lưu Nhất Lâm, trông có vẻ rất bình thường nhưng sau lưng rốt cuộc có bối cảnh chính trị thâm hậu như thế nào, hoặc là cô xuất thân từ gia đình chính trị như thế nào, hắn vẫn thật sự là biết rất ít. Lưu Nhất Lâm nói trên nghĩa rộng, không coi là cán bộ trưởng thành ở tỉnh Yến, mặc dù cô lên phó giám đốc sở và giám đốc sở đều do tỉnh Yến đề bạt. Nhưng trước khi lên phó giám đốc sở, vẫn ở Bắc Kinh, hẳn là cô từ thành phố Yến điều nhiệm đến thành phố Lỗ là một phần do Trung ương điều chỉnh bố trí. Hơn nữa Lưu Nhất Lâm có kinh nghiệm công tác làm trưởng ban tổ chức cán bộ, lại bởi vì thân là nữ, nhất định sẽ giảm nhẹ sự thù hận của thế lực bản địa thành phố Lỗ đối với việc cô nhậm chức. Cũng coi như một điều diệu kỳ. Chỉ có điều Lưu Nhất Lâm rốt cuộc là thuộc về thế lực nào, lại là được ai giúp đỡ một lực lớn, Hạ Tưởng mặc dù cũng coi có chút giao tình với Lưu Nhất Lâm, lại quan hệ rất sâu ở Bắc Kinh, nhưng vẫn là không biết rõ mục đích. Nước của quan trường quá sâu, mặc dù hắn chu toàn ở giữa các thế lực, nhưng trên vũ đài chính trị trong nước cũng không phải chỉ có 4-5 thế lực, vẫn có rất nhiều lực lượng đang ẩn hình mặc dù không nhất định sẽ làm gì lớn gây kinh người, nhưng đỡ Lưu Nhất Lâm lên ngai vàng thị trưởng thành phố Lỗ, cũng không gọi là chuyện khó khăn. Lưu Nhất Lâm đối nhân xử thế trầm tĩnh, không nhiều lời, làm việc rất có chừng mực. Đối với hắn cô nhận chức thị trưởng thành phố Lỗ cũng xem là một chuyện tốt, cuối cùng kết quả kết giao ngày xưa giữa hắn và Lưu Nhất Lâm, cũng lưu lại ấn tượng tốt. Bộ máy thành phố Lỗ điều chỉnh trước tiên, mức độ cũng không đáng kể, cuối cùng kết quả là bí thư thành ủy và thị trưởng đều thay đổi. Trước khi Khâu Nhân Lễ gióng trống khua chiêng điều chỉnh nhân sự tỉnh Tề, Trung ương điều chỉnh hoàn tất bộ máy thành phố Lỗ, cũng là gián tiếp thể hiện sự ủng hộ đối với việc điều chỉnh nhân sự của Khâu Nhân Lễ. Uy tín của Khâu Nhân Lễ tăng cao rất nhiều. Trước khi tham gia hội nghị thường vụ, Hạ Tưởng đang định ra cửa, chuông điện thoại lại reo lên. Là một số khá lạ, Hạ Tưởng đang vội tham gia họp cũng chưa nhận điện thoại, thuận tay đưa máy điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu. Vừa đi mấy bước, nhưng thấy Ngô Thiên Tiếu lại từ phái sau chạy tới, chuyển điện thoại nói. Lãnh đạo, ngài phải nghe một lát. Tầm quan trọng của thư ký chính là thể hiện ở đó, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, tiện tay thì nghe điện thoại. Vâng, tôi là Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, ngày xưa lần đầu đến thành phố Lang, tôi đến đón. Bây giờ tôi đến thành phố Lỗ, ai đến đón tôi vậy? Những lời nói bình thản rất có ý thơ được một cô gái nói ra,
liền giống như ký ức nhiều năm trước sống lại. Lưu Nhất Lâm. Hạ Tưởng ngây người sửng sốt, hắn cũng nghĩ Lưu Nhất Lâm chắc hẳn sẽ gọi điện thoại trước, không ngờ lại như thế, liền nhẹ giọng cười. Nhất Lâm, đã lâu không gặp, hẳn là phong thái không kém ngày xưa chứ. Nữ giới cũng là không sánh được với nam giới càng về sau càng là thời gian sáng lạng, nữ giới càng về sau này thì càng giảm giá trị. Trong giọng nói của Lưu Nhất Lâm, có chút gì ẩn khuất, khiến cho người ta khó có thể tin thị trưởng thành phố Lỗ sắp nhậm chức, trước mặt phó bí thư Hạ, không cho mình là cấp dưới và đồng nghiệp, mà là ngân nga dư vị nữ nhi tình trường. Khiến cho Hạ Tưởng lại liên tưởng đến Mai Hiểu Lâm, không khỏi nghĩ thầm, phụ nữ vẫn là phụ nữ, nhất là phụ nữ tâm tư nhạy cảm, hoặc là phụ nữ có thơ ca ý họa. Tôi lập tức phải tổ chức một cuộc họp, đợi tôi gọi lại. Hạ Tưởng kịp thời gián đoạn cuộc nói chuyện, bởi vì quả thật là thời gian đã đến rồi, đồng thời hắn cũng không nghĩ bày tỏ quá nhiều suy nghĩ về nhân sinh với Lưu Nhất Lâm. Được, tôi đợi điện thoại. Giọng nói của Lưu Nhất Lâm phát ra một cách dịu dàng. Hạ Tưởng cũng không cho rằng phía sau sự dịu dàng của Lưu Nhất Lâm sẽ có ám chỉ hoặc có nhu cầu. Hắn rất rõ, Lưu Nhất Lâm từ giám đốc sở đến phó tỉnh, quả thực đã tiến lên một bước, nhưng sau việc lên chức, khai triển công việc ở thành phố Lỗ như thế nào, lập thành tích như thế nào, mới là vấn đề nan giải lớn nhất. Thành phố Lỗ không xa bằng thành phố Yến, có lẽ vì nguyên nhân thành phố Yến là thành phố mới trỗi dậy, nên cán bộ của thành phố Yến dường như không có người bản địa, và thành phố Yến cũng không hình thành thế lực bản địa lớn. Thành phố Lỗ thì không giống vậy, là một thành phố có lịch sử lâu đời, lại bởi vì có đặc điểm địa lý của vùng, nên thế lực bản địa không chỉ lớn mà còn đoàn kết. Là người từ nơi khác đến, Lưu Nhất Lâm trên có bí thư thành ủy kiềm chế, dưới có sự bao bọc đánh từ dưới của thế lực bản địa của phó bí thư và phó thị trưởng thường trực, muốn thi hành phương châm thực hiện chính trị của chính mình, độ khó không phải bình thường, thậm chí có thể, nếu không có sự ủng hộ tỉnh ủy, cô thực hiện rất gian nan. Lưu Nhất Lâm có ý muốn mượn tay hắn, mở ra cục diện bước đầu. Hội nghị thường vụ với việc thảo luận phương án điều chỉnh nhân sự, kỳ thật không nhiệt liệt. Tôn Tập Dân chỉ khéo léo đề xuất mấy ý kiến phủ quyết, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong những ý kiến tán thành. Hạ Tưởng tự nhiên cũng tán thành hai tay. Chu Hồng Cơ nói chung là bình tĩnh, nhưng hai mắt anh ta híp lại, nhếch môi, ánh mắt của anh ta không kìm nổi sự phẫn nộ, khiến cho Hạ Tưởng hoàn toàn thấy được sự không cam tâm và sự thất bại trong lòng anh ta. Bởi vì anh ta trăm nghìn cay đắng một lòng nghĩ hết sức để hạ gục Hà Giang Hải, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện, phía sau đã thất thủ. Cho dù anh ta chỉ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, mặc kệ chuyện nhân sự, nhưng bản thân xếp hạng gần đầu trong các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, về chuyện nhân sự cũng có quyền lên tiếng trong việc điều chỉnh, cũng muốn để bạt thân tín của mình lên cương vị quan trọng hơn. Đấu tranh chính trị thắng bại cuối cùng thể hiện ở đâu? Ngoài việc đánh ngã địch thủ ra, nắm vững thế lực của địch thủ, lấy đất của địch thủ, mới là ý đồ chính trị lớn nhất, nhưng khi Hà Giang Hải chưa ngã, thắng bại vẫn chưa phân. Nhưng đã mất phần lớn trong vấn đề nhân sự, cũng như hy sinh trước khi chiến thắng. Hạ Tưởng, thật sự là đối thủ cao cờ, Khâu Nhân Lễ, thật sự là đa mưu túc trí. Trong lúc anh ta và Hà Giang Hải tranh đấu, Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ ngư ông đắc lợi sao? Chu Hồng Cơ rất phẫn nộ, nhưng kỳ thực không chỉ trích Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng và anh ta cũng không phải cùng một trận địa, anh ta không có quyền chỉ trích, anh ta chỉ không hiểu, Tôn Tập Dân đường đường là một chủ tịch tỉnh. Làm sao lại để Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng khống chế? Hạ Tưởng là phó bí thư tỉnh ủy không phải giả, nhưng Tôn Tập Dân là chủ tịch tỉnh quyền to, mới là phó bí thư thứ nhất của tỉnh ủy. Chủ tịch tỉnh Tôn làm sao không có khả năng như vậy? Chu Hồng Cơ đã không hiểu tâm tình của mình, đã thua không có gì, bởi vì sự thất bại về vấn đề nhân sự không phải sai lầm của anh ta. Anh ta vốn dĩ không có tư cách gia nhập hội nghị công việc của bí thư. Quyền phát ngôn về phương án điều chỉnh nhân sự không lớn, nhưng khi anh ta xung phong lên phía trước tấn công Hà Giang Hải, khi anh ta sắp thành công đem sự việc của Hà Giang Hải đưa lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Tôn Tập Dân ở trong tỉnh ủy, làm chuyện gì đây? Mặc dù không thể công kích đồng minh kiêm cấp trên của mình, nhưng trong sự phẫn nộ, Chu Hồng Cơ không nhịn nổi cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tôn Tập Dân một cái rất khinh miệt, một câu không chịu nói ra chính là không được tích sự gì. Không sợ địch thủ hung ác như sói, sợ đội bọn không biết làm gì giống con heo. Tức là tức, giận là giận, nhưng lại không thể thay đổi sự thật về sự thất bại thảm hại trong vấn đề nhân sự.
Cuối cùng hội nghị thường vụ lấy số phiếu cao đã thông qua phương án điều chỉnh nhân sự. Gây huyên náo, mấy lần bị Khâu Nhân Lễ nói mỉa mai, và mượn cơ hội thành công thu phục Lưu Đắc Ích, lại khiến cho Hạ Tưởng thuận lợi lôi kéo lòng dân về phương án điều chỉnh nhân sự, trải qua 3 lần sửa đổi và sau 3 tháng trôi qua, cuối cùng đã được xác định. Lúc này phương án điều chỉnh nhân sự, biên độ điều chỉnh kỳ thực không lớn, đề cập tới chỉ có 7-8 người là nhân vật đứng đầu, đứng thứ hai của các thành phố cấp 3 phía dưới, có một phần các thành phố cấp 3 thậm chí không có một chút điều chỉnh. Ngoài việc phương án hoàn toàn thể hiện ý đồ của Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng, còn chiếu cố đầy đủ đến lợi ích của đám người Lưu Đắc Ích, Tần Khản, và để cho thế lực bản địa tỉnh Tề có một độ nghiêng thích hợp. Khác với bản dự thảo 1 và bản dự thảo 2 hoàn toàn không chú ý đến lợi ích của Hà Giang Hải, thì trong bản dự thảo 3 lại có mức độ điều chỉnh khá lớn, dẫn đến xem xét một cách thích đáng đến ý tưởng của Hà Giang Hải, hoàn toàn vứt bỏ ý tưởng của Chu Hồng Cơ, lại khiến cho một phần lớn ý tưởng của Tôn Tập Dân thất bại. Có thể, là một lần Khâu Nhân Lễ, Hạ Tưởng vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, để bắt tay vui vẻ với thế lực bản địa tỉnh Tề trong việc điều chỉnh nhân sự. Do đó phương án vừa đưa ra, trên dưới tỉnh Tề đồng thanh đồng ý, có được sự tán thành của số đông người, cũng vì cục diện chính trị hòa bình ổn định đoàn kết của tỉnh Tề, chú ý vào một mục tiêu. Ngoại trừ Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ ra. Sau hội nghị, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đã nói chuyện vẻn vẹn hơn một tiếng ở văn phòng, cụ thể đã nói những điều gì, không ai hay biết, chỉ có điều biết là, khi Chu Hồng Cơ từ văn phòng của Tôn Tập Dân ra, sắc mặt xanh mét, một tay ôm bụng rời khỏi. Chu Hồng Cơ có một tật xấu chính là, tức giận thì đau dạ dày. Phần lớn các vấn đề của tỉnh Tề đã được xác định, ngoại trừ đề của Hà Giang Hải vẫn treo lơ lửng chưa được giải quyết ra. Nhưng dường như chính là đánh trả sự thắng lợi của Hạ Tưởng, phương án điều chỉnh nhân sự mới công bố không lâu, trước khi Lưu Nhất Lâm đến nhậm chức, Ủy ban Kỷ luật Trung ương bỗng nhiên xuất ra một cú đánh mạnh, phái một tổ tuần tra thăm hỏi do Phó Chủ tịch Thôi cầm đầu đến tỉnh Tề. Bề ngoài lấy việc tuần tra thăm hỏi Phan Bảo Hoa làm lý do, ngầm bắt đầu chính thức nhúng tay vào vụ án Hà Giang Hải. Sự việc, cuối cùng đã lên đến tầng cao nhất và bước vào giai đoạn cuối cùng. Thành phố Lỗ đã vào cuối hè. Hạ Tưởng ngồi ở bên hồ đầy những gợn sóng xanh như ngọc bích, ngồi bên trong một mái đình mộc mạc, hưởng thụ những làn gió mát lành phảng phất khó có được, và xung quanh là mấy người ngồi nói chuyện phiếm. Hồ là hồ không tên, người là người quen thuộc. Trong sự hoảng hốt, dường như lại nhớ tới những năm tháng cao chót vót của dĩ vãng, trước mắt là một vương sắc phi thước tha nhiều vẻ, một nga ni trần trầm lặng, cùng với ánh mắt đầy thành thục và suy nghĩ nhiều của Dương Uy, tất cả khiến cho Hạ Tưởng nhớ đến những năm tháng rực cháy niềm đam mê ở thành phố Lang. Tin tức Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức can thiệp vào vụ án của Hà Giang Hải, cũng không biết sao, lại khiến cho hắn nhớ lại một lần nữa một phen mưa lớn ở Tần Đường. Chẳng những chỉ là bởi vì cùng là cuối hè, càng bởi vì phó chủ nhiệm đích thân lên đường hành động cũng vẫn là họ Thôi, mặc dù phó chủ nhiệm Thôi trước kia đã qua đời, nhưng phó chủ nhiệm Thôi này đến thành phố Lỗ, thương dân và cẩn thận hơn rất nhiều so với Thôi Hướng, chỉ lấy danh nghĩa tuần tra đến hỏi thăm vấn đề của Phan Bảo Hoa, để ngầm can thiệp vào vụ án của Hà Giang Hải, nhưng vẫn khiến Hạ Tưởng đã cảm thấy được bầu không khí sắp mưa to gió lớn, cuối cùng lại nổi lên một lần nữa chăng? Sau khi Hạ Tưởng nhậm chức ở tỉnh Tề, liền thay đổi suy nghĩ làm lớn chuyện như ở tỉnh Tương, phải dùng biện pháp nhẹ nhàng để thi hành những quan niệm cầm quyền trong chính trị của hắn, bởi vậy khi bắt đầu thả rằng liên kết với Chu Hồng Cơ của phe đối địch, mục đích chính là để khiến cho Hà Giang Hải nhượng bộ. Kết quả trong cuộc chiến với Hà Giang Hải, mục đích đã đạt được, trước khi Chu Hồng Cơ chưa vùng dậy, lại nhanh chóng mất khống chế, lại muốn khơi lên một trận mưa cuồng phong sao. Hôm nay triệu tập Vương Sắc Phi, Nga Ni Trần và Dương Uy ngồi cùng nhau, là vì công việc khắc phục hậu quả cuối cùng trong vấn đề Triệu Mẫu Đan. Đồng thời, cũng là để nghênh đón Lưu Nhất Lâm đến thành phố Lỗ nhậm chức. Không tồi, trong mái đình nhỏ, trừ Nga Ni Trần, Dương Uy và Vương Sắc Phi ra, còn có hai người đẹp khiến người ta ấn tượng, một là Ôn Tử Tuyền, hai là Lưu Nhất Lâm. Đúng vậy, cuộc gặp mặt hôm nay, ba nam ba nữ cũng phù hợp với cân bằng âm dương. Quả nhiên, chỉ là trùng hợp một cách vô ý, cũng không phải Hạ Tưởng cố ý sắp đặt. Hơn nữa, mặc dù hắn không có ý nghĩ khác với ba cô gái đang ngồi, ngay cả Nga Ni Trần và Dương Uy, cũng sẽ không có suy nghĩ gì với Vương Sắc Phi, Ôn Tử Tuyền và Lưu Nhất Lâm. Không phải vì ba người không đẹp, Vương Sắc Phi không phải nói, chính là đóa hoa đệ nhất của thành phố Lang, đã từng một thời hào quang, hiện giờ vẫn thướt tha hơn người,
phong thái thục nữ phi thường. Còn Ôn Tử Tuyền cũng là người đẹp hiếm thấy trong quan trường, dưới bộ trang phục nghiêm túc được may tỉ mỉ, có mùi quan lớn kết hợp với mùi của phụ nữ tạo thành hương vị mê hoặc khiến cho người ta động lòng, là sức hút trí óc mà tất cả những thứ cám dỗ khác không thể so sánh được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, người bình thường dưới hai tầng áp lực của địa vị và vẻ ngoài xinh đẹp của Ôn Tử Tuyền, đa phần sẽ tự thấy xấu hổ mà không dám ảo tưởng. Mà Lưu Nhất Lâm không xem là đẹp nhất trong ba người, nhưng là một người tao nhã nhất, nghiêm khắc nhất, cô mặc một bộ trang phục công sở, buộc tóc dài, buông hai tay, phong thái thanh cao nhã nhặn, khuôn mặt tươi cười ngồi bên trái Hạ Tưởng, lấy thái độ bình đẳng và đối diện, cùng ngồi đối mặt với mấy người. Lưu Nhất Lâm kỳ thật vẫn chưa chính thức nhậm chức, cô trước tiên đến thành phố Lỗ, cũng là đi tiền trạm cho việc kế tiếp, chỉ có điều khiến cô không ngờ là Hạ Tưởng nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng không bố trí gặp mặt đơn độc, mà bất ngờ xuất hiện người khác, để cô và đám người Ôn Tử Tuyền và Vương Sắc Phi cùng nhau tọa đàm. Khiến cô kinh ngạc rất nhiều, suy nghĩ một cách cẩn thận liền cảm nhận được dụng tâm của Hạ Tưởng. Ôn Tử Tuyền không cần phải nói, cô là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lại là người bản địa tỉnh Tề ở tỉnh Tề nhiều năm, khẳng định có nhiều mối quan hệ ở tỉnh ủy và thành ủy. Mà Nga Ni Trần và Vương Sắc Phi là người quen cũ. Đối với cô mà nói mặc dù nhiều năm chưa gặp, nhưng không hề xa lạ, ngày xưa cũng đã từng qua lại. Mưa gió năm tháng đã làm nhạt đi, mâu thuẫn đã từng có cũng thế, xung đột cũng vậy, bây giờ lại ngồi cùng nhau, thì lại có thể là bạn bè dắt tay cùng tiến. Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần vứt bỏ thành kiến, đoàn kết ở xung quanh Hạ Tưởng, tự nhiên có ý là kế hoạch kinh tế lớn của thành phố Lỗ. Mà Lưu Nhất Lâm kỳ thực không hiểu biết về Dương Uy lắm, nhưng cũng biết anh ta nhất định cũng là một trong những thành viên trong tổ chức của Hạ Tưởng. Chính là mấy người trước mắt, bao gồm các lĩnh vực chính trị và kinh tế, cũng đã biểu lộ đầy đủ nhiệt tâm và sự thành khẩn của Hạ Tưởng. Chính là đưa đến trợ lực trong hai phương diện chính trị và kinh tế cho cô. Nếu cô có ý nguyện và mong muốn nói chuyện nghiêm túc, mấy người trước mắt có thể giúp cô nhanh chóng mở ra cục diện bước đầu ở thành phố Lỗ. Nếu để Lưu Nhất Lâm biết Hạ Tưởng hiện tại có quan hệ khác thường với Lý Đồng, cô nhất định sẽ càng nhìn Hạ Tưởng bằng con mắt khác trước. Trên thực tế, cô từ lâu có cách nhìn khác với Hạ Tưởng, giống như là dừng lại ngửa mặt lên nhìn núi cao vậy. Bình tĩnh mà xem xét, khi ở thành phố Lang, mặc dù giữa cô và Hạ Tưởng tiếp xúc nhiều, nhưng trên thực tế cũng chưa từng có sự hợp tác chân thành, bởi vì cô vẫn không thích tính cách thích thể hiện tài năng của Hạ Tưởng. Mặc dù mới đầu, cô rất muốn đứng cùng Hạ Tưởng, khi ở thành phố Lang, rất kỳ vọng thiết lập đồng minh vững chắc với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng múa đao dù ở thành phố Lang chiến đấu với Nga Ni Trần, huyết đấu với Cổ Hướng Quốc, cô đều để trong mắt, chỉ có điều thờ ơ lạnh nhạt thôi, mặc dù không tán đồng, nhưng không lộ ra sự bất mãn quá rõ ràng. Là kính trọng mà giữ khoảng cách hoặc là thái độ bàng quan. Nhưng trong lòng nhận định, con đường làm quan của Hạ Tưởng sẽ không đi quá xa, bởi vì hắn quá bảo thủ với chủ nghĩa lý tưởng của hắn. Không nghĩ, Lưu Nhất Lâm luôn tự nhận mình có con mắt nhìn người lại đã nhìn nhầm. Sau thành phố Lang, Hạ Tưởng đi một đường cao, đến thiên trạch trời cao biển rộng, lại đến tần đường gây mưa gió, một mạch đi tới, một đường tiếng vang lớn mạnh, không chỉ vượt khó khăn hạ đối thủ, mà còn từng bước thăng chức, thậm chí còn nhậm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy cao cấp ở tần đường, từ đó từng bước tiến vào hàng ngũ quan lớn cấp phó tỉnh. Khiến cho Lưu Nhất Lâm tự cho mình là kiến thức rộng rãi gặp chuyện ngoài dự kiến, đồng thời còn vô cùng khó hiểu. Nhưng không lâu sau, một lần trở lại Bắc Kinh, trong một lần tọa đàm bí mật quy mô nội bộ, Lưu Nhất Lâm đã nghe được một tin tức khiến người ta khiếp sợ và khó có thể tin, chính là Hạ Tưởng đã lọt vào mắt Tổng Bí Thư. Có hy vọng trở thành lực lượng hậu bị mà Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc liên hợp bồi dưỡng. Cô ta không chỉ khiếp sợ, còn thấy khó hiểu. Tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng thực sự nhanh, cũng thực sự có thủ đoạn chính trị, nhưng hắn quá dũng mãnh bảo thủ, chịu trách nhiệm một phương diện hoặc làm nhân vật lãnh quân của một tỉnh cũng được, lại được làm lực lượng hậu bị cần bồi dưỡng, có phải hơi thiên vị không? Vì lực lượng hậu bị yêu cầu không chỉ là có trí tuệ chính trị, còn cần có sức hấp dẫn của nhân cách, cũng cần kiểm soát phóng thái hết mức và quyết đoán. Hạ Tưởng dường như đã có đầy đủ tất cả tiềm năng, chỉ còn một chút đó là có thể đoàn kết một bộ phận lớn người. Nhân vật trung tâm không nhất định phải có tài năng vô cùng cao minh, không nhất định phải có quan niệm chính trị sửa cũ thành mới, nhưng nhất định phải có năng lực đoàn kết một nhóm người lớn, nếu không, không ai tin phục. Nhưng sau đó không lâu, Lưu Nhất Lâm mới nhận ra được mình sai, sai lầm lớn, đặc biệt sai lầm,
bởi vì mắt của cô không chỉ nhìn sai mà còn kém kinh nghiệm so với ông Ngô, cũng không bằng ánh mắt như đuốc của Tổng Bí Thư, cuối cùng kết quả là chức vụ của cô còn thấp, cảnh giới không đủ, đối với nhận thức tình hình chung về Hạ Tường. Mà Hạ Tường cao minh quá xa so với nhận thức của cô. Ở tỉnh Tương đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mặc dù Hạ Tường vẫn thúc đẩy một trận lốc chống tham nhũng vang dội, nhưng lại vẫn từ đầu đến cuối tránh ở phía sau, đem công lao đẩy lên người Trịnh Thịnh, là thủ đoạn cao siêu mà không để lại dấu vết. Lại cẩn thận suy nghĩ mà nói, Hạ Tường thúc đẩy cơn bão chống tham nhũng, một mặt quả thực vì người dân làm việc thật sự, làm sạch không khí quan trường tỉnh Tương. Mặt khác, đưa lên chiến tích cho Trịnh Thịnh, đồng thời tấn công địch thủ chính trị. Một điểm quan trọng nhất, cơn bão chống tham nhũng, khiến cho Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc cùng thu lợi, hai bên hài lòng. Đây là khía cạnh cao minh nhất trong thuật tung hoành trong chính trị. Vừa có thể thực hiện lý tưởng chính trị của mình, lại có thể có được danh tiếng thương dân và sự tán thưởng từ cấp trên, từ xưa đến nay, là cảnh giới cao nhất mà vô số các nhà chính trị cả đời theo đuổi. Đến tận bây giờ, Lưu Nhất Lâm mới tìm được chỗ cao siêu của trí tuệ chính trị của Hạ Tường, cũng hơi chút đuổi kịp sau lưng Hạ Tường trên con đường quan trường, cao minh không để lại dấu vết. Quả nhiên, sau khi Hạ Tường nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, thì Lưu Nhất Lâm càng bước thêm một bước nhận thức về Hạ Tường. Phó bí thư tỉnh ủy Hạ Tường và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Tường, nói có chút khoa trương là hai người khác biệt, nhưng nói một cách chính xác là có phong cách khác nhau rất xa. Trong lòng Lưu Nhất Lâm không khỏi không suy nghĩ, Hạ Tường thật sự là một cao nhân giấu tài, mỗi giai đoạn một phong cách, mỗi vị trí một thủ đoạn, nhìn như có vẻ không có định hình, kỳ thực toàn bộ là để dưới không phụ người dân, trên không phụ quan niệm chính trị cao nhất phục vụ quốc gia, cô so với hắn, vẫn là kém khá xa. Mặc dù hiện tại từ cấp bậc mà nói, cô và Hạ Tường đã đều là cấp phó tỉnh, nhưng trên thực tế, có lẽ sau khi đảm nhiệm chức thị trưởng, cô có khả năng lùi về tuyến 2. Còn chức phó bí thư tỉnh ủy của Hạ Tường, rõ ràng là một gậy cuối cùng để tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh sắp tới. Và Hạ Tường là lãnh đạo tỉnh ủy chân chính, mặc dù cấp bậc của cô là phó tỉnh, nhưng lại không phải lãnh đạo tỉnh ủy. Mặc dù dựa vào ưu thế chính trị không được biết đến, cô cuối cùng đã bằng cấp được với Hạ Tường, nhưng bước vào hàng ngũ phó tỉnh muộn hơn Hạ Tường 2 năm, lại kém hơn Hạ Tường mấy cấp phẩm trên bảng danh sách. Lưu Nhất Lâm ở trước mặt Hạ Tường đã thể hiện ra thái độ của cấp dưới, đồng thời cô cũng vui lòng phục tùng một cách khâm phục Hạ Tường. Trong vòng tầm mắt của cô, Hạ Tường hoàn toàn xứng đáng là người số một, đã bắt đầu có đủ tố chất của một nhà chính trị ưu tú. Bởi vậy, đối với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, cô gửi gắm một kỳ vọng lớn. Hạ Tường cũng kỳ vọng với cuộc gặp mặt hôm nay, Lưu Nhất Lâm đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Lỗ, với hắn mà nói là một sự trợ lực lớn. Hắn cần phải đỡ cô một đoạn đường khi mới bắt đầu, cũng là dụng tâm hôm nay hắn cố ý sắp xếp mấy người Ôn Tử Tuyền cùng tiếp khách. Quả nhiên, có Lưu Nhất Lâm ở đây, sự việc của Triệu Mẫu Đan chỉ là nhắc đến một cách kín đáo, cuộc gặp hôm nay, trọng điểm nằm ở việc hoan nghênh Lưu Nhất Lâm đến nhậm chức, và khiến cho Lưu Nhất Lâm về sau chiếu cố nhiều đến việc kinh doanh của Nga Ni Trần và Vương Sắc Phi. Bởi vì Nga Ni Trần và Vương Sắc Phi tiếp nhận tài sản của Triệu Mẫu Đan, tương đương có một bộ phận ở thành phố Lỗ, là dưới sự quản hạch của Lưu Nhất Lâm thị trưởng thành phố Lỗ tương lai. Bởi vì có Hạ Tường trấn thủ, hơn nữa Lưu Nhất Lâm, Nga Ni Trần, Vương Sắc Phi là người quen cũ, lần này gặp mặt đã thu được hiệu quả mong muốn, trò chuyện vui vẻ với nhau, không khí vô cùng hòa hợp, cuối cùng kết quả là có ba người đẹp cạnh tranh vẻ đẹp, cũng là một lần hội họp khó có được. Khi kết thúc gặp mặt, trăng đã lên, trên đường trở về, Lưu Nhất Lâm lên xe ô tô của Hạ Tường. Phó Bí Thư Hạ, tiễn tôi một đoạn, tôi có lời muốn nói. Lưu Nhất Lâm chưa chính thức nhậm chức, nhưng đã tham gia vào cuộc chiến sắp được châm ngòi tại tỉnh Tề. Đêm nay ánh trăng như nước, chiếc xe không nhanh không chậm chạy trên quốc lộ trong màn đêm, sự yên lặng đi vào lòng người. Có lẽ do trên người sức một chút nước hoa, Lưu Nhất Lâm ngồi bên phải Hạ Tường, liền có một hương thơm nhàn nhạt thổi đến, giống như mùi hương ngọc lan. Hạ Tường từ trước đến nay rất mẫn cảm với nước hoa, ngay cả một người rất thích trang điểm như Nghiêm Tiểu thì khi ở cùng với Hạ Tường, bình thường cũng sẽ không trang điểm, lại càng không sức nước hoa. Lưu Nhất Lâm đương nhiên không rõ lắm về thói quen của Hạ Tường, vừa lên xe, cô liền nói ra hai tin tức khiến Hạ Tường kinh ngạc. Hạ Tường, sau khi tôi đến thành phố Lỗ, lãnh đạo tỉnh ủy đầu tiên mà tôi gặp thật ra là Tần Khản. Tần Khản, Hạ Tường chợt cảm thấy hứng thú.
Gần đây Tần Khản liên tiếp có hành động, là muốn cuối cùng trong buổi đại yến tiệc của tỉnh Tề, sẽ có được miếng bánh kem lớn. Phó chủ nhiệm Thôi của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là bạn cũ của tôi. Tin thứ nhất, Hạ Tưởng là kinh ngạc và có thêm hứng thú. Tin thứ hai, lại khiến hắn chấn động. Trước tiên không nói tới Lưu Nhất Lâm và Thôi Bách Tính là bạn cũ như thế nào, nếu Lưu Nhất Lâm đã nói là bạn cũ, hiển nhiên quan hệ không giống bình thường mà là Lưu Nhất Lâm chủ động nêu tên Lưu Bách Tính, là có dụng ý gì? Bởi vì không thể nghi ngờ là, trong vở kịch lớn tiếp theo, Hạ Tưởng sẽ đứng ở thế đối lập với Thôi Bách Tính. Lưu Nhất Lâm sau khi nói xong, hai mắt sáng ngời nhìn Hạ Tưởng với vẻ chờ mong, không nói gì nữa, chỉ chờ Hạ Tưởng đáp lời. Cô và Hạ Tưởng cùng ngồi ở ghế sau, không gian trong xe có thể lớn như thế nào? Cô chỉ ngồi cách Hạ Tưởng không đến nửa mét, ánh mắt nóng bỏng còn thân mình lại hơi nghiêng về phía trước. Hành động chớp chớp mắt nhìn chăm chú, khiến cho bộ dạng của cô có một mùi vị khó nói nên lời. Hạ Tưởng không thể nói gì, đây là gì chứ? Sửng sốt một lúc, hắn lại cười. Nhất Lâm, cô muốn nói gì thì nói đi, còn muốn tôi đoán. Bình thường tôi cũng chỉ đoán được tâm tư của con gái thôi. Còn những người phụ nữ lớn hơn 20 tuổi, đối với tôi mà nói rất khó có thể hiểu được tâm tư của họ. Lưu Nhất Lâm lại thản nhiên cười nói. Ý của anh là, anh tương đối thích Lolita. Hạ Tưởng không khỏi cười khổ, từ khi nào Lưu Nhất Lâm lại trở nên khôi hài như vậy. Hắn lắc đầu nói. Đừng làm xấu hình tượng của tôi nữa, cô cũng biết cách đối nhân xử thế của tôi. Được rồi, đừng nói lan man nữa, nói chuyện của Tần Khản và Thôi Bách Tính đi. Nghĩ lại, Hạ Tưởng lại không cười nữa. Nhất Lâm, từ góc độ một người bạn mà nói, tôi không hy vọng cô vừa đến tỉnh Tề đã tham gia vào trong cục diện rối loạn của tỉnh Tề, cô phải có một thời kỳ giảm sóc khoảng nửa năm hoặc một năm. Tôi cũng muốn đứng bên ngoài lắm, nhưng hiển nhiên không thể được. Lưu Nhất Lâm lắc lắc đầu. Không giấu gì anh, tôi và Tần Khản cũng là bạn cũ, thời gian quen biết y còn lâu hơn thời gian quen biết anh, còn Thôi Bách Tính, nghiêm túc mà nói. Còn có thể coi là một trưởng bối của tôi. Hạ Tưởng hơi chau mày. Tôi chỉ nhắc nhở cô một câu, sự tình phát triển cho đến bây giờ, đã đến giai đoạn đấu sức cuối cùng rồi. Bất luận cô đứng ở phía nào, đều không thể có được chuyện gì tốt đẹp. Có nghĩa là, thắng, cũng không chia nổi thành quả thua, lại có thể sẽ mang tiếng xấu. Lưu Nhất Lâm cười nhẹ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi thật sự cũng không hề suy nghĩ gì. Có thể trốn xa một chút thì sẽ trốn xa một chút. Tôi chỉ muốn đặc biệt nhắc nhở anh một câu, con người Tần Khản, đôi lúc phức tạp, nhưng đôi lúc lại rất đơn giản. Thật ra xét từ bản chất, tôi cho rằng y không phải một người xấu. Trong chính trị, rất khó dùng phẩm chất mà nhận định một người là tốt hay xấu, vì vậy Hạ Tưởng cũng không quan tâm kết luận của Lưu Nhất Lâm đối với Tần Khản là xuất phát từ chính diện hay phản diện. Sau này hắn chỉ chú ý đến mối quan hệ giữa Lưu Nhất Lâm và Tần Khản có thân thiết quá hay không, ngoài ra, hắn cũng quan tâm đến cách đối nhân xử thế của Thôi Bách Tính. Quan hệ giữa cô và Thôi Bách Tính cũng không tệ. Con người Thôi Bách Tính cũng không tệ. Lưu Nhất Lâm cười giảo hoạt. Tôi hy vọng anh và Tần Khản, còn cả Thôi Bách Tính, sẽ qua lại vui vẻ với nhau. Hạ Tưởng cười cười, không nói gì. Từ khi quen biết Lưu Nhất Lâm đến nay hắn đã biết. Lưu Nhất Lâm là một phụ nữ thú vị và sâu sắc. Hắn không thể nhìn thấu cô, không chỉ là thân thế của cô, mà còn cả tính cách lẫn phong cách làm việc của cô, luôn là một loại cảm giác ngắm hoa trong sương. Cuộc gặp mặt như hôm nay, vốn dĩ rất thuận lợi, cuối cùng vì cô ta cứ muốn chủ động lên xe, chủ động nhắc đến Tần Khản và Thôi Bách Tính, cuối cùng lại chỉ để lại một kết luận lập lờ, ngay cả lập trường của mình cũng không thể hiện ra, quả thật chỉ biết đưa ra vấn đề. Mà không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề. Về đến nhà, Tào Thù Huân còn chưa ngủ. Thù Huân ngày hôm trước về đến thành phố Lỗ. Ở Bắc Kinh khoảng một tuần, cuối cùng cũng sắp xếp xong chuyện Hạ Đông rồi đang lên mạng chat. Thấy Hạ Tưởng về, cô liền kéo Hạ Tưởng qua. Chị Liên muốn nói chuyện với anh. Hạ Tưởng đành bước lại gần, trong hình ảnh trên webcam, Liên Nhược Hạ mặc áo ngủ, cười rất vui vẻ. Hạ Tưởng tiến gần thêm một chút, mặt liền có chút biến hình. Liên Nhược Hạm không hề lưu tình quát lên. Đầu heo. Hạ Tưởng mỉm cười. Con người này, sao không nói được một câu dễ nghe vậy? Còn là lời dễ nghe đấy, không mắng anh là may rồi. Liên Nhược Hạm có vẻ rất không vui. Đã nói đến mấy trăm lần rồi, anh còn chưa đến thăm tôi một lần. Hạ Tưởng hết chỗ nói,
một lát sau mới bất đắc dĩ nói. Cô cứ ở mãi ở nước ngoài như vậy, không thể về một chuyến được sao? Cô là người tự do, còn tôi không thể tùy tiện ra nước ngoài. Tôi không quay về. Liên Nhược Hạm cũng không biết ăn phải cái gì. Được rồi, không hy vọng gì ở anh nữa, tôi vừa nói với Thù Huân rồi, một thời gian nữa cô ấy sẽ đến thăm tôi. Tình cảm tốt thật. Hạ Tưởng gật gật đầu. Liên Nhược Hạm làm mặt quỷ, không hề lưu tình mà vạch trần dụng tâm của Hạ Tưởng. Anh còn mong không được Tào Thù Huân đi thăm tôi, để anh có được tự do muốn làm gì thì làm. Nghe nói, người đẹp ở thành phố lỗ rất nhiều, thế nào, có tìm mấy niềm vui mới không? Đúng rồi, tôi nghe nói anh có một nữ phó trưởng ban thư ký rất thú vị. Tào Thù Huân vốn dĩ vẫn đứng phía sau Hạ Tưởng, vừa nghe Liên Nhược Hạm nói câu cuối cùng, lập tức lè lưỡi bước lên chạy qua một bên. Muốn chạy, Hạ Tưởng tức giận, tìm Tào Thù Huân. Nói bậy bạ gì thế? Thù Huân, trưởng ban thư ký Ôn là người thế nào còn không rõ hay sao? Sao lại có thể nói bậy bạ với Liên Nhược Hạm? Thật tức chết người. Tào Thù Lê vừa chạy vừa nhận lỗi. Tôi biết sai rồi, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ là muốn đùa anh thôi, không có ý gì khác. Cuối cùng Tào Thù Huân vẫn là bị Hạ Tưởng bắt được, không thể thiếu được một trận gia pháp rồi. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc đã rời thành phố Lỗ, một người về thành phố Yến, một người về Bắc Kinh, mỗi người đều bận việc riêng, Hạ Tưởng lại quay trở lại cuộc sống gia đình ấm áp. Nhưng Tào Thù Huân muốn ra nước ngoài thăm Liên Nhược Hạm, nhìn từ góc độ tình người, thì nên làm. Nhìn từ góc độ cuộc sống cá nhân, Hạ Tưởng vẫn muốn Tào Thù Huân ở lại bên cạnh hắn hơn. Hắn đã quen có Tào Thù Huân chăm sóc. Đi thì đi, Liên Nhược Hạm mà nổi tính cố chấp, hắn cũng không làm gì được. Khác với lần trước người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến là, lần này do Phó chủ nhiệm Thôi dẫn đoàn, rõ ràng cấp bậc đã cao hơn nhiều. Khâu Nhân Lễ không đến nỗi đi đến sân bay để đón, nhưng cũng ngay sau khi đoàn của Thôi Bách Tính vừa đến tỉnh ủy, đã gặp Thôi Bách Tính trước. Tuy nhiên Khâu Nhân Lễ cũng chưa quá mức coi trọng Thôi Bách Tính, gặp mặt cũng chỉ có mười mấy phút, xem như gặp mặt có lệ, chưa thể hiện sự nhiệt tình quá mức nào. Thôi Bách Tính cũng không quan tâm, bởi gã vốn dĩ không có gì để tự hào trước mặt Khâu Nhân Lễ. Gã đã được nghe đòn, không ngoài dự liệu, năm sau Khâu Nhân Lễ sẽ vào cục. Một ủy viên trung ương bộ chính trị tương lai, gã tự biết không thể đắc tội nổi. Không tồi, sau khi việc kế tiếp Tống Chiêu Độ để vào cục được xác định, việc Khâu Nhân Lễ vào cục cũng đã có mấy phần xác định. Đối với Hạ Tưởng mà nói, hai người có mối thân thiết với hắn lần lượt vào cục, tất nhiên là một tin tốt. Đối với con đường sau này của hắn, cũng có rất nhiều ích lợi. Sau khi phó chủ nhiệm Thôi đến thành phố Lỗ, ngủ lại ở nhà khách tỉnh ủy, bắt đầu việc điều tra vụ án Phan Bảo Hoa. Khác với việc công khai điều tra lần trước là, lần này, mặc dù cấp bậc rất cao, đội ngũ cũng lớn, nhưng thực tế lại không công bố ra bên ngoài, xem như là một lần hành động thầm lặng. Cũng tức là, đối với công chúng mà nói, sự kiện điều tra lần này cũng không hề tồn tại. Hiển nhiên, là có người cố ý xử lý, nguyên nhân sâu xa. Có lẽ vì không muốn kích động đến thế lực nào đó. Cũng có thể vì không muốn làm kinh động đến quần chúng, hoặc cũng có thể không muốn làm lớn chuyện. Nhưng mà phía sau còn có một tầng nguyên nhân sâu xa hơn mà người khác không biết được chính là, có người không muốn kích động quá mức đến Hạ Tưởng. Bởi mặc dù do Thôi Bách Tính dẫn đầu tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cùng với Thôi Hướng năm đó, hai vị phó chủ nhiệm họ Thôi tuy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bởi ở Tần Đường có Hạ Tưởng. Ở thành phố Lỗ cũng có Hạ Tưởng. Nghĩ đến những phong ba năm đó ở Tần Đường, khiến người khác trong lòng không khỏi lo sợ. Sợ rằng nếu lỡ có chỗ nào đó làm không cẩn thận, chọc giận Hạ Tưởng rồi, với thủ đoạn và thực lực xưa này không ai bằng của Hạ Tưởng, không chừng có thể mang đến một biến số bất ngờ sau cục diện tất thắng đó. Hạ Tưởng nếu biết được đối phương coi trọng hắn như vậy, không biết là nên cảm thấy mang mắn hay nên ôm bụng cười. Nhưng bất luận như thế nào, Hạ Tưởng thật ra đã có ý định sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bởi trong lòng hắn biết rất rõ, Chu Hồng Cơ sau khi thất bại trong việc điều chỉnh nhân sự. Cho dù là phía trên có người vì tức giận mà đưa ra quyết định gì đó, hay vì phía dưới có người mất kiên nhẫn, sau khi Triệu Mẫu Đơn hoàn toàn mất giá trị lợi dụng, trong tình hình thế cục lại sững lại, cuối cùng cũng phải đánh đòn xuất kích, chuẩn bị xoay chuyển một lần. Người khác như thế nào thì mặc kệ, dù sao đối với Hạ Tưởng mà nói. Sự việc đối với hắn mà nói, chỉ nên bàng quan. Bởi vì, sau khi trải qua việc điều chỉnh nhân sự,
đối với thế lực bản địa tỉnh Tề không những không giảm, thậm chí còn hơi tăng lên mà nói, cũng sớm đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi, sớm đã chuẩn bị lâu ngày, chờ tới ngày chiến đấu rồi. Hai người mạnh gặp nhau, là người mạnh thắng hay người thông minh thắng, Hạ Tưởng cũng không đặt cược, chỉ cười không nói và khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, hiển nhiên có người không nghĩ hắn lại bàng quan như vậy. Ngày hôm sau khi Thôi Bách Tính đến thành phố Lỗ, gã lại chủ động đề nghị muốn gặp mặt Hạ Tưởng, nói có một việc cần Hạ Tưởng phối hợp công tác một chút. Vốn định không đếm xỉa gì đến rồi, lẽ nào đối phương còn không cam lòng, muốn kéo hắn xuống nước. Hạ Tưởng cười, hắn cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng nếu có người đến bây giờ vẫn còn muốn đụng đến hắn, thì cũng thật sai lầm rồi. Trước đó, Chu Hồng Cơ đã chuyển Chu Trấn Ba từ Ủy ban Kỷ luật thành phố đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng đã được hơn một tuần. Rốt cục đã hỏi được bao nhiêu manh mối từ Chu Trấn Ba, Chu Trấn Ba có cung cấp lời bức cung đối với Hà Giang Hải hay không, Hạ Tưởng không thể biết được. Phía Ủy ban Kỷ luật giữ bí mật rất nghiêm ngặt, không hề có tin tức gì lọt ra ngoài. Tuy bây giờ Chu Hồng Cơ đã có quyền lực ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều hơn trước, nhưng vẫn rất hạn chế trao đổi tin tức với bên ngoài. Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tưởng muốn biết Chu Trấn Ba liệu có gì hay không, cũng không phải việc khó. Ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hắn cũng không phải không có quan hệ, thậm chí còn có một phó chủ nhiệm chủ động dựa dẫm. Cùng với việc địa vị của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề dần ổn định, cùng với việc điều chỉnh nhân sự được hạ màn, rất nhiều người nhìn thấy được thắng lợi to lớn của Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ trong việc điều chỉnh nhân sự. Đồng thời dưới ám hiệu và mưu kế của Hà Giang Hải, xu thế lấp trung tầng của thế lực bản địa tỉnh Tề dựa vào Hạ Tưởng càng nhiều hơn. Uy quyền của Hạ Tưởng đối với thế lực bản địa tỉnh Tề lúc này, đã vượt xa Tôn Tập Dân, thậm chí còn hơn cả Khâu Nhân Lễ, trở thành người hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu trong tỉnh ủy. Bởi ai cũng biết rõ muộn nhất vào năm sau Khâu Nhân Lễ sẽ rời khỏi tỉnh Tề, còn ngày tháng của Phó Bí Thư Hạ ở tỉnh Tề còn dài. Mà ngay đêm trước khi Thôi Bách Tính đến tỉnh Tề, Lưu Nhất Lâm cũng chính thức lên đường nhậm chức, thành phố Lỗ cũng xem như chính thức hoàn thành việc tiếp đãi. Nếu đứng trên cục diện hoàn chỉnh để nhìn nhận về hiện trạng của tỉnh Tề, sẽ phát hiện một việc rất kỳ quái, chính là Hà Giang Hải đổ mà không đổ, rõ ràng lung lay sắp đổ, nhưng lại ngoan cường đón gió mà đứng thẳng. Còn Viên Húc Cường vì sự kiện vây đổ Viện Niên Dạ tỉnh ủy, phải về hưu sớm mấy tháng còn chưa tính, còn phải mang lấy tiếng xấu, nhưng lại không hề được biện minh một lời nào, cũng không tìm đến Trung ương đòi công bằng, cứ im lặng mang tiếng xấu mà không nói lời nào để về hưu. Trung Thực hiền lành đến nỗi như trời sinh ra lão đã làm một người tốt nhất vậy. Thực ra ai chẳng biết Viên Húc Cường ở thành phố Lỗ từng có biệt hiệu Viên Bá Vương, có nghĩ là lão là một người bá đạo, cứ xem thành phố Lỗ như hoa viên nhà lão vậy. Muốn gây sức ép thế nào thì gây, khiến cho không ít người oán trách, ngay cả tỉnh ủy cũng không thuận mắt với lão, nhưng lại không thể làm gì lão được. Trong mắt nhiều người ở thành phố Lỗ, đều không có ấn tượng gì tốt với Viên Húc Cường, đều cho rằng với tính khí của Viên Húc Cường, bị dính tiếng xấu thì dù dùng cách nào cũng phải làm một trận ầm ĩ mới được. Tại sao lại yên lặng đến như vậy? Còn có một điểm là, nhậm chức thị trưởng mới là một thị trưởng nữ cũng được, đều nghĩ rằng thị trưởng nữ thì không cứng nhắc lắm, nhưng cũng không đến nỗi mờ nhạt đến mức như không tồn tại. Thị trưởng Lý Lý Đồng dưới sự cứng rắn của Viên Húc Cường, cũng thường có tiếng nói riêng, tại sao thị trưởng Lưu từ sau khi ban hành thông báo về việc niên giả khi mới đến nhậm chức, sau đó dường như biến mất vậy, thậm chí ngay cả trên TV cũng ít thấy bà xuất hiện. Rất nhiều người còn mong chờ chiêm ngưỡng phong thái của nữ thị trưởng, kết quả nữ thị trưởng lại hoàn toàn trốn sau lưng Lý Đồng, nhường lại tất cả uy danh cho nhân vật số 1. Trên đây cũng chưa được tính là việc kỳ lạ nhất, gần đây tần suất xuất hiện trên truyền hình thường xuyên của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Khản, xuất hiện đầy đủ trong các chương trình dành cho đủ mọi lứa tuổi, bóng dáng bận rộn thường xuyên xuất hiện trên TV, khiến cho tất cả những người hơi mẫn cảm về chính trị một chút đều ngửi thấy được một chút bất thường. Lẽ nào Phó Chủ tịch Tần sắp thăng chức? Tất cả những việc trên đây, khiến thành phố Lỗ, thậm chí cả tỉnh Tề trở nên một không khí chính trị khiến người ta không thể phân biệt được rõ ràng. Mà Thôi Bách Tính đúng lúc này đến thành phố Lỗ, lấy lý do điều tra vụ việc Phan Bảo Hoa, cuối cùng muốn nắm lấy vấn đề Hà Giang Hải. Hạ Tưởng ngoài miệng không nói gì, thực ra đối với Chu Hồng Cơ cũng được, hay là nhân vật cao hơn cũng thế, bất luận là ai đưa ra kết luận, đều không cho là đúng. Thật sự là ra tay không phân rõ tình thế. Mà Thôi Bách Tính đưa ra đề nghị muốn hắn phối hợp công việc, càng khiến hắn dở khóc dở cười.
Đối phương không những không phân rõ tình thế, còn lại ra chiêu tầm bậy, khiến hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng phải nể mặt phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Hạ Tưởng cũng vui vẻ đến, chủ động đến phòng nghỉ của Thôi Bách Tính, nhiệt tình mà lễ phép gặp mặt Thôi Bách Tính. Vóc dáng Thôi Bách Tính khá cao, hơn 1m80, mặt chữ điền, mày rậm, mắt dài, có thể nhận thấy khi còn trẻ chắc chắn tướng mạo lịch lãm. Y cũng rất nhiệt tình, chủ động đón Hạ Tưởng vào, còn chủ động rót nước rồi tận tay mời Hạ Tưởng, nói. Làm lỡ thời gian quý báu của Phó Bí Thư Hạ, tôi mời anh đến, chủ yếu vì muốn xác minh một việc. Phối hợp với công việc của Ủy ban Kỷ luật, là phận sự của tôi. Hạ Tưởng thật sự không cho rằng Thôi Bách Tính khách sáo với hắn là vì tôn trọng hắn, bởi vì hắn đã nhận ra, Thôi Bách Tính còn biết gây sự hơn Thôi Hướng. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Thôi Bách Tính nhướn mày, nói. Đối với vấn đề Hà Giang Hải, lãnh đạo Trung ương cũng rất coi trọng. Trước khi tôi đến đây, chủ nhiệm Long còn đích thân tìm tôi nói chuyện, bảo tôi phải tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy tỉnh Tề, nhất định phải đảm bảo công bằng và công chính, phải làm đúng sự thật, chính nghĩa. Vì vậy, tôi muốn nghe ý kiến của Phó Bí Thư Hạ về Hà Giang Hải. Mới bắt đầu đã muốn chụp mũ hắn, Hạ Tưởng thầm nghĩ Thôi Bách Tính nhìn qua nhiệt tình ôn hòa, thật ra còn nham hiểm hơn Thôi Hướng. Không hổ là cán bộ kỳ cựu lâu năm của Ủy ban Kỷ luật. Đồng chí Giang Hải là cán bộ trực thuộc Trung ương, tôi tôn trọng sự thật, tin tưởng pháp luật, cũng tin vào những chứng cứ mà các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang có trong tay. Hạ Tưởng ngồi đường hoàng, thái độ cũng không tệ. Thôi Bách Tính nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, cười ôn hòa. Đã sớm nghe Nhất Lâm nói Phó Bí Thư Hạ là một người tốt có thể tin tưởng, hôm nay vừa gặp, Nhất Lâm quả thật nói không sai. Có ý gì, khen ngoài hại trong, Hạ Tưởng cũng bình tĩnh cười. Nhất Lâm cũng không hiểu nhiều về tôi lắm, trong chốn quan trường, những người cố làm ra vẻ tốt nhiều lắm, tôi thật sự không dám nhận là người tốt. Sắc mặt Thôi Bách Tính hơi thay đổi. Phó Bí Thư Hạ, tôi cũng xem như là trưởng bối của Nhất Lâm đã rất tín nhiệm cậu, vậy nên, tôi cũng rất tín nhiệm. Cảm ơn sự tín nhiệm của Phó Chủ nhiệm thôi, lời nói vừa rồi của tôi cũng là lời nói thật. Hạ Tưởng rất cẩn thận. Sắc mặt Thôi Bách Tính dịu lại. Không đề cập đến vấn đề Hà Giang Hải nữa, mà nói đến Lưu Nhất Lâm, không khí cũng êm đềm hơn nhiều. Hạ Tưởng cũng phụ họa vài câu, từ đầu đến cuối không để lộ sơ hở nào. Cứ như vậy khoảng mười mấy phút, có lẽ Thôi Bách Tính nghĩ rằng thời cơ đến rồi, lại lần nữa nhắc đến vấn đề Hà Giang Hải. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Phó Bí Thư Hạ. Tôi rất hy vọng có thể đem những chứng cứ về vụ Hà Giang Hải báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, giúp Ủy ban Kỷ luật Trung ương trừng phạt một tham quan, làm một cán bộ đảng viên tận chức trách. Tôi vừa đến tỉnh Tề không lâu, thật sự không hiểu nhiều về Hà Giang Hải. Hơn nữa, tôi cũng không làm ở Ủy ban Kỷ luật, không có quyền điều tra dò hỏi cán bộ đảng viên, đồng chí Hà Giang Hải lại là cán bộ trực thuộc Trung ương, tôi càng không có quyền lên tiếng. Nhưng cá nhân tôi rất ủng hộ việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra vấn đề đồng chí Hà Giang Hải. Hạ Tưởng cũng đoán được điều gì đó từ trong lời nói của Thôi Bách Tính, có lẽ Chu Hồng Cơ cũng không tìm hiểu thêm được điều gì mới từ chỗ Chu Trấn Ba. Mà Chu Hồng Cơ chắc chắn kiên định cho rằng, chìa khóa để mở Chu Trấn Ba nằm trên người hắn, vì vậy mới nhờ Thôi Bách Tính ra mặt. Nhiều bên ra tay như vậy, vẫn là muốn hắn mở ra một con đường. Tặng cho Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ bốn chữ. Si tâm vọng tưởng. Hạ Tưởng vốn nghĩ hắn đã nói những lời như vậy rồi, Thôi Bách Tính sẽ biết khó mà lùi, không quanh quẩn ở vấn đề Hà Giang Hải nữa, sẽ để cho hắn đi rồi. Không ngờ Thôi Bách Tính không biết là ỷ vào mối quan hệ với Lưu Nhất Lâm, hay cho rằng với thân phận phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương của lão, lại nói một câu khiến Hạ Tưởng tức giận. Nếu có thể, mong đồng chí Hạ Tưởng chuyển lời cho đồng chí Hà Giang Hải một câu. Hạ Tưởng rất không lễ phép cắt ngang lời nói của Thôi Bách Tính, bởi vì hắn hoàn toàn không có hứng thú chút nào với lời mà Thôi Bách Tính nhờ chuyển, nói với vẻ khách sáo và không bằng lòng. Xin lỗi, Phó Chủ nhiệm thôi, trong việc của Hà Giang Hải, tôi không có quyền hạn gì, cũng không có tư cách gì, càng không có nghĩa vụ làm gì hết. Ở tỉnh ủy tôi còn có một cuộc họp quan trọng, nếu có chuyện gì nữa, mong anh trực tiếp gọi điện đến văn phòng tôi. Cũng không chờ Thôi Bách Tính nói thêm gì nữa. Hạ Tưởng đã giành thế trước. Có lẽ vì bị cưỡng ép ở Tần Đường, đã để lại bóng đen trong lòng Hạ Tưởng, hoặc có lẽ Chu Hồng Cơ thật sự không còn cách nào khác,
cứ muốn lão ra mặt nên mới chọc tức Hạ Tưởng. Nhưng vấn đề là, trong lòng Hạ Tưởng nghĩ tranh giành giữa các bên, chó mèo đánh nhau, nhưng có liên quan gì đến hắn? Nếu Chu Hồng Cơ ra mặt, Hạ Tưởng thậm chí còn thêm một câu. Mong rằng những việc liên quan đến Hà Giang Hải sau này đừng làm phiền tôi nữa. May mà Chu Hồng Cơ không ở đây, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Lưu Nhất Lâm. Nhất Lâm, tôi vừa có một cuộc nói chuyện không thoải mái với phó chủ nhiệm thôi, nếu ông ấy còn nhắc đến tôi nữa, nếu còn xem tôi như một người tốt, thì quả thật đã thực sự sai lầm rồi. Lưu Nhất Lâm sửng sốt một lúc, mới xấu hổ nói. Xin lỗi, phó bí thư Hạ, tôi cũng thật không còn mặt mũi nào. Lần sau, thì thật sự mất mặt. Hạ Tưởng ném một câu, liền cúp máy. Hắn nhất định phải làm Lưu Nhất Lâm tỉnh táo, nếu không chừng một thời gian nữa, Lưu Nhất Lâm còn chưa đứng vững được ở thành phố Lỗ, đã bị nước cuốn trôi đi. Cô thật sự không biết thật ra thế cục tỉnh Tề nguy hiểm đến như thế nào. Lưu Nhất Lâm tay cầm điện thoại, ngồi như phỗng ở văn phòng một lúc, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói. Tôi thật sự làm sai rồi. Không chờ Hạ Tưởng trả đòn Chu Hồng Cơ, cú trả đòn của thế lực địa phương tỉnh Tề, cuối cùng đã đến. Một ngày sau, Ủy ban Kỷ luật Trung ương lấy danh nghĩa điều tra vụ án Phan Bảo Hoa, đã mời mấy vị cán bộ cấp trung của tỉnh ủy đến để hỏi. Lại lấy lý do tìm hiểu tình hình, đã hỏi riêng Lý Đinh Sơn và Tần Khản. Sau đó, lại gọi vài cán bộ cấp trung của thành phố Lỗ đến. Chắc chắn những người kể trên trong lúc nói chuyện, đều bị những cách không chính thức để hỏi đến chuyện của Hà Giang Hải. Khiến cho thế lực địa phương tỉnh Tề vốn dĩ đã rất có tình cảm với nhau, cuối cùng đã tìm được nơi phát tiết. Lại một ngày, Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức thẩm vấn Chu Trấn Ba. Cũng giống như Hạ Tưởng, không có thu hoạch gì. Sau đó lại thẩm vấn Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải, từ Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải tìm hiểu được những gì, thì không thể biết được. Có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, hai ngày sau, lại một lần nữa thẩm vấn Chu Trấn Ba, dường như chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Chỉ là không chút tiến triển gì cũng được, không ngờ ngay hôm được Ủy ban Kỷ luật thẩm vấn lần thứ hai, Chu Trấn Ba bỗng tự sát. Cái chết của Chu Trấn Ba đã dẫn đến đòn công kích thứ nhất của thế lực địa phương tỉnh Tề. Hoặc có thể nói, cái chết của Chu Trấn Ba thể hiện cho đợt công kích thứ nhất của thế lực địa phương tỉnh Tề đã chính thức bắt đầu. Chu Trấn Ba chết rất kỳ quái, nhưng có thể nói, chết rất có ý nghĩa. Nếu lấy việc trên người Chu Trấn Ba mà nói, bắn chết 100 lần cũng không đủ. Nhưng gã vẫn không bị định tội, án tử vẫn kéo dài cho đến hôm nay, cuối cùng lại chết trong khi chưa được định án, thật sự có một chút sâu xa. Nếu Chu Trấn Ba cuối cùng bị định tội, nếu bị kết án tử hình và bị bắn chết, thì cái chết của gã là đúng người đúng tội, đồng thời cái chết đó, cũng không có người nhớ tới, càng không có người hoài niệm, thậm chí còn bị nhiều người phỉ nhổ. Ngay cả thể lực địa phương tỉnh Tề cũng không nhớ đến những cái tốt của gã, cũng không hề có tình cảm tốt với gã, cũng không quan tâm chăm sóc đến người nhà gã. Nhưng Chu Trấn Ba thông minh ở chỗ, gã chọn thời điểm chết rất khéo léo, không những chọn đúng thời gian, địa điểm cũng chọn rất chính xác. Dùng một câu nói để hình dung chính là chết rất hay, chết rất khéo, chết thêm một lần nữa có được không? Đương nhiên chết thêm một lần nữa thì không thể được, nhưng đời người có một lần chết, hoặc là chết vì nghẹt, hoặc chết vì bị bắn, hoặc chết trên giường, hoặc chết trong nhà vệ sinh, thì cái chết là giống nhau, nhưng quá trình và hậu sự lại khác nhau. Phần lớn cái chết của mọi người là cái chết đơn thuần, chỉ có một số ít người có cái chết ý nghĩa. Cái chết của người đó là sự tổn hại đối với nhân loại. Cũng có một số người có cái chết đúng mực, bởi vì y chết, người khác sẽ không được sống yên ổn, ví dụ như Chu Trấn Ba. Cái chết của Chu Trấn Ba, bất luận là thời gian hay địa điểm, quả thật trình độ cao siêu đến mức không chê vào đâu được. Một người đến cái chết cũng tính toán đến chuẩn xác như vậy, có thể thấy sinh thời có bao nhiêu cái đáng ghét, có bao nhiêu khôn khéo, đã tính luôn bao nhiêu người nằm trong tính toán. Chu Trấn Ba chết dưới sự bức bách của Thôi Bách Tính. Hơn nữa còn chết sau khi Thôi Bách Tính mới đích thân thẩm vấn gã nửa giờ. Nếu những điều ở trên còn không đủ để Thôi Bách Tính sứt đầu mẻ trán, khiến Chu Hồng Cơ nổi trận lôi đình, thì mặt tâm huyết của Chu Trấn Ba, khiến cho người khác không thể không khâm phục xuất thân dũng mãnh và ý chí kiên cường muốn đi đến cái chết của gã. Gã đã viết mấy chữ lớn bằng máu còn chưa khô trên bức tường. Mỗi một chữ đều kinh động lòng người, làm người ta hết hồn. Ủy ban Kỷ luật Trung ương bức người đến chết, tự tạo án oan, tôi không chịu nổi nhục này,
lấy cái chết để minh chứng. Nếu Chu Trấn Ba còn sống, đứng trước mặt Hạ Tưởng thẳng thắn nói những lời hùng hồn trên về Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng chỉ cười trừ, không hề tin. Bây giờ Chu Trấn Ba đã chết rồi, dùng máu để viết ra những lời tố cáo đó, mặc dù mỗi chữ còn chưa khô máu, nhưng Hạ Tưởng vẫn không tin. Bởi hắn biết rõ Chu Trấn Ba là một người xấu, không chuyện gì là không thể làm. Vấn đề là, hắn không tin thì không tin, Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ cũng cho rằng Chu Trấn Ba là nói hồ đồ, chỉ là không ai có thể đối chất với người chết được. Tức là, Chu Trấn Ba dùng máu và sinh mạng để viết nên mấy chữ kinh động lòng người, nội dung không quan trọng, quan trọng là biểu đạt được ý nghĩa chính trị vượt ra cả ngoài cái chết. Thứ nhất, đã đánh Thôi Bách Tính và Ủy ban Kỷ luật Trung ương một bạt tai chí mạng. Sớm không chết ở Ủy ban Kỷ luật thành phố, muộn không chết ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lại chết sau khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến, chết rất biết chọn thời điểm. Thứ hai, chết đã đào một cái hố lớn cho Chu Hồng Cơ. Vụ án vẫn rất thuận lợi của Ủy ban Kỷ luật thành phố, vừa đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã tắc nghẽn thì không nói, vẫn còn ở trong tầm kiểm soát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lại chết trong quá trình thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Thứ ba, đốt lên ngọn lửa báo thù của thế lực địa phương tỉnh Tề. Chu Trấn Ba sống thì xấu xa, chết lại rất có ý nghĩa, xem như đã mở ra một cánh cửa nhộn nhịp cuối cùng cho thế lực địa phương lâu đời tỉnh Tề. Cái chết của Chu Trấn Ba, bất luận là có người bày mưu, hay là do y xét thời thế mà khẳng khái chịu chết. Dù sao chết ngay lúc này, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Ủy ban Kỷ luật Trung ương bước đi bước lại, cuối cùng nói không chừng còn bị xử án tử rồi bị bắn chết. Đâu chỉ có những điểm tốt ở trên, ít nhất cũng tốt hơn đến gấp trăm lần. Cái chết của Chu Trấn Ba, không những loại bỏ được sự băn khoăn cuối cùng của thế lực địa phương tỉnh Tề, cũng khiến thế lực địa phương tỉnh Tề phải khắc cốt ghi tâm vì sự hiên ngang lẫm liệt của gã. Người nhà gã từ đây có thể không cần lo lắng nữa rồi. Đối thủ của gã cũng được, kẻ thù cũng thế, sẽ không còn nhớ điểm không tốt của gã nữa, mà sẽ hoài niệm ánh hào quang cuối cùng trong cuộc đời gã. Chủ yếu là, cũng trực tiếp gióng lên một hồi chuông cảnh báo lớn đối với Ủy ban Kỷ luật Trung ương trong việc âm thầm nhúng tay vào vụ án Hà Giang Hải. Cũng là chiêu đánh trả đầu tiên của Hà Giang Hải đối với Chu Hồng Cơ sau những lần bức ép đối với y. Cái gọi là án binh tất thắng, Chu Trấn Ba dùng cái chết của gã để căm phẫn nói với thế lực địa phương tỉnh Tề, đều đã bị Chu Hồng Cơ bức đến mức không còn con đường sống nữa, còn không ra tay, thì còn đợi đến lúc nào nữa. Sau khi tin tức Chu Trấn Ba tự sát được truyền ra, tất cả mọi người trong tỉnh ủy tỉnh Tề đều náo loạn. Vốn dĩ Chu Hồng Cơ còn muốn phong tỏa tin tức, kết quả lại bị một vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh truyền ra ngoài. Sau khi Hạ Tưởng biết được, lập tức báo cáo lên Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ vừa nghe được, giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy. Ngay lập tức gọi Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng cùng Chu Hồng Cơ đến hiện trường. Thôi Bách Tính dẫn người trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương phong tỏa hiện trường, còn muốn chặn bọn người Khâu Nhân Lễ không cho vào trong. Khâu Nhân Lễ tức giận vô cùng, hét bảo đối phương tránh ra. Đối phương trần trừ một lúc, nói phải hỏi chỉ thị của phó chủ nhiệm thôi, kết quả cảnh vệ bước lên đẩy lui nhân viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không những rất không khách khí, hơn nữa còn rất bạo lực. Trên địa bàn của Khâu Nhân Lễ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn và im lặng. Bởi bọn họ biết rõ, một khi bí thư tỉnh ủy nổi giận, ngay cả chủ nhiệm Long cũng không thể làm gì được, huống hồ là bọn họ. Hơn nữa người ở Bắc Kinh đều biết một việc lớn năm đó, một ủy viên thường vụ đến một thành phố trực thuộc Trung ương, còn bị cảnh sát địa phương với lý do bảo vệ an toàn, bao vây khách sạn chặt chẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt. Chỉ vì bí thư địa phương là ủy viên bộ chính trị, có quyền độc lập tương đối lớn. Lúc Thôi Bách Tính đến nơi, nhóm người Khâu Nhân Lễ đã đi vào bên trong. Bên trong phòng, máu khắp nơi, trên vách tường trắng, còn nhìn thấy những dòng chữ tố cáo ghê người. Vẻ mặt Khâu Nhân Lễ nghiêm lại, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, chỉ nhìn qua một lúc rồi quay người về Chu Hồng Cơ nói. Đồng chí Hồng Cơ, quá trình cụ thể của sự việc, anh làm một báo cáo gửi lên cho tỉnh ủy. Chu Hồng Cơ lúc này không thể nói là hoang mang lo sợ, cũng có chút sức đầu mẻ chán và đầu óc choáng váng. Sự việc quá bất ngờ, y dù sao cũng không thể ngờ được sự việc lại diễn biến thành như vậy. Khâu Nhân Lễ tức giận, phù hợp với thái độ mà một bí thư tỉnh ủy nên có. Dù sao ở tỉnh ủy xảy ra chuyện lớn, mà Chu Trấn Ba mặc dù đáng chết, cũng không nên chết trong tỉnh ủy, mà càng không nên chết bây giờ.
nhưng đã chết rồi, Khâu Nhân Lễ không tức giận, mượn cơ hội này mà phát huy, thì sẽ không còn là Khâu Nhân Lễ nữa. Ấn Tiểu Bạch thư ký của Khâu Nhân Lễ, đã theo Khâu Nhân Lễ nhiều năm, đã đạt đến mức độ thông qua một ánh mắt một dấu tay của Khâu Nhân Lễ cũng có thể hiểu được ý nghĩa rồi. Gã lập tức cho người chụp hình hiện trường, yêu cầu chụp ở nhiều góc độ nhiều tình tiết. Khi đang chụp hình, Thôi Bách Tính cũng nghe tin và kịp đến. Sau khi sự việc xảy ra, Thôi Bách Tính đang chuẩn bị báo cáo tình hình lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, lại nghe nói Khâu Nhân Lễ cũng bị kinh động rồi. Vốn dĩ định gọi xong cuộc điện thoại rồi đến, nhưng lại nghe nói Khâu Nhân Lễ đang chụp hình để lưu lại, lão liền đổ mồ hôi lạnh, Khâu Nhân Lễ còn định làm gì nữa. Vội vàng buông điện thoại đi đến đây. Bí thư Khâu. Thôi Bách Tính còn định giải thích mấy câu, nhưng lại bị Khâu Nhân Lễ lạnh lùng nhìn lại. Phó chủ nhiệm Thôi, sao sự việc lại trở nên như thế này? Người nhà làm loạn lên, tỉnh ủy phải làm sao giải thích với họ? Anh yêu cầu tỉnh ủy phải phối hợp công tác với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tỉnh ủy đã phối hợp với các anh rồi, nhưng các anh cũng phải quan tâm đến cách làm việc, phải không? Vấn đề của Chu Hồng Cơ, trước tiên không cần nói đã, y cần phải viết báo cáo lên tỉnh ủy. Còn về phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tôi sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho chủ nhiệm Long. Thôi Bách Tính bị nói như vậy, cũng không dễ chịu, đành mềm mỏng nói. Thật ra cũng không ai bức bách gì đồng chí Chu Trấn Ba, là bản thân y nghĩ không thông suốt. Là tự sát hay do người khác giết, phải có cơ quan chức năng đưa ra kết luận mới được. Khâu Nhân Lễ quay người dặn dò. Hạ Tưởng, cậu phụ trách phối hợp cục công an, do tỉnh ủy ra mặt dẫn đầu, thành lập tổ liên hợp điều tra chân tướng sự thật. Hạ Lực, cậu phụ trách giải thích với thân nhân người chết, đồng thời liên hệ cục công an thành phố, làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Bí thư Khâu, nếu sự việc đã xảy ra trong quá trình thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thì nên do Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra chân tướng sự việc, mong bí thư yên tâm. Nếu thật sự có hiện tượng bức cung, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Thôi Bách Tính vội vàng thể hiện thái độ. Không được, nếu để phía tỉnh Tề tiếp nhận, thì thể diện của Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ bị mất hết, thể hiện phía tỉnh ủy tỉnh Tề không hề tín nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Không cần nói nữa, cứ như vậy đi. Chuyện này, tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho chủ nhiệm Long để nói rõ ràng. Khâu Nhân Lễ dứt khoát phung tay. Mong phó chủ nhiệm Thôi dừng điều tra vụ án, đợi sau khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Chu Trấn Ba, rồi hãy nói tiếp. Không đợi Thôi Bách Tính nói thêm gì nữa, Khâu Nhân Lễ đã quay người rời đi. Thôi Bách Tính bị đối xử như vậy trước mặt cấp dưới, tức đến nỗi mặt cũng biến sắc, nhưng cũng không thể làm gì được. Khâu Nhân Lễ không những là bí thư tỉnh ủy, mà còn là người cầm lái đời thứ hai của nhà họ Khâu. Hơn nữa nếu không ngoài dự tính thì sẽ là một trong những lãnh đạo cấp phó của nhà nước. Gã chỉ là một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thực tế tiền đồ không được cao xa bằng một bí thư tỉnh ủy, sức nặng ở Trung ương càng không bằng bí thư tỉnh ủy. Huống hồ, phía sau Khâu Nhân Lễ còn có sự chống đỡ khổng lồ của thế lực gia tộc. Lại càng không cần phải nói, đường đường ở dưới tầm kiểm soát của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, lại có một phó cục trưởng chết. Nếu Chu Trấn Ba sau khi qua thẩm vấn của cơ quan tư pháp, đồng thời bị nhận định là người có tội, lại tự sát, thì là sợ tội tự sát. Nhưng bây giờ tất cả những việc của Chu Trấn Ba còn chưa được thông qua quá trình tư pháp. Cũng tức là, nói theo pháp luật, còn chưa thể nhận định là Chu Trấn Ba là phạm tội. Phiền phức lớn rồi, phải có kết luận là Ủy ban Kỷ luật Trung ương bức chết người. Y lại là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng phải mang một tiếng xấu không nhỏ. Thôi Bách Tính nhất thời có cảm giác đầu đau như búa bổ, còn hay như vậy, Chu Trấn Ba tại sao lại chết chứ? Chính là, đang tốt như vậy, người tại sao lại chết chứ? Chu Hồng Cơ cũng không nghĩ ra, nhưng có nghĩ thông hay không cũng không quan trọng nữa, bởi vì cũng giống như Hạ Tưởng vẫn luôn lo lắng, cái chết của Chu Trấn Ba, quả nhiên là mồi lửa để thế lực địa phương tỉnh Tề ra tay. Nếu Chu Trấn Ba dưới suối vàng có biết được tất cả những sự việc xảy ra sau đó ở tỉnh Tề, gã cũng sẽ vui mừng mà mỉm cười nơi chín suối. Chu Hồng Cơ quả thật luống cuống. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ông ta tới tỉnh Tề nhậm chức tới nay, lòng tin trong ông ta bị dao động. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy hoảng sợ trong lòng, lại lần đầu tiên ông ta có cảm giác bất lực khó có thể tiếp tục. Không thể ngờ được, Chu Hồng Cơ dù thế nào cũng không ngờ được, sao lại có một người dũng mãnh không sợ chết, muốn lấy cái chết để đấu tới cùng.
Nếu ngay cả chết còn không sợ, thì Chu Trấn Ba sao lại không mở miệng cắn chết Hà Giang Hải? Hơn nữa lấy sự việc của Chu Trấn Ba, khẳng định chưa chắc đã là tử hình. Dù sao chết tử tế cũng không bằng sống vô lại, người khác chết chung quy cũng tốt hơn là mình chết. Anh ta sao có thể ngốc đến mức ngay cả tính mạng cũng không cần. Đương nhiên, Chu Hồng Cơ không hiểu được cách làm của Chu Trấn Ba, cũng không có cách nào trực tiếp gặp mặt Chu Trấn Ba để hỏi rõ ràng, chỉ cảm thấy khó có thể chấp nhận được sự thật như vậy. Chẳng qua, hiện thực càng khó chấp nhận hơn vẫn còn ở phía sau. Tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở Bắc Kinh, Long Gia Thành nhận được điện thoại của Khâu Nhân Lễ. Bởi vì nhiệm kỳ mới sang năm, Long Gia Thành nhất định phải lui ra, nên hiện tại trên cơ bản ông ta đã bắt đầu thu dọn toàn cục. Người cần nên đề cử, nhất định phải đề cử đi lên. Người cần dẫm lên, nhất định phải dẫm lên. Nếu đã không thể đè được sự tăng lên lực lượng đại tân sinh của thế lực, thì cũng tới lúc vứt bỏ thành kiến bắt tay giảng hòa. Lui ra rồi, thì phải có giác ngộ chuẩn bị lui ra. Không ai có thể vĩnh viễn ngồi ở trên đài, nếu lên đài, thì sẽ có một ngày phải xuống đài. Đột nhiên, Long Gia Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây xanh tươi tốt, bất ngờ ông ta hiểu ra. Mâu thuẫn với những người khác còn có thể bắt tay giảng hòa được, nhưng chỉ có một người lại không thể làm được. Không phải ông ta không muốn, mà là đối phương không muốn. Hạ Tưởng. Long Gia Thành tự hiểu từ lúc ông ta đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới nay, số người ông ta đã đắc tội nhiều đến mức đếm không xuể. Tuy rằng ông ta không thể tự cho rằng mình cũng không thẹn với lương tâm, nhưng ông ta cũng biết, mặc kệ người nào ngồi ở vị trí trên, chung quy đều sẽ đắc tội với rất nhiều người, trừ khi nhảy ra khỏi quan trường. Đắc tội với người không sợ, cho dù là đắc tội với đối thủ có thế lực ngang bằng cũng không sợ, có sợ chỉ là sợ đắc tội với lực lượng hậu bị mà lực lượng khắp nơi đều tán thành. Năm đó, một hồi sóng gió ở Tần Đường vẫn còn trong lòng Long Gia Thành, mãi không quên được. Bởi vì ông ta cũng từng tiếp xúc với Hạ Tưởng vài lần, nhưng ông ta vẫn không hiểu nhiều lắm về con người Hạ Tưởng. Trong lòng ông ta cũng không rõ đối với sự việc ở Tần Đường năm đó Hạ Tưởng có còn canh cánh ở trong lòng hay không, liệu sẽ lại áp dụng thủ đoạn gì để trả thù. Hạ Tưởng đúng là lực lượng hậu bị, nhưng ở trong vòng 3 đến 5 năm tới hắn còn chưa đủ thực lực để có thể chi phối được vận mệnh của ông ta, cho nên ông ta cũng không lo lắng nhiều về việc vài năm sau khi thiên hạ là của Hạ Tưởng sẽ đối xử với ông ta như thế nào. Bởi vì đến lúc đó sớm đã là thời gian qua đi, cảnh vật cũng thay đổi, liệu ông ta có còn trên đời hay không để muốn khuyên người khác nghe theo ý kiến của bản thân. Nhưng ở trong mắt Long Gia Thành, Hạ Tưởng không giống với người khác. Người khác có lẽ phải đợi sau khi lên chức mới có thể tạo thành uy hiếp đối với ông ta, nhưng với Hạ Tưởng lại khác. Hiện tại, Hạ Tưởng đã có khả năng mang đến ảnh hưởng bất lợi đối với ông ta. Điều đó chưa chắc có thể khiến ông ta bị thương tổn, nhưng có khả năng Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ bị tát một tát. Ủy ban Kỷ luật Trung ương bị đánh, thì tương đương với ông ta bị đánh. Có lẽ dân chúng trong thiên hạ không biết, nhưng trong mắt người trong quan trường, đều biết rất rõ về việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần trước đến thành phố Lỗ, sắp thành lại bại, chật vật mà ra về. Lần này lại đi thành phố Lỗ, mặc dù có phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương chấn giữ, nhưng trong lòng Long Gia Thành không biết vì sao, lại vẫn cảm thấy hơi bất an. Có lẽ là từ sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, bỗng chốc đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Chẳng những mọi chuyện mượt mà suôn sẻ, không chê vào đâu được. Nhưng khác với trước kia luôn xung phong lên phía trước, hiện tại hắn thay đổi sách lược, trốn ở phía sau, làm cho người ta không bắt được cái bóng của hắn, còn hắn lại nhìn rõ ràng sơ hở của người khác. Long Gia Thành rất là lo lắng, mặt ngoài Hạ Tưởng dường như đứng ở giữa, nhưng lại đang âm thầm đào hố khiến Thôi Bách Tính nhảy xuống, bởi vì thủ đoạn của Hạ Tưởng luôn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kỳ thật Long Gia Thành đoán đúng phân nửa, Thôi Bách Tính quả thật nhảy vào hố, nhưng hố không phải do Hạ Tưởng đào, mà là do Chu Hồng Cơ trong lúc vô ý đào thành. Chẳng khác nào, tự nhảy vào hố mình đào. Lần trước, sau khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở thành phố Lỗ vô công mà quay về, Long Gia Thành liền ý thức được, Hạ Tưởng chung quy sẽ còn trở về, hắn vẫn chưa từng quên mối thù mưa gió năm đó. Chẳng qua nếu thành phố Lỗ bởi vì có Hạ Tưởng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương có án muốn làm cũng phải nhượng bộ lui binh, thì cũng quá uất ức. Cuối cùng Long Gia Thành vẫn phái Thôi Bách Tính đi tới thành phố Lỗ, chuẩn bị vẽ một dấu chấm tròn kết thúc một vòng tròn cho vụ án Hà Giang Hải đã lâu chưa có giải quyết.
Thôi Bách Tính không giống như Thôi Hướng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật giữa đường về nhà. Anh ta luôn luôn lượn lờ phía dưới ủy ban kỷ luật, từ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố mãi cho đến chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, làm qua vô số vụ án, kinh nghiệm vô cùng phong phú, thủ đoạn cũng rất khéo đưa đẩy, tin tưởng anh ta ra mặt, chắc chắn sẽ mã đáo thành công. Lúc tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Long Gia Thành đã đem sự tình ở tỉnh Tề ném sang một bên, đang phê duyệt văn kiện. Thư ký sau khi nghe điện thoại, vội vàng chuyển điện thoại vào trong. Nếu là điện thoại bí thư tỉnh ủy bình thường, cũng không có khả năng muốn trực tiếp trò chuyện với Long Gia Thành, nhưng Khâu Nhân Lễ không phải bí thư tỉnh ủy bình thường. Hơn nữa ông ta và Long Gia Thành đã quen biết nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm cá nhân. Sau khi Long Gia Thành nghe điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói của Khâu Nhân Lễ, trong lòng trước hết đập lên vài nhịp. Nói thật, làm vô số vụ án lớn nhỏ, chưa từng có một vụ án nào giống với vụ án của Hà Giang Hải lại khiến anh ta cảm thấy đau đầu như vậy. Nếu Hà Giang Hải chỉ là người trong phái bình dân thì tốt rồi. Nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ, tỉnh Tề có một thái độ không rõ ràng hơn nữa còn có Hạ Tưởng đang đứng một bên như hổ rình mồi. Nhân Lễ, có chuyện gì vậy? Long Gia Thành ở trước mặt Khâu Nhân Lễ, không dám tỏ vẻ. Ông ta hỏi han rất khách khí. Chủ nhiệm Long, hiện tại, dân tình ở tỉnh Tề có dấu hiệu giằng co. Tôi hy vọng Ủy ban Kỷ luật Trung ương khi phá án, lấy tiền đề là không ảnh hưởng tới sự yên ổn đoàn kết của tỉnh Tề. Khâu Nhân Lễ vừa vào đề liền nắm giữ quyền chủ động. Bởi vì quả thật ông ta từ sự kiện cái chết của Chu Trấn Ba, nhạy bén phát hiện tỉnh Tề có khả năng sẽ có đại loạn. Trong lúc phó chủ nhiệm Thôi trong thời gian phá án, phó cục trưởng cục công an thành phố Lỗ Chu Trấn Ba sau khi bị ủy ban kỷ luật trung ương thẩm vấn hai lần, bất ngờ tử vong. Hiện tại tỉnh ủy đang huyên náo, cục công an thành phố quần chúng xúc động phẫn nộ, dân chúng xôn xao. Tỉnh ủy hiện tại rất bị động. Nghe Khâu Nhân Lễ tóm tắt lại tình hình sau khi Chu Trấn Ba tử vong, khiến Long Gia Thành cảm thấy kinh sợ. Sự việc, sao lại thành ra lớn như vậy? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, trước tiên không phải do Thôi Bách Tính báo cáo, cũng không phải do Chu Hồng Cơ báo cáo trước, ngược lại là Khâu Nhân Lễ gọi điện thoại tới đầu tiên, trực tiếp đưa ra nghi ngờ tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tương đương với trực tiếp khiến ông ta bị bẽ mặt. Long Gia Thành hết chỗ nói rồi, phẫn nộ rồi. Ai đã ở sau lưng ra tay? Là ai đang cố ý bôi nhọ hình tượng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Rõ ràng người đó đã khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại thất bại bỏ chạy, rõ ràng là khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở tỉnh Tề mất hết uy phong, không còn quyền uy gì đáng nói. Khâu Nhân Lễ cũng thực sự là giỏi, thân là bí thư tỉnh ủy trước tiên gọi điện thoại tới, không chỉ đại biểu tỉnh ủy tỉnh Tề biểu đạt bất mãn với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng là phê bình khéo léo Thôi Bách Tính và nhân viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương công tác bất lợi. Nhưng, Long Gia Thành phẫn nộ thì cứ phẫn nộ, cũng phải chiếu cố tới cảm xúc của Khâu Nhân Lễ, phải chiếu cố tới thể diện của quan lớn. Hơn nữa Khâu Nhân Lễ cũng không phải là bí thư tỉnh ủy bình thường. Tiếp sau, ông ta cũng sẽ tiến vào danh sách những người lãnh đạo quốc gia. Hơn nữa sự thật xảy ra trước mắt, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lỗ quả thật chết ngay dưới mắt Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Mặc dù Long Gia Thành không dám ngờ vực vô căn cứ là thủ đoạn của Hạ Tưởng, nhưng ông ta biết, Ủy ban Kỷ luật Trung ương nếu không tỏ thái độ, sẽ không qua được cửa ải này. Nhân Lễ, phát sinh chuyện như vậy, tôi cũng rất đau lòng. Tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho đồng chí Thôi Bách Tính, yêu cầu anh ta chú ý tới phương pháp làm việc, và cho anh ta tạm dừng công tác điều tra, đến khi tìm ra chân tướng sự việc. Long Gia Thành cũng không thể lập tức cho Thôi Bách Tính rút khỏi tỉnh Tề, nếu không cũng có vẻ rất thảm hại. Nếu nói sau khi sự tình xảy ra chưa điều tra rõ ràng, cũng không phù hợp với quy củ. Sau khi tiếp nhận xong cuộc điện thoại của Khâu Nhân Lễ, ông ta mới lần lượt gọi điện cho Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ. Do chậm hơn Khâu Nhân Lễ một bước, giờ mới thảo luận đối sách giải quyết tốt hậu quả cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Khâu Nhân Lễ đã nắm giữ quyền chủ động ở trong tay. Tuy nhiên Long Gia Thành nghe nói tỉnh ủy tỉnh Tề chẳng những đã chụp ảnh lưu giữ hiện trường, còn giao cho Hạ Tưởng toàn quyền tiếp nhận điều tra. Ông ta càng thêm khẳng định về phỏng đoán của mình, chỉ sợ sự tình sau lưng, Hạ Tưởng không thể từ chối là không có can hệ. Cũng may khi ông ta nghe được Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ khẳng định là Chu Trấn Ba đã tự sát, hơn nữa Ủy ban Kỷ luật Trung ương trong quá trình phá án, không có bất luận tình huống bức cung gì. Ông ta cũng cảm thấy an tâm, nghĩ thầm rằng tuy Thôi Bách Tính bị đánh trở tay không kịp,
nhưng tin tưởng dưới sự phối hợp tác chiến của Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ và Thôi Bách Tính trước mắt sẽ vẫn qua được một cửa, có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Chu Trấn Ba lấy cái chết để đấu lại, có thể đè ép Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ thế nào? Tuy là gây ra một chút sức sóng gió, tạo thành một trận gió xoáy, sau đó liền tan thành mây khói, phải nói, khẳng định chính là cái chết uổng phí. Không thể nói là Long Gia Thành quá mức lạc quan, cũng không có thể nói là Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ khiếp sợ quá nhiều, sau khi phẫn nộ ngược lại càng kiên định phải đấu tranh suy cho cùng vẫn là quyết tâm, chỉ có thể nói rằng bọn họ vẫn chưa tinh tường nhìn rõ bản chất của sự việc. Nói đi còn có nói lại, kỳ thật cũng không trách bọn họ không tinh mắt, thật sự là bọn họ bị Hạ Tưởng làm cho hoa mắt, đều nhận định là Hạ Tưởng ngấm ngầm ra tay, kỳ thật bọn họ đều sai lầm rồi. Chu Trấn Ba chết, thật sự không hề liên quan gì tới Hạ Tưởng. Việc này cũng không phải do Hạ Tưởng sai khiến. Trước đó, Hạ Tưởng cũng không biết chút nào. Đối với Hạ Tưởng mà nói, toàn bộ sự việc cũng là một sự bất ngờ. Nói là bất ngờ, thật ra không phải cũng là điều tất yếu sao? Sau khi Hạ Tưởng tiếp nhận chức trách điều tra chân tướng sự việc cái chết của Chu Trấn Ba, lập tức yêu cầu Sở Công an tỉnh khống chế hiện trường, và yêu cầu Ban tuyên giáo tỉnh ủy phong tỏa tin tức, phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước, tiến hành tăng thêm phòng bị. Mặc dù hắn cũng biết, mồi lửa đã châm, sự tình hắn muốn, chỉ có thể giảm bớt, không thể ngăn cản tình thế phát triển. Sau khi hoàn thành trình tự cần làm, Hạ Tưởng tự mình đi một chuyến tới thành ủy, trong một cuộc họp hội nghị khẩn cấp do Bí thư thành ủy Lý Đồng tổ chức, Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, đưa ra ba tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy đối với cái chết của Chu Trấn Ba, yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố huy động, canh phòng nghiêm ngặt tránh để cho tin tức lọt ra ngoài. Đem tất cả khả năng khiến tình huống có thể xảy ra đột phát mới, bóp chết từ trong nôi. Có thể nói, Chu Trấn Ba đốt lửa, Hạ Tưởng không thể không lập tức đảm đương chức trách của người dập lửa, bố trí chu đáo chặt chẽ, cố sống cố chết canh phòng nghiêm ngặt, ngăn chặn sự việc lan rộng. Mặc dù Hạ Tưởng biết rằng, chỉ sợ trong vòng một giờ sau khi Chu Trấn Ba chết, ngọn lửa chiến tranh ở khắp tỉnh Tề đã được châm lên hoàn toàn. Quả đúng như thế, màn đêm buông xuống tưởng như bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm sau, đã xuất hiện manh mối. Nếu chỉ là thủ pháp người nhà gây rối, phây đổ trụ sở tỉnh ủy hoặc tòa nhà thành ủy bình thường còn dễ ứng phó, bởi vì trước đó đã chuẩn bị tốt, sớm tăng cường cảnh lực. Chẳng qua, lúc này đây, thế lực địa phương tỉnh Tề ra tay, mãnh liệt mà cuồn cuộn, lửa từ khắp nơi bắt đầu được châm lên. Điều đó cũng chứng minh là đối phương đã có sự chuẩn bị đầy đủ, và tích tụ lực lượng từ lâu. Manh mối sớm nhất là từ một hàng rào, chuẩn xác mà nói, là hai, nhân vật châm lửa ai cũng không thể ngờ tới, đừng nói Hạ Tưởng có thể, người đó dù sao không phải là Hà Giang Hải, cũng không phải nhân vật nòng cốt của thế lực địa phương. Khâu Nhân Lễ không thể ngờ, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng thật sự bất ngờ. Chu Trấn Ba chết không sớm, không muộn, ngay sau khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh từ thành ủy rời đến, lại ở trong quá trình Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật Trung ương kết hợp phá án mà chết. Quả thật là cái chết có ý nghĩa, chết. Cũng không khiến Chu Hồng Cơ sống yên ổn. Nếu Chu Trấn Ba chết đánh trực tiếp vào Ủy ban Kỷ luật Trung ương, như vậy ở sau lưng, đã đá Chu Hồng Cơ một cái đầy uất ức. Mới sáng sớm Chu Hồng Cơ đã nhận được điện thoại của Hòa Cải Lợi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố. Trong điện thoại, giọng điệu của Hòa Cải Lợi vẫn cung kính, cách nói cũng đầy uyển chuyển, nhưng ý đồ lại rõ ràng quá trình Ủy ban Kỷ luật thành phố áp lực rất lớn. Người nhà của Chu Trấn Ba đến Ủy ban Kỷ luật thành phố gây náo loạn, hơn nữa trên dưới Ủy ban Kỷ luật thành phố toàn là những giọng nói bất mãn và hoài nghi, biểu thị bất mãn đối với phương pháp làm việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, anh ta cũng rất khó xử, hy vọng chủ nhiệm Chu thông cảm cho sự khó xử của anh ta, càng sớm càng tốt đưa ra lời thanh minh, để anh ta có thể giải thích với người nhà của nạn nhân. Chu Hồng Cơ vô cùng xấu hổ. Đúng vậy. Hòa Cải Lợi rất biết nói chuyện, cũng không có một chút ý tứ bức cung nào, nhưng nói như vậy không phải mang hàm nghĩa, chính là người đang ở Ủy ban Kỷ luật thành phố vẫn còn rất tốt, sao vừa đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì chết chứ? Nếu nói không phải do phương pháp làm việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thì ai mà tin được? Chu Hồng Cơ quả thật là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng thành phố Lỗ là thành phố cấp phó tỉnh không phải là thành phố cấp 3 bình thường. Hơn nữa sự thật cũng đúng như thế. Cho dù có giải thích với những người vừa đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh về chuyện đã xảy ra cũng không thể khiến người chết sống lại. Chu Hồng Cơ tự biết đối lý,
đành phải kiên nhẫn giải thích với Hòa Cải Lợi một phen, hy vọng Hòa Cải Lợi lấy đại cục làm trọng, đứng vững trước áp lực, giải thích tốt với người nhà của nạn nhân, cũng làm tốt công tác trấn an. Ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ mau chóng phối hợp cùng tỉnh ủy điều tra chân tướng một cách rõ ràng. Bỏ điện thoại xuống, cơn đau dạ dày đột ngột xuất hiện, Chu Hồng Cơ chỉ cảm thấy huyết áp tăng cao, cả người rét run, một cơn đau giống như đau dạ dày đau truyền đến. Hạ Tưởng, hắn cũng quá độc ác. Đến tận lúc này ông ta vẫn một lòng cho là Hạ Tưởng gây nên việc này, muốn dùng tính mạng người khác để gây khó dễ, phá cục diện, thủ đoạn làm người ta vô cùng phẫn nộ. Nhưng hiện tại ông ta lại không có chứng cớ, đừng mong có thể giáp mặt chỉ trích Hạ Tưởng, đành cố gắng vượt qua cửa ải này, chuyện còn lại nói sau. Chờ ông ta lọt qua cửa ải này, nhất định phải điều tra rõ sự việc tới cùng, thông báo toàn thiên hạ khiến Hạ Tưởng phải thân bại danh liệt. Chỉ có điều hiện tại ông ta phải thừa nhận, Chu Trấn Ba vừa chết, ông ta và Thôi Bách Tính đều lâm vào tình cảnh khốn cùng. Nếu Hạ Tưởng cầm đầu tổ điều tra tỉnh ủy không cho ra kết luận, tất cả công tác dù muốn cũng khó có thể tiếp tục, càng không thể tiếp tục khai triển. Thủ đoạn tuy rằng độc ác, nhưng quả thật hữu hiệu, hơn nữa còn là một đòn chí mạng vô cùng sắc bén. Ông ta cũng không tin Hạ Tưởng ép người đi tìm chết, khẳng định và nhất định sẽ không lưu lại dấu vết. Chu Hồng Cơ dường như bắt được một tia sáng trong bóng đêm, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, cuối cùng mới thở phào một cái, cuối cùng cảm giác đã có chút dũng khí. Ngồi một lát, ông ta lại nhớ tới điều gì, đang tính gọi tiếp một cuộc điện thoại, không ngờ nhận được điện báo của nha nội. Tôi có nghe nói về sự việc của Chu Trấn Ba, chẳng lẽ thật sự là do Hạ Tưởng làm? Nha nội còn đang ở tại thành phố Lỗ, đối với bên ngoài đều nói là ông ta còn đang nằm tĩnh dưỡng trong viện. Ông ta quả thật là nhập viện, nhưng thật ra cũng không có việc gì, chẳng qua làm bộ cũng phải làm cho giống một chút mới được. Lúc bình thường và buổi tối, ông ta đều ở bệnh viện. Đối với nhất cử nhất động ở tỉnh Tề, ông ta cũng vẫn theo dõi rất chặt. Hiện tại không có chứng cớ, cái gì đều chỉ là suy đoán. Chu Hồng Cơ vẫn biểu hiện ra sự thận trọng nên có của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Nha nội không phải người trong quan trường, có thể tùy tiện nói chuyện, ông ta thì không thể. Hiện tại suy đoán là ai cũng không có ý nghĩa gì lớn, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Dù sao tôi vẫn cảm thấy hình như là Hà Giang Hải ngầm phá rối. Nha nội so sánh với tình cảnh của bản thân, người đang ở bệnh viện, tâm ở bên ngoài viện, cũng có thể tự mình phỏng đoán Hà Giang Hải cũng có thể mượn cớ nằm viện để yểm hộ, cũng rất thuận tiện hành sự. Tôi cho rằng Hạ Tưởng không có lý do, cũng không cần phải mạo hiểm ra tay. Hiện tại anh ta thúc đẩy Thiên Giang và Đạt Tài hợp tác, vừa tọa sơn quan hổ đấu cũng rất tự tại, làm gì lại tự mình đi khuấy cho đục nước. Nha nội kỳ thật đã nói đến điểm nút, người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cũng phân tích từ góc độ của một thương nhân từng trải. Lúc này, Hạ Tưởng không cần phải mạo hiểm ra tay, liều mạng thu về cái không có quan hệ trực tiếp, cho nên không cần thiết. Chu Hồng Cơ lại không tin, bởi vì ông ta là nhân vật chính trị. Trong mắt ông ta, Hạ Tưởng có tính cách mạo hiểm, đồng thời, Hạ Tưởng cũng có động lực và ý nguyện ném đá xuống giếng. Ông ta một lòng cho rằng, chính trị không phải là trò chơi đọ sức mà hai bên có thể cùng thắng. Chính trị hoàn toàn khác với buôn bán cho phép hai bên cùng thắng, ví như liên thông và điện tín có thể cùng tồn tại, nhưng trong quan trường, một tỉnh chỉ có thể có một bí thư tỉnh ủy. Nói cách khác, trong cuộc đấu tranh chính trị, chỉ có thể có một người chiến thắng. Lại liên tưởng đến các phe đối địch phía sau, tự nhiên Chu Hồng Cơ càng nhận định, cho dù không phải do Hạ Tưởng làm, thì Hạ Tưởng ở trong sự kiện cái chết của Chu Trấn Ba cũng không thể tránh được có can hệ. Nhưng hiện tại cứ rằng co với nha nội về việc này, hiển nhiên cũng không sáng suốt, nên ông ta liền chuyển đề tài. Không nói nữa, trước tiên là nói về kế hoạch kinh tế của anh tiến triển tới đâu rồi. Nhắc tới kế hoạch lớn về kinh tế, nha nội cao hứng. Mục đích chủ yếu khi ông ta gọi điện thoại tới Chu Hồng Cơ chính là muốn nói cho Chu Hồng Cơ biết, tuy rằng về mặt chính trị tạm thời thất bại, nhưng ở kế hoạch lớn về kinh tế lại có tiến triển vô cùng tốt đẹp. Kế hoạch thâu tóm Bắc Kinh, mặc dù về mặt chính trị có gặp chút cản trở, khiến ông ta phải giật mình chính là đối phương có bối cảnh quân đội. Nhưng sau này, chờ sau khi ông ta gia tăng thế công kinh tế, đối phương sẽ phải liên tiếp bại trận. Hơn nữa đối phương có bối cảnh quân đội cũng không vững chắc, nghe nói chỉ là đại tá một bình thường. Nha nội sẽ không quan tâm đến đối phương, chuẩn bị tiếp tục tăng cường độ mạnh yếu.
mà hợp tác với tập đoàn Đạt Tài ở Bắc Kinh, đã bước đầu ký kết hiệp nghị. Nhà nội đang điều động được 3 tỷ, chuẩn bị rót vào tập đoàn Đạt Tài. Với biểu hiện đầy thành ý của anh ta, đương nhiên, không phải là hào phóng, mà là tìm tòi trước khi hành động, là vì suy nghĩ cho bước tiếp theo của kế hoạch lâu dài, là vì mê hoặc thành Đạt Tài. Cuộc điện thoại của nhà nội, ít nhiều khiến trong lòng Chu Hồng Cơ thăng bằng hơn. Hạ Tưởng cũng không phải là không gì không làm được, ít nhất là trong vấn đề tập đoàn Đạt Tài. Hừ, chờ xem, ở vấn đề của Chu Trấn Ba, không tin ngươi giấu giếm không lộ ra chút dấu vết nào, đến lúc đó thì chờ xem. Chu Hồng Cơ định muốn đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Thôi Bách Tính bàn bạc, thống nhất một chút về cách giải quyết vấn đề, thương lượng một vài đối sách, nhưng vừa mới đứng lên, điện thoại lại kêu vang. Nếu bình thường, ông ta đã xoay người bước đi, cũng lười nghe điện thoại, bởi vì không phải tất cả các cuộc điện thoại đều phải tiếp nhận, nhưng trong tình hình hiện tại lại khác. Sự việc đa dạng bởi vậy ông ta liền lập tức cầm lấy điện thoại. Không ngờ đúng là cuộc điện thoại của Thôi Bách Tính. Giọng nói của Thôi Bách Tính, không hề thong thả như trước đây, mà có chút bối rối. Hồng Cơ, Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải, đồng thời đã phản cung. Hả, Chu Hồng Cơ khiếp sợ đến chết lặng người. Chu Hồng Cơ từ trước tới nay chưa từng vội vàng tới tìm Thôi Bách Tính, vậy mà bây giờ ông ta vô cùng lo lắng chạy một hơi từ nhà khách tỉnh ủy, lên tầng 3, nơi tạm thời thiết lập làm văn phòng trong nhà khách tỉnh ủy. Ông ta vừa bước vào cửa văn phòng, nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Thôi Bách Tính thì ngẩn người. Vấn đề Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải là kết cục đã sớm được định đoạt, sao lại phản cung? Chu Hồng Cơ vừa phẫn nộ lại vừa không tin, nhưng rất rõ ràng, Thôi Bách Tính khẳng định sẽ không nói dối anh ta. Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải rõ ràng cũng khai ra Hà Giang Hải, cũng nhờ vào lời khai của bọn họ mới khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương quyết định cuối cùng phái Thôi Bách Tính ra mặt điều tra. Tuy rằng xuất phát từ sự cẩn thận suy xét nên chỉ âm thầm điều tra, dù sao cũng tìm ra mấu chốt đầu tiên. Lúc ấy Chu Hồng Cơ còn cho rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương thực hiện như vậy hơi quá mức cẩn thận dè dặt. Thật ra cho dù không có lời khai của Chu Trấn Ba, chỉ với lời khai của Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải, cũng đủ để có thể định tội Hà Giang Hải. Nhưng Chu Hồng Cơ cho rằng không phải chỉ có Hà Giang Hải thất thế, còn muốn khiến anh ta trọn đời không được xoay người. Mà Chu Trấn Ba có khả năng sẽ khai ra chuyện Hà Giang Hải sai khiến người bức bách Trần Thu Đống tự sát. Nếu lại liên lụy tới sự kiện Trần Thu Đống tự sát, nói không chừng Hà Giang Hải sẽ khó lòng thoát chết. Cũng đang căn cứ vào tâm lý đánh rắn phải đánh dập đầu, Chu Hồng Cơ mới muốn tóm lấy Chu Trấn Ba. Nhưng lại là một thủ đoạn hỏng bét. Mà ông ta luôn cho rằng Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải sát khí lớn nhất, ở thời khắc mấu chốt, lúc Chu Trấn Ba vừa chết. Không ngờ ở trước mặt Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đã phản cung. Vui đùa quá mức rồi. Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải chăm miệng một lời nói, lúc trước khai ra Hà Giang Hải, là do bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh xui khiến nhận tội, và có người hứa hẹn chỉ cần bọn họ khai ra Hà Giang Hải, có thể xử lý một cách khoan hồng đối với bọn họ. Thôi Bách Tính nhíu chặt lông mày, nói ra một câu khiến Chu Hồng Cơ lâm vào kinh hãi. Hồng Cơ, anh khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất bị động. Trong lòng Chu Hồng Cơ thấy rối rắm, giọng nói của Thôi Bách Tính đã có thay đổi lớn, chẳng lẽ ông ta muốn lùi bước? Hiện tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không thể lùi bước, một khi đã lui, chẳng những khiến người khác chê cười, mà ông ta đứng ở phía trước sẽ chịu cảnh đứng mũi chịu sào. Ông ta ở tỉnh Tề có rất nhiều người thù hận, hiện tại có Ủy ban Kỷ luật Trung ương chắn ở phía trước giúp ông ta che gió đột mưa, ít nhất ông ta còn có thể thong dong tránh ở phía sau trả đòn. Đường đường là một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sao có thể không có một chút trách nhiệm, muốn lui liền lui. Chu Hồng Cơ cũng là nóng nảy, ông ta cũng không thận trọng ngẫm lại, trên quan trường, khi thực sự tới tình trạng không thể cứu vãn, người nào cũng sẽ trốn đi rất xa, sẽ không chuốc họa vào thân. Người nào cũng không muốn bị nhiễm nước bẩn lên người. Thôi Bách Tính là việc chung làm chung, anh ta bên trong tỉnh Tề không có ân oán riêng tư, cũng không giống với Chu Hồng Cơ. Có rất nhiều cảm xúc cá nhân. Tuy rằng cũng có mục đích chính trị nhất định, nhưng hiện tại, bo bo giữ mình mới là thượng sách. Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải, video về khẩu cung trước kia đều ở đây. Bọn họ sao có thể lật lọng, mong phó chủ nhiệm Thôi yên tâm, tôi muốn thẩm tra lại bọn họ, với sự thật trước mặt, xem bọn họ còn có gì để nói. Chu Hồng Cơ vội vàng giải thích. Thôi Bách Tính dường như rất là mỏi mệt, bất lực phất tay.
Tình huống hiện tại đã hoàn toàn không thể khống chế. Hồng Cơ, tốt nhất ở trong vòng 3 ngày hãy làm cho sự tình một lần nữa quay trở lại quỹ đạo. Chu Hồng Cơ không quay về văn phòng, mà trực tiếp tới văn phòng Tôn Tập Dân, bởi vì hiện tại là lúc tình thế nguy cấp, cần thiết phải làm cho Tôn Tập Dân ra mặt để giảm bớt áp lực. Không ngờ ông ta lại được báo cho biết, Chủ tịch tỉnh Tôn có việc khẩn cấp đi ra ngoài. Chu Hồng Cơ còn buồn bực, Tôn Tập Dân sao có thể mặc kệ mà ném một đống phiền toái lại. Trong lúc mấu chốt này, còn có chuyện gì đáng để ông ta vội vàng ra ngoài. Chu Hồng Cơ đi rồi, Thôi Bách Tính ở trong văn phòng ngồi im lặng một lát, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi tới một dãy số. Nhất Lâm, có tiện không, nếu tiện thì gặp nhau một lát. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông ta quyết định rằng nếu cứ ở tỉnh Tề ngồi chờ sự tình bị tra ra manh mối, cũng không phải là thượng sách. Chú thôi. Lưu Nhất Lâm dường như do dự một chút. Được ạ, không thành vấn đề, chú cứ hẹn giờ đi, tôi sẽ thu xếp địa điểm. Ý của tôi là, cô có thể ra mặt, mời Hạ Tưởng cùng đến, coi như là một cuộc gặp riêng tư. Tôi sẽ thử xem. Lưu Nhất Lâm không dứt khoát nói. Thành ủy, tại phòng làm việc của thị trưởng. Lưu Nhất Lâm thoáng suy nghĩ một chút, buông điện thoại xuống, tâm tình không hiểu sao lại nặng nề hơn rất nhiều. Cô vốn tưởng rằng, Thôi Bách Tính ít nhất có thể điều tra ra một vài điều gì đó ở tỉnh Tề, ít nhất sẽ mang lại xung đột trực tiếp cho quan trường tỉnh Tề. Không nghĩ tới, chưa đến vài ngày, đã bị một loạt sự tình tấn công đến sức đầu mẻ chán, ứng phó thôi cũng thấy mệt mỏi. Cuối cùng cái chết của Chu Trấn Ba có phải là bút tích của Hạ Tưởng hay không, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng cô biết, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã bước đầu điều tra. Nhưng khó khăn thật sự đến mức phải muốn gặp Hạ Tưởng để thỏa hiệp sao? Hạ Tưởng là một phó bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Tề lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Trước không nói tới bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ, chỉ cần chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân cũng đủ để bao trùm hào quang của Hạ Tưởng. Nghĩ đến Tôn Tập Dân, Lưu Nhất Lâm thấy hơi khó hiểu. Cô ở thành phố Lỗ vô cùng khiêm tốn, bởi vì nghĩ cô mới đến, thân lại là đàn bà, yếu thế cũng là một loại sách lược. Chủ tịch tỉnh Tôn ở tỉnh Tề trông cũng có vẻ rất bình thường không kêu một tiếng còn chưa tính, hiện tại có đại sự xảy ra, sao cũng không nghe được chủ tịch tỉnh phát ra một chút tiếng động nào. Chẳng lẽ ông ta bị sự tình gì quấy nhiễu? Suy nghĩ một hơi cũng không nắm được trọng điểm, Lưu Nhất Lâm đã đem Tôn Tập Dân ném sang một bên, lắc đầu cười cười. Cô không ngờ mới vừa đến tỉnh Tề, còn chưa thực sự tiến vào vai diễn, cũng đã thành cầu nối giữa Thôi Bách Tính và Hạ Tưởng. Chỉ mong cô có thể đảm đương tốt được trọng trách này. Lưu Nhất Lâm cầm lấy điện thoại, gọi cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lúc này đang ngồi ở trên xe, chạy tới bệnh viện. Hắn muốn đi gặp Hà Giang Hải để thử trao đổi về một vài vấn đề. Hắn đoán được vài phần về việc Chu Hồng Cơ đang hoài nghi hắn đã ngầm ra tay trong sự kiện của Chu Trấn Ba. Hắn cũng không để ý tới việc Chu Hồng Cơ đã ngờ vực hắn một cách vô căn cứ, lại càng không định chủ động giải thích điều gì. Chu Trấn Ba tự sát có lẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể biết rõ được chân tướng, nhưng lấy trí tuệ chính trị của Chu Hồng Cơ, nếu sau 3 ngày còn không rõ mọi việc phát sinh phía sau bức màn, vậy anh ta sẽ không xứng đáng trở thành lực lượng hậu bị mà thế lực một phương gắng sức bồi dưỡng. Kinh nghiệm không đủ, hơn nữa dùng tai nghe ngóng lệch hướng. Cho nên, Chu Hồng Cơ mới nhất thời bị gió làm mắt mờ mịt. Nhưng nếu gió to qua đi, mưa to tầm tã, anh ta còn chưa phân biệt được hướng gió. Cho rằng gió từ nơi này thổi tới, anh ta sẽ khiến Hạ Tưởng rất thất vọng rồi. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại Chu Hồng Cơ còn thiếu sự mài giũa và kinh nghiệm. Ở mặt nào, anh ta thậm chí còn không bằng Tần Khản. Đúng vậy, nhưng vào lúc thế cục rối loạn như lúc này, Tần Khản ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng cũng ra tay, hơn nữa không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền vô cùng sắc bén, và mục tiêu chuẩn xác, đánh trúng vào điểm yếu của Tôn Tập Dân. Sau khi Tôn Tập Dân nhậm chức, ngoại trừ cản trở hạng mục của tập đoàn Đạt Tài ra đời, còn tích cực thúc đẩy tiến cử công tác của hạng mục tập đoàn Thiên Giang, nhưng cuối cùng cũng là tập đoàn Đạt Tài thành công, sản nghiệp bất động sản của tập đoàn Thiên Giang vùng Duyên Hải nằm trong vùng quy hoạch, tạm thời mắc cạn, kéo dài tới vô hạn kỳ. Đương nhiên, ngoại trừ 2 hạng mục công trình lớn ra, anh ta cũng thúc đẩy vài hạng mục cũng không tính là chói mắt, có thể nói là công trình chiến tích cũng không thể. Công trình tuy rằng không lớn, nhưng ý nghĩa không giống bình thường, bởi vì Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải từng hợp tác chặt chẽ. Khác biệt chính là quan hệ từ trước đến nay giữa Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải như gần như xa.
Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải từng có một thời kỳ hợp tác gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong lúc hợp tác, Hà Giang Hải có hai hạng mục còn sót lại, vẫn sống dở chết dở, nhờ Tôn Tập Dân tích cực thúc đẩy và quan tâm, lại được hồi sinh. Đây có thể coi như là giai thoại cho giai đoạn hai bên cùng chân thành hợp tác, đồng thời cũng là một lần duy nhất Tôn Tập Dân bắt tay chặt chẽ với thế lực địa phương ở tỉnh Tề. Cũng bởi vì điều này, trong sự kiện của Hà Giang Hải, Tôn Tập Dân vẫn không quá tích cực. Anh ta ít nhiều cũng vẫn còn có cảm tình đối với Hà Giang Hải. Khác với anh ta, Chu Hồng Cơ đối với Hà Giang Hải đều là phản cảm và phẫn hận. Hơn nữa trong mắt của thế lực địa phương ở tỉnh Tề, Tôn Tập Dân dễ chung sống hơn nhiều Chu Hồng Cơ. Trong ngày Hà Giang Hải ngã xuống nhưng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, trở thành hai công trình chiến tích của vùng đất giảm sóc giữa Tôn Tập Dân và thế lực địa phương, hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới và công trình ngũ đóa kim hoa, vẫn được Tôn Tập Dân chiếu cố không ngừng, còn tự mình thị sát qua một lần, cũng gián tiếp biểu lộ ý định hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng giữa anh ta và thế lực địa phương tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ cũng không thấy được dụng tâm khổ cực của Tôn Tập Dân, nhưng Hạ Tưởng lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng là không quan tâm đến điều đó. Bởi vì từ trước tới nay, Hạ Tưởng cũng không phải là một người xấu. Trong lòng hắn từ trước tới nay là tinh thần trọng nghĩa và chủ nghĩa lý tưởng không hề thay đổi. Tôn Tập Dân muốn làm công trình chiến tích thật lớn, tuy rằng phương pháp này một mặt sẽ có sự hao tài tốn của, nhưng những việc nằm trong công tác quản lý của chủ tịch tỉnh, hắn không có quyền can thiệp. Cho dù Tôn Tập Dân là vì Chu Hồng Cơ mà giải đường lui, hắn cũng sẽ không đi phá hang động mà Tôn Tập Dân đã bố trí. Theo quan niệm và nguyên tắc đó, Hạ Tưởng sẽ không ra tay, nhưng có người sẽ ra tay. Tần Khản. Lần trước Tần Khản chủ động xuất hiện ở trước mặt Hạ Tưởng rốt cục đã đưa ra bản đồ hành chính đích thực của tỉnh Tề. Điều đầu tiên Tần Khản nhắc tới là hai công trình chiến tích của Tôn Tập Dân, trước hết biểu đạt sự bất mãn, lại hàm xúc nói cho Hạ Tưởng biết, y đã phát hiện hai công trình chiến tích này có vấn đề, chuẩn bị lấy hai công trình chiến tích để khai đao. Lúc ấy, Hạ Tưởng không nói gì, thật ra trong lòng hắn còn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hành động này của Tần Khản là rút củi dưới đáy nồi. Mặc dù Tần Khản khẳng định sẽ không nói rõ ý định thực sự trong hành động này của y, nhưng Hạ Tưởng vẫn đoán được vài phần. Tần Khản vì muốn cắt đứt sự ràng buộc giữa Tôn Tập Dân và thế lực địa phương, khiến Tôn Tập Dân và thế lực địa phương trở mặt thành thù, cuối cùng không có đường thối lui. Tần Khản làm như vậy, không chỉ khiến Tôn Tập Dân không thể chịu đựng nổi, cũng muốn chọc vào góc tường của thế lực địa phương ở tỉnh Tề. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Lúc ấy Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến về điều Tần Khản vừa nói, bởi vì hắn không nghĩ ra được lý do để khuyên bảo Tần Khản dừng tay. Mà Tần Khản sở dĩ âm thầm lộ ra tâm tư với hắn, sở dĩ cũng không phải hy vọng hắn ra tay giúp đỡ, chỉ cho hắn biết lúc sự việc phát sinh, đúng lúc ra tay nắm lấy cơ hội, có thể có được vài phần tiện lợi, thì nhận lấy bấy nhiêu. Nhưng Tần Khản lúc ấy vẫn chưa nói rõ y muốn khi nào thì động thủ. Không ngờ, lại là ngày hôm nay. Nếu như lúc ấy Hạ Tưởng còn đoán Tần Khản tổn hại ích lợi hai bên cuối cùng là muốn đạt tới mục đích gì, hiện tại Tần Khản lựa chọn thời cơ ra tay vào lúc này khiến Hạ Tưởng có thể hiểu được không sai một sự thật, chính là Tần Khản ở tỉnh Tề ẩn nhẫn nhiều năm, vừa không cam lòng bị thế lực địa phương ở tỉnh Tề kìm kẹp, lại vừa không cam lòng làm kẻ đứng sau. Hạ Tưởng sở dĩ biết Tần Khản hiện tại đã ra tay, bởi vì ngay vừa rồi, Tần Khản đã tự mình gọi điện thoại tới, chứng thật hai công trình chiến tích lớn lần lượt xuất hiện vấn đề với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Mà theo tin tức thu được sau đó, nói Tôn Tập Dân đã vội vàng tiến đến hiện trường để giải quyết vấn đề, lại càng chứng minh phỏng đoán của Hạ Tưởng. Tần Khản đã có chuẩn bị sẵn, lúc này ra tay, cân nhắc thời cơ vô cùng khéo léo, ý đồ sâu xa.